phẩm Thời Ngô Đinh Tiền Lê Lý Tác giả Ngô Văn Phú Người đọc Thu Hiền Lời giới thiệu Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh gồm 10 tập của tác giả nhà thơ Ngô Văn Phú là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại từ thời Hùng Dương dựng nước cho đến thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược Hầu hết đó là những nhân vật có cuộc đời sự nghiệp gắn liền với những sự kiện lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc mà học sinh đã tiếp xúc qua sách giáo khoa lịch sử, truyện tranh lịch sử hoặc qua thực tế đời sống văn hóa lịch sử ở từng địa phương. Ở mỗi nhân vật, cuốn sách đảm bảo yêu cầu cung cấp kiến thức lịch sử, sử liệu mang tính khách quan được thu thập từ các nguồn sử liệu chính thống như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, đại nam thập lục mặt khác dựa trên cốt lõi lịch sử bằng hư cấu nghệ thuật tác giả vận dụng sáng tạo những truyền thuyết giai thoại ly kỳ hấp dẫn về các nhân vật tạo nên những câu chuyện giàu màu sắc huyền thoại lãng mạn cấu trúc từng truyện kể gồm hai phần chính một giới thiệu tóm tắt tiểu sử và sự kiện lịch sử gắn liền với nhân vật hai kể chuyện về nhân vật đang xen trong mỗi câu chuyện kể là hình ảnh minh họa những chú thích về những nhân vật có liên quan đến nhân vật chính đến bối cảnh triều đại sự kiện lịch sử mà nhân vật xuất hiện kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh được nhà xuất bản trẻ và nhà xuất bản giáo dục việt nam phối hợp tổ chức biên soạn xuất bản nhằm giúp cho học sinh nắm chắc kiến thức lịch sử đã và đang học trong chương trình sách giáo khoa lịch sử ở các cấp học phổ thông đồng thời giúp học sinh hình dung được những chân dung tính cách phẩm chất vừa cao cả phi thường mà cũng vừa rất gần gũi đời thường ở những vị vua anh minh những trung thần giàu tài năng và đức độ có những đóng góp to lớn trong việc gìn giữ giang sơn bờ cõi xây dựng các triều đại hưng thịnh qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc không những vậy kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc từ những câu chuyện kể về con người và cuộc đời những danh nhân đất diệt mà tên tuổi của họ mãi sáng ngời trong lịch sử dân tộc mãi là niềm tự hào là những bài học về phẩm chất đạo đức đáng quý yêu nước hết lòng vì nước vì dân tính ngay thẳng trung thực đức dũng cảm hy sinh lòng dị tha đặc biệt là ý thức cống hiến tinh thần miệt mài học tập lao động sáng tạo nhằm đem lại những công trình có ý nghĩa lớn lao về học thuật y thuật văn hóa nghệ thuật cho đất nước trong quá trình biên soạn bộ sách này tác giả đã cố gắng chất lọc từ nhiều nguồn sử liệu chính thống kết hợp với việc sưu tầm thu thập tư liệu từ thực địa song chắc chắn khó tránh khỏi bất cập thiếu sót rất mong quý độc giả gần xa và các em học sinh cử đến chúng tôi những góp ý xây dựng để bộ sách được hoàn thiện hơn khi tái bản trân trọng giới thiệu bộ sách với bạn đọc, nhà xuất bản trẻ, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Ngô Quyền Ngô Quyền 898-944 Quê ở làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, huyện Ba Vì, tức Hà Nội ngày nay, năm Quý Mùi, năm 923. Nhà Nam Hán sai tướng là Lý Khắc Chính, đem quân sang đánh nước ta và bắt được tiết độ sứ Khúc thừa Mỹ. Tiếp đó, nhà Nam Hán lại sai Lý Tiến sang nước ta làm thứ sử. Năm Tân Mão, tức năm 931, thuộc tướng của tiết độ sứ Khúc Hạo xưa là Dương Đình Nghệ, người gốc Thanh Hóa ngày nay, đã khởi nghĩa đánh đuổi thứ sử Lý Tiến ra khỏi bờ cõi, rồi tự xưng làm tiết độ sứ. Làm tiết độ sứ được gần 7 năm, năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn sát hại. Ngô Quyền, khi đó vừa là con rể của Dương Đình Nghệ, vừa là người được tiết độ sứ Dương Đình Nghệ giao trọng trách, trấn thủ thanh hóa, kéo quân ra thành Đại La tiêu diệt kẻ phản bội. Do lo sợ bị tiêu diệt, Kiều Công Tiễn đã cờ cứu nhà Nam Hán. Vua nhà Nam Hán lúc bấy giờ là Lưu Cung, cho con là Lưu Hoàng Thao, kéo quân theo đường thủy sang nước ta trợ giúp, nhưng thực chất là sang chiếm nước ta một lần nữa. Mùa đông năm 938, sau khi dẹp xong bọn phản loạn Kiều Công Tiễn, Ngô Quyền chuẩn bị toàn lực để đối phó với sự xâm lăng của quân Nam Hán. Cuối năm 938, Ngô Quyền chỉ huy trận thủy chiến Bạch Đằng, đánh bại quân Nam Hán do Hoàng Thao cầm đầu. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền lên ngôi, xưng là Ngô Dương, đóng đô ở Cổ Loa, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Năm 944, Ngô Dương mất, năm ấy Ngô Dương 47 tuổi. Bãi cọc Bạch Đằng Kiều Công Tiễn vừa giết chết sứ quân Dương Đình Nghệ. Tin ấy đến với Ngô Quyền. Quyền hội quân các tướng kéo quân đánh Kiều Công Tiễn giành lại Ái Châu. Tiễn biết mình không chống cự được, bèn cầu cứu ngoại bang. Vợ Ngô Quyền là Dương Thị, con gái của Dương Đình Nghệ, muốn báo thù cho cha nên dục ngô quyền sớm cất quân trị kiều công tiễn nhưng ông lại nghĩ sâu xa hơn nên ừ ào với vợ cho qua chuyện ông đáp một chiến thuyền nhỏ từ sông phú lương đến hội kiến với phạm chim một tướng tài đáng tin cậy của mình khi rượu bày ra chim hỏi ngô quyền chủ tướng đến đây hẳn có việc lớn muốn bàn ngô quyền gật đầu nói ta bây giờ thù nhà nở nước đều nặng hai vai bố vợ ta bị kiều công tiễn giết chết chưa đem quân giết được hắn thì lại nghe quân nam hán do đại tướng hoàng thao sắp kéo quân sang tiễn cấu kết với quân nam hán định dân nước nam mình cho giặc quân nam hán cũng khá mạnh giờ ta đánh giặc ngoài hay dẹp giặc trong phạm chim đáp tôi nghĩ kỳ công tiễn như cái mụn ghẻ thì quân nam hán là cái nhọt lớn đang mang trên thân thể được cái nhọt lớn thì mụn ghẻ có lo gì nữa? Ngô Quyền hỏi, quân Nam Hán định đi đường nào vào nước ta? Theo như quân do thám về báo thì Nam Hán định cất quân thủy, theo đường biển đánh vào. Chim vốn là người tài giỏi cầm quân nên Ngô Quyền trọng lắm. Ông nói, sức của ta so với sức của quân Nam Hán ra sao? Quân Nam Hán đồng gấp 10 lần quân ta, thuyền chiến cũng lớn hơn. Tướng giặc là hoàng thao rất giỏi thủy chiến. Vậy địch mạnh ta yếu, không dùng mẹo, không thể thắng nổi. Sáng hôm sau, Ngô Quyền và Phạm Chim đem theo những tiếng giỏi đi khắp vùng Hải Ninh. Đêm ấy họ dừng quân bên vách núi, một đảo nhỏ giáp đất liền. Dân biển sở tại đem rượu cá thịt đến dân. Ngô Quyền cảm tạ, hỏi thăm thêm về tình hình nước triều lên xuống. Một vị bô lão tóc trắng xóa Gia Săn Chắc nói Thủy Triều ở đây lên xuống rất mạnh Từ biển vào sông như rót vào cuốn phễu Lên cực nhanh mà lại hạ xuống cũng cực nhanh Ngô Quyền mừng lắm, bảo Phạm Chim Ta có mẹo phá giặc rồi Đêm nay chúng ta sẽ đi thăm thế trận trên sông Bạch Đằng Đêm ấy dựa vào nước Thủy Triều lên Ngô Quyền cho thuyền từ sông ra cửa biển Đại Thang thuyền của ngô quyền đi quan sát hết các bãi lầy ở hai bên sông bạch đằng ngô quyền lúc đi sang phải lúc sang trái lúc rẽ phải rẽ trái vào các ngách sông kín đáo phạm chim đi theo ghi hết những kích thước độ lầy của từng bãi lầy dọc sông khi nước triều rút sông ở giáp biển bãi lầy không hiểm ngô quyền thấy rõ ràng dùng đất này sẽ cho mình thế trận tuyệt vời ông bảo phạm chim ta sẽ tiêu diệt hoàng thao ở chỗ này đây ông suy ngẫm một lát rồi nói tiếp hoàng thao cất quân tới đây cũng phải hết mùa bão chí ít cũng phải mất hàng tháng như vậy không thể bất ngờ tiến quân vào đất của ta được ta lại có thời giờ chuẩn bị trước vậy phần thắng ta có thể nắm trong tay sau đó ngô quyền bày thế trận với các tiến sĩ dùng các bãi sông để cắm những cọc liêm giặt từ biển vào sông đội hình không thể lớn được phải chia nhỏ mà kéo thành đoàn. Nếu quân ta biết cắt khúc chúng ra mà đánh và có những bãi cọc giúp thêm, thì việc chiến thắng mới thật vẹn toàn. Đêm ấy Ngô Quyền và các tướng bàn kỹ về cách đóng cọc. Cổ liêm thì không thiếu, nhưng cọc gỗ đâm thủng được thuyền thì cũng phải chọn những cây cỡ to, mấy chét tay. Còn việc đóng cọc xuống nước phải sao cho chắc và ở độ sâu như thế nào để có thể đâm thủng bụng thuyền giặc khi nước triều rút ngô quyền lại cho mời các tay chèo giỏi các bô lão ở các dạng chài đến bảo quân nhà hán nhà đường đô hộ nước ta hàng ngàn năm khổ nhất là dân dùng biển chúng chẳng đã bắt ta phải đi mò ngọc trai lấy bào ngư dây cá để dân về bên tàu mà nộp cho phủ thái thú đó sao bọn giặc nam hán vừa mới cắt cứ một phương Càng như lũ hổ đói, ta phải chặn được chúng, không cho chúng lập lại đô hộ vũ nữa. Ta phải dành lấy quyền cai quản non sông gấm dốc của ông cha ta. Tâm huyết của chủ tướng được mọi người hưởng ứng. Cuối cùng, việc cấm cọc ở bãi sông được các tướng chia nhau đi làm ngay. Nói thì dễ, làm mới khó. Cọc liêm đắng trong vài ngày đã có tới hàng ngàn chiếc, nhưng đóng cho được một chiếc cọc không dễ dàng gì dù nước thủy triều đã xuống bãi thì lầy dựng được cọc đứng đã khó đóng được bằng vồ lại càng khó hơn ngô quyền ban thưởng 10 lạng vàng cho ai nghĩ ra được kế hay lệnh vừa được ban bố lập tức có nhiều người đến dân kế nhưng cuối cùng kế của bộ tướng họ nguyễn là đắt sách nhất khi cọc được cắm xuống bãi lầy đến đúng tầng đất dưới thì các tay chèo dùng trảo lớn đeo những sọc đá vào thân cọc những sọc đá vừa dựng cho thế cọc đứng, vừa rít thêm cọc vào trong đất. Lúc thủy triều lên, cọc ngập vừa đủ để có thể quay vồ, chọn những trai biển khỏe, cầm những vồ lớn đóng xuống. Phải ba hôm đóng liền như thế thì thân cọc rất vững, lại có thể nghiêng đúng như ý muốn của người dựng thủy trận. Ngô Quyền mừng lắm, nói, trời và lòng dân cho ta thắng trận này rồi. Ngô Quyền giấu quân thủy ở Ái Châu, khi thế trận quyết chiến ở sông Mạch Đằng đã định, ông mới cất quân ra. Để tránh quân do thám do Kiều Công Tiễn và Hoàng Thao theo dõi, ông không cờ dong trống mở mà hành quân vào ban đêm, cứ mỗi tướng dẫn một đội thuyền chiến. Nguyễn Đô Tướng, Phạm Bạch Hổ dẫn quân đi trước. Ông Đích Thân, Đốc Xuất, Trung Quân đi phía sau. Con trai cả của Ngô Quyền là Ngô Sương Ngập lúc ấy mới 16 tuổi, đã được trao cho lãnh một đội thủy quân dự bị một bộ phận thủy quân khác trấn giữ ái châu đề phòng và có quỷ kế đánh vào căn cứ địa của ngô quyền khi quân nam hán do đại tướng hoàng thao đến dùng biển của nam hải thì quân của ngô quyền đã tập trung đón địch ở những bãi lầy và chờ đợi trận phục kích phạm chim dẫn quân từ gia viễn đến phối hợp thanh thế đã lừng lẫy lắm phạm chim nói Chủ tướng vốn giỏi đánh trên sông Còn tôi luồn lạch sóng gió ở biển đã thuộc Ta lừa cho giặc vào thế trận đã bày Chủ tướng dốc sức đánh cho quân giặc tan vỡ Rút chạy ra dùng biển Từ đấy tôi sẽ kéo quân ở hai đảo Ở phía đầu cửa sông Giáp lại tiêu diệt chúng một lần nữa ắt chúng phải kinh hồn bạc vía. Ngô Quyền và Phạm Chim chỉ kịp uống với nhau một chén rượu, rồi Phạm Chim dẫn quân ra biển ngay. Trong khi đó Ngô Quyền đã cho người dò xét thuyền của quân Nam Hán. Thuyền Nam Hán to vì ham chở nhiều quân lương nên di chuyển chậm. Ngô Quyền cho đóng những thuyền chiều cao ngang với thuyền giặc nhưng thon dài. Mỗi thuyền dài chục tay chèo và tay lái cứng. Khi thuyền giặc đến, cứ bốn thuyền xông vào đánh một. Trước hết dùng cỏ khô tên cháy phóng hỏa để giặc kinh hải. Sau đó các dũng sĩ cầm dao và khiên nhảy lên thuyền giặc quyết chiến, chỉ cần nhắm đầu và đuôi đội hình thuyền giặc mà đánh, như thế, thuyền giặc sẽ bị xé lẻ, các thuyền khác ở vòng ngoài nhân đó sẽ chia các đội hình của chúng mà tiêu diệt. Lại nói về nhà Nam Hán, bây giờ Lưu Cung, chúa của Nam Hán, muốn mở mang thế lực, vì mơ thấy rồng trắng bay lên trời, nên nhân thời thế Trung Hoa loạn lạc, các lãnh chúa đua nhau xưng dương lưu cung cũng lập ra nhà nam hán và định chiếm giao chỉ cửu chân cùng các quận huyện phương nam để mở mang thanh thế hằng thao là con trai của lưu cung khi các quân chinh phạt giao châu lưu cung bày tiệc khoản đãi tướng sĩ đang lúc say gọi con đến trước mặt nói ta phong cho con làm giao vương con thấy thế nào hằng thao thưa được phụ hoàng tin cậy con xin hết lòng chinh phục đất xa để cha được đẹp lòng ta mơ thấy rồng trắng bay lên trời, vậy con hãy làm con rồng trắng, dễ dùng trên biển đông. Nói đoạn, lấy áo màu trắng, mũ lông cừu trắng và ấn ngọc, gươm báu trao cho hoàng thao, lưu cung dặn. Đất giao châu xa xôi, làm sơn chướng khí, phải đánh nhanh, bình định cho xong trước mùa hè, kéo thủy thổ bất phục, bất lợi cho đại quân. Bình định giao châu xong, còn hãy lo lấy lương thực, đồng sắt bạc vàng châu báu mang về cho ta thì nhà nam hán của ta sẽ trở nên hùng mạnh có thể tính chuyện lớn ở trung nguyên được chuyến đi này ta trông cậy rất nhiều ở con hoàng thao nói con xin cố gắng để khỏi phụ lòng tin cậy của cha trời đang xe rét bỗng ấm hẳn lên nước triều lên xuống vẫn rất đúng như thường lệ tinh quân của hoàng thao đã tiến vào đúng theo hướng mà quân ta dự định tuy thế Ngô Quyền vẫn không khỏi hồi hộp. Điều ông lo nhất là nếu Hoàng Thao không tiến vào sông Bạch Đằng mà tiến thẳng vào phía Ái Châu, đánh tan quân ở Hậu Cứ rồi theo sông Đại Hoàng kéo vào Đại La thì trận thủy chiến đã gian bẫy sẽ bị hụt hẳn. Như vậy, lập tức ta phải có phương lược mới để đối phó. Ngày mùng 10, quân do thám báo, tướng tiên phong của Hoàng Thao đã tiến sát đến dùng biển Cô Tô và tiến sâu về phía Ninh Hải, Ngô Quyền rất hồi hộp. Ngày 12, thuyền giặc đến trước cửa sông Bạch Đằng hạ trại cho quân nghỉ ngơi để lấy lại sức. Ngô Quyền chưa bao giờ thấy hai ngày đợi giặc cất quân lại dài đến thế. Sớm ấy, mặt sông có sương mù, sương đục trắng đầy trời, mặt biển ấm. Khi trời sáng rõ mặt nước, sương cũng chưa tan. Tuy nhiên, Hằng Thao cũng nổ súng phát lệnh cho quân tiến vào phía sông Bạch Đằng ngô quyền mừng lắm sai các khinh thuyền chia nhau đi báo cho các cánh quân mai phục sẵn sàng đánh địch hằng thao kéo quân vào trong sông thao đi tiếp theo ngay cánh quân xung phong khi thuyền vào cửa sông nguyễn đô tướng đem quân ra chặn địch một đoàn thuyền khoảng hơn một chục chiếc sao mà địch nổi đoàn thuyền như con rắn khổng lồ đang hùng dũng tiến theo đội hình hành quân tướng tiền phong của hằng thao đem quân ra đánh Nguyễn Đô Tướng chống cự không nổi, liền rút chạy vào con ngòi nhỏ. Quân của Hoàng Thao không đuổi nhưng lại thấy phía sau có một đoàn thuyền khác. Dẫn Nguyễn Đô Tướng dẫn đầu, lần này không phải là 10 chiếc mà đến vài chục chiếc. Tên tướng tiên phong đâm hoảng sợ. Thuyền của Nguyễn Đô Tướng quân lao vào đánh, Hoàng Thao cho thuyền chèo nhanh lên phía trước. Định lấy đông dây bắt sống. Nguyễn Đô Tướng biết ý, không ham đánh lại thấy nước triều xuống rất nhanh, liền dẫn quân vừa chửi giặc vừa rút chạy. Hoàng Thao giận lắm, thúc quân gấp gáp phía sau, tên bắn theo thuyền của quân Nam rào rào. Nhưng thuyền quân Nam đã đưa lên những đám cỏ khô hứng lấy. Trừ những tay chèo thuyền, quân sĩ đều nhảy xuống lòng thuyền nhỏ mà sâu, dùng khiên mộc che tên bắn từ phía sườn cho người chèo thuyền. Thuyền của Hoàng Thao đã lọt vào giữa trận địa một tiếng pháo nổ gian trời, nhiều tiếng pháo lệnh khác ở các bãi lầy khác nổ theo hưởng ứng. Quân Ngô Quyền lao thuyền từ hai bên sườn đánh vào sườn thủy quân của Hoàng Thao. Nguyễn Đô Tướng và các tướng dẫn dụ thuyền chiến của Hoàng Thao quay lại lăn xả vào thuyền mà đánh. Thuyền chiến đi kèm theo thuyền cung nỏ khi sáp chiến lấy cỏ khô kẹp vào những đuốc tẩm nhựa thông dứt đại vào thuyền giặc lửa cháy tên bay rào rào khiến quân hoàng thao tránh dạt xuống khi khói sương mù làm thuyền chúng xoay trở chậm chạp thì những chiến binh dũng mãnh của quân ta đã nhảy sang thuyền giặc đâm chết những tên đứng ở mặt khoang những người khác nhảy lên theo hai đánh một khi đã dồn giặc vào khoang thì lại lấy cỏ châm lửa ném tiếp vào lòng khoang cho thuyền giặc bốc cháy Thế quân nam hùng dũng như cá kình giữa biển khơi hiện cờ đỏ trên sông vẫn nghiêm lệnh từng đội từng đội tiến lên luôn dây hãm chia cắt đội quân tiên phong của thủy quân nam hán ra mà chém giết đốt thuyền cả một khúc sông lửa đỏ khói loang sương mù ù òa ù ập thay đổ thuyền cháy tiếng hô giết giết tiếng thay quân nam hán gục đổ trên thuyền tiếng cột buồm gãy gian động hòa trộn đầy khí thế chiến trận hoàng thao thấy núng thế liền cho quân quay thuyền rút ra phía cửa biển nhưng quân ta xuôi nước có thế nhanh và mạnh lăn xả và thuyền giặc đánh dữ dội thấy chỗ bãi sông rộng quân nam hán đua nhau dương đội hình ra để xô chạy nhưng kìa những chiếc thuyền đầu đã va vào cọc ngầm sững lại lại bị những chiếc thuyền sau đang đà lao mạnh đến cứ thế mà tự dở lại thuyền sau và thuyền sau nữa thế trận của hoàng thao đã hoàn toàn rối loạn hoàng thao phải thân mặc áo bào trắng đứng trên thuyền lớn bắt loa lớn gọi quân theo luồng giữa mà đi không được lao vào men bờ nhưng phía sau quân ta rất dũng mãnh thuyền đã lập công nhường cho đội hình tinh nhuệ mới lao lên diệt giặc Thuyền nam hán bị xô vỡ ở hai bãi cọc bạch đằng có tới dăm chục chiếc lũ quân thua trận nhào xuống nước định lao lên bờ chạy trốn đều bị quân ta chặn đánh bắt được cả hoàng thao mệt đến đứt hơi mới rút được tàn quân ra khỏi cửa biển vừa mới tập hợp được đội hình điểm qua các tướng sĩ thì ở hai bên bờ đảo thuyền quân ta lại xung đến đánh trên mỗi thuyền chiến một vị tướng mặc áo bà ba tía cầm cung thét lớn giặc hoàng thao chớ chạy có phạm chim đây quân nam hán mệt mỏi không còn bụng dạ nào huyết chiến nữa liền giăng bùn kéo quân ra khơi hoàng thao đi sau đốc chiến phạm chim quát lớn Hoàng Thao, mây định trốn về đất Nam Hán ư, hãy xem ta bắn cung đây. Chỉ nghe tiếng dây cung bật mạnh, và Hoàng Thao đổ vật xuống biển. Đội quân của Giao Vương Hoàng Thao tiến vào Giao Châu, bị đánh từ sáng cho đến chiều, hầu như tơi tả. Chủ tướng đã chết, bọn tùy tướng thu góp tàn quân, rút chạy về nước. Phần chú thích Kiều Công Tiễn là người Phong Châu, nay là tỉnh Phú Thọ là tỉnh Hải quân tiết độ sứ cuối cùng ở Việt Nam nắm quyền từ năm 937 đến 938. Kiều Công Tiễn vốn là hào trưởng Phong Châu từ thời họ khúc tự chủ. Khi vua Nam Hán xâm chiếm tỉnh Hải quân, bắt khúc thừa Mỹ, tướng cũ của họ khúc là Dương Đình Nghệ tập hợp lực lượng ở Ái Châu để chống Hán. Kiều Công Tiễn đến theo Dương Đình Nghệ và được Đình Nghệ dùng làm nha tướng. Năm 931, Dương Đình Nghệ tiến quân ra bắc đánh đuổi quân Nam Hán, rồi tự xưng là tiết độ sứ. Tiễn được sai giữ Phong Châu. Năm 937, Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ, nắm lấy quyền bính tự xưng là tiết độ sứ. Một số tướng cũ của Dương Đình Nghệ mà tiêu biểu là Ngô Quyền con rể của Đình Nghệ, quyết tâm tiêu diệt Kiều Công Tiễn. Công Tiễn bị cô lập, sợ hãi cầu cứu vua Nam Hán. Tháng Tư năm 938, Ngô Quyền hạ thành Đại La, giết chết Kiều Công Tiễn khi đó quân Nam Hán chưa kịp đến cứu tiễn. Kiều Công Tiễn xưng tiết độ sứ, chưa đầy một năm, không rõ bao nhiêu tuổi, Kiều Công Tiễn bị liệt vào loại những kẻ phản trắc vội nghĩa bán nước cầu dinh. Dương Đình Nghệ có sách chép là Dương Diên Nghệ là người khởi binh đánh đuổi quân Nam Hán giải phóng thành Đại La, giành quyền tự chủ cho đất nước Việt được 6 năm. Ông là người Ái Châu, Thanh Hóa, tướng của Khúc Hạo. Khi tiết độ sứ Khúc Thừa Mỹ, con của Khúc Hạo, thua trận bị bắt, Dương Đình Nghệ tập hợp hơn 3.000 con nuôi làm dây cánh tại lò võ ở làng Giàng. Tư phố, nay là đất các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, dùng ngô quyền Đinh Công Trứ, Kỳ Công Tiễn làm nha tướng. Để lung lạc ông, vua Hán là Lưu Cung, sai người phong ông làm thứ sử Ái Châu, nhưng chẳng bao lâu sau tháng 3 năm 931, Dương Đình Nghệ ra quân từ Á Châu, đánh đuổi thứ sử Lý Tiến của nước Nam Hán, giải phóng thành Đại La. Lưu Cung sai Trần Bảo mang quân sang tiếp diện. Dương Đình Nghệ chủ động mở cửa thành nghênh đón địch, tiêu diệt diễn binh Nam Hán, chém chết Trần Bảo, sau đó ông tự lập làm tiết độ sứ. Tháng 4 năm 937, ông bị kỳ công tiễn, hào trưởng Phong Châu, một tướng dưới quyền ông giết hại để cướp quyền. Phạm Chiêm, còn gọi là Phạm Lệnh Công, là một công thần, một vị tướng của triều đại Tiền Ngô Dương. Ông còn là một hào trưởng của dùng Nam Sách, Hải Dương ngày nay. Năm 938, ông giúp Ngô Quyền tiêu diệt kỳ công tiễn ở thành Đại La và đánh tan quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng, kết thúc một ngàn năm bắt thuộc của Việt Nam. Ông được Ngô Quyền trọng dụng và phong cho đến chức Đông Giáp Tướng Quân, tức ông tướng cai quản dùng xứ Đông. Năm 944, Ngô Quyền mất, con trai cả của Ngô Quyền là Ngô Sương Ngập, thấy biến chạy trốn về nhà ông ở Trà Hương, nhờ ông che chở. Ông đã ba lần đưa Ngô Sương Ngập vào rừng núi Hung Sơn mà ẩn náu. Chính vì thế mà ba lần Dương Tam Kha cho quân về đuổi bắt mà không làm gì được. Sông Bạch Đằng là con sông chảy giữa hai huyện Yên Hưng, Quảng Ninh và Thủy Nguyên, Hải Phòng, cách vịnh Hạ Long cửa lục khoảng 40 km nằm trong hệ thống sông Thái Bình. Điểm đầu là phà rừng Hải Phòng, ranh giới Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm cuối là cửa Nam Triệu, Hải Phòng. Sông có chiều dài 19 km. Sông Bạch Đằng là con đường thủy tốt nhất để đi từ biển vào Thăng Long ngày xưa. Từ miền Nam Trung Quốc, các chiến thuyền đi vào sông Kinh Thầy, sông Đuống và cuối cùng là sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội. Sông Bạch Đằng nổi tiếng với ba chiến công của dân tộc Việt Nam cuộc chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền, cuộc chiến chống quân Tống của Lê Đại Hành và cuộc thủy chiến của Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba. Nam Hán là một dương quốc tồn tại trong thời kỳ ngũ đại thập quốc 907 đến 960, nằm dọc theo bờ biển phía nam Trung Quốc từ năm 917 đến năm 971. Thủ đô của nó là Hưng Vương Phủ, ngày nay là thành phố Quảng Châu, lãnh địa của vương quốc này trải dài dọc theo vùng biển của các khu vực mà ngày nay là Quảng Đông, Quảng Tây, Việt Nam và đảo Hải Nam. Nam Hán đương thời giáp giới các dương quốc Mân, Sở và Nam Đường, nước Đại Lý và tỉnh Hải Quân, tức là nước Việt Nam ta sau này. Ngũ Đại kết thúc năm 960 khi nhà Tống được thành lập để thay thế nhà Hậu Chu. Năm 971, Tống Thái Tổ sai Phan Mỹ đi đánh và cuối cùng đã buộc vua Nam Hán là hậu chủ lưu sưởng phải đầu hàng. Nước Nam Hán truyền nối được bốn đời vua kéo dài 55 năm. Nhà Hán Nhà Hán 203-220 trước công nguyên nối tiếp sau nhà Tần và trước thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Triều đại này được gia tộc họ Lưu thành lập và cai trị người Trung Quốc coi thời gian trị vì của nhà Hán kéo dài 400 năm là một trong những giai đoạn vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử của Trung Quốc. Ở thời Hán, Trung Quốc chính thức trở thành một đất nước theo khổng giáo và phát triển thịnh dượng, nông nghiệp, thủ công, thương mại tiến bộ và dân chúng đạt tới con số 50 triệu người. Đế chế này mở rộng ảnh hưởng văn hóa và chính trị của nó đến toàn bộ Việt Nam, Triều Tiên, Mông Cổ và Trung Á trước khi nó sụp đổ vì cả sức ép bên trong lẫn bên ngoài. Nhà đường 618-907 là triều đại kế tiếp nhà tùy và tiếp theo triều đại này là thời kỳ ngũ đại thập quốc ở Trung Quốc. Triều đại này bị chen ngang bởi thời kỳ của nhà Võ Chu 690-705 khi Thái Hậu Võ Tắc Thiên chiếm giữ ngai vàng. Triều đại này do họ Lý lập nên. Nhà đường giới thủ đô nằm ở Trường An Ngày nay thuộc ngoài ô Tây An, và thời kỳ đó là thành phố đông dân nhất thế giới, được các nhà sử học coi như là đỉnh cao trong nền văn minh Trung Hoa, ngang bằng với nhà Hán. Những thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 8 là đỉnh cao của nhà Đường. Đường Huyền Tông đã đưa Trung Quốc tới thời kỳ hoàng kim của nó, và khi đó, ảnh hưởng của nhà Đường đã đến tận Nhật Bản và Triều Tiên về phía đông, Việt Nam về phía nam, cũng như khu vực Tây và Trung Á về phía tây. Ngô Sương Ngập Ngô Sương Ngập là một vị vua của nhà Ngô, trị vì từ năm 951 đến 954, cùng với em trai là Ngô Sương Văn. Ông là con trưởng của Ngô Quyền. Năm 944, Ngô Quyền mất, ủy thác Ngô Sương Ngập cho Dương Tam Kha, em vợ của Ngô Quyền. Nhưng Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập ngôi vua, xưng Dương Bình Vương. Ngô Sương Ngập chạy về nhà hào trưởng Phạm Chiêm tức phạm lệnh công ở làng trà hương nam sách hải dương phạm lệnh công che chở cho ngô xương ngập đã ba lần đưa ngô xương ngập vào núi trú ẩn dương tam kha ba lần sai quân đi bắt ngô xương ngập mà không được ở đó ngô xương ngập lấy con gái của phạm chiêm và sinh con là ngô xương xí dương tam kha lấy ngô xương văn con thứ hai của ngô quyền làm con nuôi từ khi dương tam kha lấy ngôi của nhà ngô nhiều nơi không chịu thuần phục. Các thủ lĩnh nổi lên các cứ một dùng thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô xương Văn đi đánh Thái Bình. Ngô xương Văn dẫn quân quay lại lật đổ Dương Tam Kha. xương Văn không giết Tam Kha, chỉ giáng xuống làm trương Dương Công, tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Ngô xương Văn cho người đón anh trai Ngô xương Ngập được Dương Thái Hậu chuẩn tấu, Ngô Sương Ngập cũng làm vua, là Thiên Sách Vương, năm 951. Lúc đó tồn tại hai vua, Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương. Sau đó Ngô Sương Ngập chuyên quyền, không cho Ngô Sương Văn tham gia chính sự. Ngô Sương Ngập còn định trừ Ngô Sương Văn để một mình làm vua. Nhưng năm 954, Ngô Sương Ngập bị Thượng Mã Phong mà chết, làm vua được 4 năm. Giao Châu. Năm 866, nhà Đường đổi tên gọi An Nam đô hộ phủ thành tỉnh Hải quân Tiết độ, chia nước ta thành 12 châu, Giao Châu là một trong 12 châu đó. Giao Châu là vùng đất thuộc Hà Nội Nam Định ngày nay. Khi đó bao gồm các huyện Tống Bình, Nam Định, Thái Bình, Giao Chỉ, Chu Diên, Long Biên, Bình Đạo, Vũ Bình. Cửu Chân. Thời vua Hùng, Cửu Chân là tên mà các sử gia Trung Quốc khi đó đặt cho mảnh đất phía Nam của Giao Chỉ thời thuộc Hán 111 đến 210 trước Công nguyên. Quận Cửu Chân thuộc Giao Châu, quận Cửu Chân được thành lập là dùng đất bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần Ninh Bình ngày nay. Lúc đó quận Cửu Chân gồm 7 huyện: Tư Phố, Cư Phong, Đô Lung, Dư Phát, Hàm Hoang, Vô Thiết. Quận Cửu Chân thuộc nhà Đông Ngô thời Tam Quốc rồi lưỡng tấn tiếp đến là Nam Bắc Triều 210 đến 581 Nhà Đông Ngô tách quận Cửu Chân thành hai quận Cửu Chân, gồm Thanh Hóa và một phần Ninh Bình, và quận Cửu Đức. Lúc đó quận Cửu Chân được chia làm bảy huyện, Tư Phố, Di Phong, Cư Phong, Trạng Ngô, Kiến Sơ, Phù Lạc, Thường Lạc, Tùng Nguyên. Thời thuộc Tùy, năm 581-617, quận Cửu Chân gồm bảy huyện, Cửu Chân, Di Phong, Tư Phố, Long An, Quân Ân, An Thuận, Nhật Nam thời thuộc đường 618-905, quận Cửu Chân xưa được đổi tên thành Ái Châu, Cửu Chân quận, là một trong 10 quận trực thuộc Giao Châu. Ái Châu, Cửu Chân quận gồm 6 huyện, Cửu Chân, An Thuận, Sùng Bình, Quân Ninh, Nhật Nam, Trường Lâm. Đinh Bộ Lĩnh Đinh Tiên Hoàng 924-979, tên thật là Đinh Bộ Lĩnh, quê ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ngày nay. Đinh Bộ Lĩnh là con của Đinh Công Trứ, Thứ Sử Hoang Châu, thuộc tướng của Tiết Độ Sứ Dương Đình Nghệ. Vì Đinh Công Trứ mất sớm, Đinh Bộ Lĩnh phải theo mẹ về quê nương nhờ người chú ruột là Đinh Dự. Năm 944 Ngô Quyền mất, em vợ là Dương Tam Kha thế ngôi của họ Ngô, xưng là Dương Bình Vương. Năm 950, Ngô Sương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, lật đổ Dương Tam Kha, rồi cùng anh trai là Ngô Sương Ngập lên làm vua. Năm 954, Ngô Sương Ngập mắc bệnh mất. Năm 965, Ngô Sương Văn đem quân đi dẹp loạn, trúng phục binh mà tử trận. Con của Ngô Sương Ngập là Ngô Sương Xí nối nghiệp, nhưng vì bất tài nên trong nước xảy ra nhiều loạn lạc. Đến năm 966, trong nước có loạn 12 sứ quân. Đinh Bộ Lĩnh cùng con trai là Đinh Liễn, đầu quân cho sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu. Sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh thay quyền đưa quân về Hoa Lư, chiêu mộ thêm binh lính để đánh dẹp các sứ quân khác. Chỉ trong vòng vài năm, Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh thắng 11 sứ quân khác, được xưng tụng là Vạn Thắng Vương. Năm Mậu Thìn, tức 968, sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Năm Kỷ Mão, 979, Đinh Tiên Hoàng bị ám sát mà chết, lúc 56 tuổi, làm vua được 11 năm. Cờ lau tập trận. Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ, người Hoang Châu, là người có chí lớn, ý muốn nối chí của Húc Hạo dựng nền tự chủ. Tiết độ sứ nuôi trong nhà 3.000 nghĩa tử, tức con nuôi, coi như quân tướng tinh cẩn nhất, lại chọn trong đám con nuôi ấy những người giỏi giang làm nha tướng. Năm ấy Dương Đình Nghệ có hai nha tướng đều giỏi cả, một người là Ngô Quyền, một người là Đinh Công Trứ. Ngô Quyền được Dương Đình Nghệ rất yêu, gả con gái cho, lại cho nắm binh quyền ở Ái Châu. Khi Dương Đình Nghệ ở phủ tiết độ sứ tại Giao Châu, bị nha tướng là kiều công tiễn giết hại đoạt ấn tiết độ sứ thì ngô quyền từ ái châu đem quân ra đánh kiều công tiễn liền cầu cứu vua nam hán là lưu cung cung sai thái tử hoàng thao mang thủy quân tiến vào sông bạch đằng đánh ngô quyền ngô quyền liền giết kiều công tiễn và các nha tướng của hắn để triệt mầm nội ứng rồi bảo các tướng tá rằng hoàng thao là một đứa trẻ nít biết gì mà cầm quân quân nam hán từ xa đến mệt mỏi không quen thông thổ lại nghe tin kỳ công tiễn và đám nội ứng đã bị giết hẳn đã hoang mang mất vía rồi quân ta lấy sức mạnh địch giới quân mệt mỏi tất phá được song quân thủy của họ có thuyền to lợi thế trên sông khá mạnh nếu ta không phòng bị trước ắt không thắng nổi ngô quyền sai đem cọc lớn đóng ngầm trước biển giạt nhọn đầu bịch sắt nước triều lên quyền sai quân ra ngân chiến giả cách thua chạy nhử thuyền giặc vào bãi cọc vừa lúc ấy thủy triều xuống quyền thúc quân mạng thượng lưu đánh thúc xuống quân ở mạng hạ lưu cũng quay lại phối hợp với các phục binh ở các cửa sông nhánh dồn quân hán vào thế trận thuyền của giặc ra vào cọc mà đắm đội hình hoảng loạn quân lính kêu khóc gian trời ngô quyền giết được hoàng thao quân hán sợ hãi rút về quyền lên ngôi vua đem quân về đóng đô ở loa thành Lập Dương Triều. Thời đó Tiết Độ Sứ là Dương Đình Nghệ. Khi Ngô Quyền được trao quyền coi giữ miền Ái Châu, thì Đinh Công Trứ, nhà tướng của Dương Đình Nghệ, cũng được coi giữ trường Yên Châu. Ngô Quyền và Đinh Công Trứ đều được coi trọng. Mỗi khi về phủ, Tiết Độ Sứ đều mời nhau đến uống rượu và thăm hỏi nhau. Ngô Quyền lúc đó đã có hai con trai là Ngô Sương Ngập và Ngô Sương Văn. Đinh Công Trứ cũng mang con trai theo là Đinh Bộ Lĩnh. Ngô Sương Văn dáng người nho nhã ăn nói cẩn trọng khác với Ngô Sương Ngập Ngô Sương Văn rất trọng lễ năm ấy tiết độ sứ Dương Đình Nghệ mở hội thả đèn ở trên sông các nhà tướng và ba ngàn con nuôi đều có đèn thả mỗi phao đèn trên sông đều đặt trên bè nhỏ trên bè đặt những đĩa gốm lớn đổ đầy dầu lạc dầu chổi thấp nhiều bất đợi lúc chập choạng tối thì các thuyền Đến bến chờ lệnh cùng thả đèn, một nghìn người thả đèn ở bờ bắc, một nghìn người được thả ở bờ nam. Còn ở luồng giữa, tiết độ sứ cho hai chục thuyền to chở các nha tướng con nuôi theo từng đợt ra giữa dòng mà thả đèn. Hàng ngàn ngọn đèn được thả cùng một lúc, đám người ở hai bên bờ lội xuống nước, quên cả giá rét, lấy tay khua nước, đẩy cho đèn mình ra xa, theo dòng nước mà trôi. Khi đèn ra xa rồi, lại lấy đất từ trên bờ ném xuống, gần kề với đèn để đèn đi vào luồng chính của sông hòa nhập với đèn thả ở giữa dòng đèn của đinh công trứ do đinh bộ lĩnh làm lĩnh tuy bé nhưng rất láo lĩnh lĩnh là một chiếc bè bằng thân lau khô rồi buộc vào một quả bưởi tươi đã khoét hết ruột trong ruột bưởi để một ống tre đựng dầu có đặt những cụm bớt lớn thả đều ra xung quanh đèn họ đinh nhanh chóng trôi trước hàng nghìn ngọn đèn bởi ngọn nhỏ lại sáng nhất, cháy lâu nhất, đi được xa nhất. Hai bên bờ, họ reo ầm ĩ Ngô Quyền mang hai con là Ngô Sương Ngập và Ngô Sương Giang theo, thì Đinh Công Trứ cũng mang Đinh Bộ Lĩnh theo. Ở phủ tiết độ sứ, các con của các nhà tướng hay rủ nhau ra phố chơi, Sương Giang và Sương Ngập thường hay chơi ở những nơi phong cảnh hữu tình, còn Đinh Bộ Lĩnh thì hay la cà vào các chợ thấy thức gì ngon cũng xà vào ăn cho no rồi trà trộn vào đám người châu phủ đem theo đám trẻ nhà gây gỗ đánh lộn lắm khi chỉ là chuyện hiếu thắng không chịu nhường đường hoặc không có một bãi đánh quay đánh khăn như ý Đinh Công Trứ thường phải xin lỗi bạn bè trong châu phủ vì tội nghịch ngợm của con mình khi Ngô Quyền đánh bại được Kiều Công Tiễn rồi dẹp tan quân Hoàng Thao đem quân về đóng đô ở Loa Thành có cho người vào phủ Trường Yên mời Đinh Công Trứ ra làm quan Nhưng ông Trứ thích một mình một chốn không phải lệ thuộc ai nên cố từ chối. Ngô Quyền cũng không ép, sau đó ông ốm và mất. Em của ông, chú của Đinh Bộ Lĩnh, nắm giữ lấy quyền bính ở Trường Yên. Đinh Bộ Lĩnh lúc đó còn ít tuổi, bị chú khống chế không làm gì được, tức lắm, muốn rủ đám bạn bè cùng lứa, lừa khi chú đi qua, nấp bên đường, đeo mặt nạ mo nan xông ra mà đánh chết xong mu mô trẻ con trước sau nào giấu được ai việc bại lộ quân hầu bắt được lĩnh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết bà mẹ họ đàm phải thân đến xin lĩnh mới khỏi chết bà đem lĩnh đến ở một góc xóm núi biệt lập hẳn chỗ đông người bắt lĩnh đi chăn trâu cho một gia nhân rất khỏe ngày đêm giám sát chặt chẽ không rời mắt bà biết chú của bộ lĩnh sợ cháu lớn lên đòi lại quyền hùng trưởng ở phủ trường yên do đó chắc chắn để yên cho lĩnh đinh công trứ vừa mới mất lòng người vẫn còn nhớ đến ông thấy ra tay lúc này không tiện ông chú của bộ lĩnh còn nấn ná một hôm bà mẹ gọi lĩnh mà bảo con bắt đầu lớn rồi phải biết suy tính chứ đừng làm những việc khích bác chú con ông ta hiện có binh quyền trong tay hại con rất dễ con không được coi thường. Bộ lĩnh quay cổ lại, cãi. Đấy là mẹ nghĩ, còn con ư. Còn ít ăn thịt thì con cua cũng phải dơ càng lên. Mà dơ lên thì sẵn sàng cắp ít. Không để cho nó ăn thịt mình đâu. Mẹ thấy con có lý, cũng không nói thêm gì nữa. Đinh bộ lĩnh lấy miếu sơn thần làm nơi tụ hội bạn bè. Miếu rất rậm, bún bè toàn cây to. Vào đến miếu là bãi lau bạc ngàn hai bên đường, mùa thu hoa nở tím như một làng mây tía dẫn lối vào miếu mùa đông hoa lau khô dần màu tím chuyển sang một trắng xóa động lư hoa ẩn giữa bốn bề núi đá xa xa là núi yên ngựa hai đỉnh nhô lên rồi dõng xuống đứng ở đó có thể nhìn thấy người ở tích ở bên dưới đường quan lộ lại nhìn thấy sông hoàng long chảy xuyên qua gia viễn mà xuôi về phía kẽm trống sông uống khúc như một con rồng mùa hè nước đục ngầu có mùa vàng đỏ nên gọi là hoàng long bộ lĩnh thường đến miếu sơn thần nếu gặp trên điện miếu có đồ cúng như xôi oảng hoa quả lúc đói bộ lĩnh đều hạ xuống ăn có hôm tụ tập đám bạn bè cùng lứa dùng dao phạt quanh cây cối quanh miếu mà chơi cầu chơi quay đánh vật bài hết trò nọ trò kia không chán miếu sơn thần có tiếng linh thiêng một người nói thần thường dung túng cho lũ hổ nằm chờ hễ ai bất ngờ đi qua vào nghĩ là chúng từ các tảng đá bên suối nhảy ra dò ăn thịt do đó chỉ trừ một ông từ gan góc tuần rằm mồng một đem lễ ra thắp hương cúng tế rồi bỏ đấy mà về không dám ngồi lâu còn không ai dám mon men đến dùng trường yên rất lắm hổ Đám trẻ chăn châu nếu nhãn đi một chút là bị hổ sông ra vồ mất ngé, nhất là vào buổi chiều. Vì thế đứa trẻ nào đi chăn cũng mang theo hai hòn đá, thả vào trong giỏ. Khi rong châu chưa nhập đoàn thì ngồi trên mình trâu, vừa đi vừa cầm đá đập chan chát vào nhau để hổ sợ. Trong miếu sân thần, có lũng cỏ ngon, thả trâu ở đó, trâu ăn rất lành, tha hồ, muốn bày trò gì thì bày. Bộ lĩnh thường dẫn đàn trâu của nhà mình đến trước Lĩnh ngồi trên một con trâu đực Sừng cánh ná Lông đen mà rậm Hai má đầy Mắt lồi rất dữ Dẫn một đàn trâu ung dung tiến vào miếu sơn thần Đám trẻ trâu thấy Bộ lĩnh gan góc Lại nhiều mẹo nên rất tháng phục Bảo gì cũng nghe Bài trò gì cũng theo Lĩnh lại chọn hai đứa nhỏ nhanh nhẹn Cho theo hầu hai bên Sai gì phải làm theo nấy Rất oai Một bữa Đinh Điền cũng là một cậu bé gan góc ở làng bên, bảo Này bộ lĩnh, mày đi đâu cũng đem theo một lũ nhóc ra vẽ ta đây, bãi cỏ miếu sơn thần, dù ở địa phận bọn mày, nhưng bọn tao cứ thả trâu cho ăn đấy, làm gì được bọn tao thì làm. Bộ lĩnh nghĩ ngợi một lát rồi bảo Đất của làng tao, đứa nào sang, tao đánh cho gãy cổ, trả về cho bố mẹ phục thuốc đấy. Đinh Điền quắt mắt lên, ra giọng đàn anh, thằng này láo nhỉ, Mày không biết Đinh Điền ở Trường Yên hay sao? Có là ông trời ta cũng không sợ. Dám đánh nhau không? Đánh thì đánh sợ gì? Được rồi, vậy là ngày mai nhé. Ngày mai, thắng thua thế nào? Thắng thì muốn gì được nấy? Được rồi, Đinh Điền nói. Nếu bọn tao thắng, bọn mày phải nhường bãi cỏ miếu sân thần cho tao. Được thôi, nhưng nếu bên tao thắng, thì chúng ta cũng nhường bãi chăn ở mạng dưới Trường Yên cho chúng mày. Đinh Bộ Lĩnh bảo Cỏ ở bãi miếu sơn thần Trâu ăn hết ở phía đầu thì phía cuối lũng Cỏ đã xanh Chúng tao cần quái gì phải đi đâu Chúng tao cần cái khác kia Cần gì cứ nói Nếu tao thắng bọn mày phải nộp chúng tao 10 quả mít chín một giỏ ổi và năm nải chuối chín cây Thứ đó thì bên tao sẵn lắm Có gì đâu Nếu bội hứa chúng tao sẽ cho trâu vào ăn lúa của bố mày đấy nha Đinh Điền tức học lên Tao không thèm sai hẹn đâu Đinh Bộ Lĩnh lại nói Này ta bảo Đã đánh nhau thì đánh thật sự Nhưng chỉ được dùng gậy và đất đá thôi Đứa nào mà đau chết Bố mẹ hỏi cũng không được hai bậy đâu nhé Đinh Điền nghĩ bụng Thằng này khôn thật Chắc nó sợ chú nó nhân việc này Mà trị nó đây mà Đinh Điền nói to lên Dám làm dám chịu Chúng ta không thèm cậy tay người lớn Thế thì được rồi vậy ngày mai đúng buổi chiều lúc thả trâu không đánh nổi thì rút lời hẹn cũng được. đinh điền phát cùng. chúng ông mà thèm rút lời à, được rồi. mai bọn mày sẽ biết tay chúng ông. đinh điền vẫn chưa hết tức đinh bộ lĩnh. ngay trưa hôm sau điền đã gọi hết đám trẻ chăn trâu ở trường yên hạ tập hợp đầy đủ, mỗi đứa sắm một gậy tre tươi khá chắc và to. điền chọn những con trâu to chạy nhanh cho những đứa khỏe cưỡi, dàn hàng đầu. Phía giữa là những đứa không gan lắm, hàng sau lại là những đứa lì. Dám đánh đến cùng mới thôi. Mỗi đứa đều theo một giỏ đá. Đinh Điền lại cho cả hai đứa mang theo thần. Nếu bộ lĩnh thua thì trói đem về, xỉ vả, hạ nhục, chôn chân. kỳ đến khi nào vang sinh tha thì mới thôi. Đinh Điền thúc trâu, tiến thẳng vào lũng cỏ miếu sơn thần. Từ xa, đã thấy có mấy con trâu đứng ở phía trước và đám quân của Đinh Bộ Lĩnh đứa nào đứa nấy dơ ngang gậy sẵn sàng nghênh chiến. Đinh Điền thúc quân vào đánh, ném đá rào rào, gậy dung lên tích mù. Đám trẻ trăng châu Trường Yên Hạ xông lên đầy khí thế. Nhưng khi tiếp cận với đám trẻ Trang châu, quân của Đinh Bộ Lĩnh, chúng vung những chiếc gậy phanh thật mạnh vào vai, bổ vào đầu đối phương thì chỉ nghe những tiếng bột bột. Những chiếc nón lá trên đầu rơi xuống Những thân người ngã lăn ra đất Lúc này bọn trẻ bên Đinh Điền mới biết Trên mình trâu toàn là bù nhìn Thân làm bằng cây chuối Bên ngoài bọc rơm Rồi đặt lên mình trâu rất khéo Đinh Điền biết là mình đã mắc mưu Ngay lúc ấy Ở phía sau sườn đồi Sau những bụi cây lấp xúp Quân của Đinh Bộ Lĩnh xông đến Đánh tạc vào ngang sườn Phía trước cũng có một cánh đánh ép lại Khi quân của Đinh Bộ Lĩnh xông đến gần quân đinh điền quay lại ứng chiến thì bét 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 những tiếng đánh bùng non trộn với rơm từ trong các giỏ lớn đeo bên sườn của quân đinh bộ lĩnh tới tấp ném vào mặt đám quân trẻ chăn châu của đinh điền chỉ cần trúng một miếng bùng trộn rơm là mặt nhòe nhoẹt rất khó chịu bùng chảy nhòa trên mặt vào mắt mặt mày tối tăm lại không còn biết trời đất gì nữa quân của đinh bộ lĩnh xông lên dung gậy đánh tới tấp vào quân đinh điền bộ lĩnh xông thẳng đến đinh điền lĩnh không thèm ném bùng chỉ bảo đinh điền tao đấu gậy với mày đây bộ lĩnh dung gậy đánh một cái đinh điền né người tránh bộ lĩnh không đánh dừng tay cười vang chờ đinh điền vừa ngẩng dậy mới giục thẳng vào đầu nhưng không chủ ý giục trúng chỉ đánh cho văng nón xuống đất rồi reo to lên a ha đinh điền rụng đầu thua rồi Quân bộ lĩnh được thể càng reo hò thật to, bùng rơm lại tới tấp ném sang. Một đứa dẫn theo sát bên hỗ trợ cho bộ lĩnh, ném một nắm bùng vào giữa mặt Đinh Điền. Cùng lúc ấy, bộ lĩnh phan cho Đinh Điền một hèo vào đùi. Đinh Điền nảy người lên, liền quay trâu, đùng đùng chạy mất. Lũ trẻ trường yên hạ đành chữ thua, thúc trâu theo Đinh Điền. Hôm sau, Đinh Điền y hẹn, đem mít, ổi và chuối sang nộp chiến lợi phẩm bộ lĩnh cũng đem xôi và gà thịt từ nhà làm lễ chiến thắng cho quân múa tế cờ ngay ở miếu sơn thần dân lễ lên thần miếu bộ lĩnh chích khăn vàng thắt đai vàng rất oai phong làm chủ tế sau đấy đem xôi hoa quả chia cho quân đinh điền và hẹn từ nay sẽ liên minh cùng nhau ở đất trường yên này đinh điền rất phục đinh bộ lĩnh vui vẻ đem bọn trẻ trường yên hạ về sau khi khao quân xong bộ lĩnh cho đám trẻ trăng châu tự đắng cho mình những bông lau dài. Bó làm cờ rồi chia quân tiên phong, trung quân, hậu quân. Còn mình cưỡi trâu đi giữa rất oai vệ. Những đứa nào đẹp, khôi ngô, dũng mãnh thì chia hai hàng. Rước bộ lĩnh như rước vua. Bộ lĩnh cho kéo quân sang các thôn bên để thị uy. Bọn trẻ trăng châu các làng đều khiếp sợ. Từ bữa ấy, để phô trương thanh thế, bộ lĩnh bài trận cho đám trẻ đánh nhau đủ kiểu trên thủy, trên bộ, rồi lại kiếm các thứ để khao quân, làm như một đội quân thực thụ. Có hôm, vốn ghét chú chiếm quyền của cha, bộ lĩnh cho quân xông vào đánh đám gia nhân chăn trâu của chú, cướp lấy một con đem về ăn thịt. Chú của bộ lĩnh tức lắm, cho quân lính dây bãi chăn miếu sơn thần, nhưng không bắt được ai. Khi bọn gia nhân đến bãi ruộng bên phải miếu, thì chỉ thấy những mâm lá chuối còn sót lại, những miếng thịt trâu, không ăn hết và nắm muối thì ra bộ lĩnh cho người canh gác ở trên núi thấy người của chú đến lặng lẽ rút lui sáng hôm sau khi chú của bộ lĩnh vừa chân ướt chân ráo ra khỏi nhà thấy mọi người xúm đen xúm đỏ bên thửa ruộng liền gạt đám người bước vào xem ở giữa ruộng có một chiếc đuôi trâu cắm vào lỗ nẻ trên có tre một tờ giấy trâu lớn chui lỗ nẻ ai kéo được thưởng một trăm lạng bạc hóa ra đuôi trâu ấy chính là trâu của chú mà lĩnh thịt khao quân bữa qua đem bêu cho mọi người biết ông chú tức lắm xông đến định rút đuôi trâu vứt cho đám đông giải tán không dè đuôi trâu còn dính cả một tảng thịt và xương ở núm đuôi lèn đất chôn rất kỹ chú bộ lĩnh mắm môi mắm lợi kéo thật cực lực mới bật lên được ông ta ngã bổ chững lại bị đuôi trâu và mảnh giấy đập vào mặt đánh đông cười rần lên đinh bộ lĩnh ngày càng căm giận chú lĩnh tự thấy mình không có thế lực thì trước sau cũng sẽ chết về tay người cướp đoạt cơ nghiệp của bố mình để lại gần động hoa lư xuôi sông hoàng long đến đầu sông giao thủy ở đấy có một ngôi chùa lớn hòa thượng là nhà tu hành có tiếng lại am hiểu dịch số đinh bộ lĩnh thường cho thuyền đi đánh cá ghé qua gửi thuyền lên bến cá hôm nào được nhiều cá lĩnh mua lễ vật cung tiếng cho chùa Hòa thượng được các sư bác, chú tiểu cho biết, rất quý. Đinh Bộ Lĩnh xin được ra mắt. Hòa thượng vui vẻ tiếp, Đinh Bộ Lĩnh xin được thụ giảng về Phật giáo. Hòa thượng nhìn Đinh Bộ Lĩnh rồi cười nói, Ta nhìn con, tay dài, dai rộng, dễ nghiêng về chọc trời, khuấy nước, làm sao mà theo đường hỷ xả được. Bộ Lĩnh nói, Thưa Thầy, tu cũng năm bảy đường tu, nước nhà trải qua một ngàn năm đô hộ. Ngô Quyền mới dựng nghiệp thì mất sớm, hai con đã chắc gì giữ được dương nghiệp. Giả lại gian sơn rộng lớn, hào kiệt chưa ai vượt được ai, con muốn học hỏi để vượt lên cái đám anh hùng hào kiệt các nơi trên đất này. Hòa thượng trong lòng rất phục, khẽ gật đầu, một lúc sau ôn tồn nói. Phật cũng có thể hiểu được lòng con, bởi Phật lấy tâm làm gốc, ham muốn là chủ của duyên, gây ra rắc rối phiền muộn muốn hơn người, trùm đời, ta e là chưa ngộ được đâu. Bộ lĩnh nói, ham muốn có nhiều ham muốn, nếu như ham muốn của con lặp lại được núi sông và một mối, dẫn nước của mình phát huy văn hiến để ngang hàng với các nước xung quanh, sửa chính sự, lập triều đình, chăm lo cho dân giàu nước mạnh, thì ham muốn ấy hợp với đời, với người, con e sẽ nhất hô bá ứng, sao lại gây trắc trở được. Hòa thượng biết Đinh Bộ Lĩnh khí phách khác thường liền khen làm trai ở trên đời này nên như thế. Đinh Bộ Lĩnh quỳ xuống lại sống hòa thượng và nói Lĩnh này cha mất sớm, chú cướp quyền, đem lòng thù ghét lúc nào cũng rình rập, sai người đuổi, tìm cách giết bỏ. Học chữ chưa chắc được bao nhiêu, con xin thầy nhận con làm đệ tử, dạy cho con cách dựng nghiệp, lập thân, đối phó với những dấp giáp. Trong gai thì con nguyện suốt đời ghi tạc hòa thượng đỡ bộ lĩnh dạy mà bảo con là người có chí ta rất mừng sẵn lòng truyền thụ cho con nhưng con ở xa học vào lúc nào được thưa thầy nếu cần phải học con sẽ bỏ mọi việc đến học chỉ hiềm bây giờ vẫn phải lo sinh kế nên con cứ đứng phiên chợ đưa thuyền lên chợ bán cá sau đó sẽ lên phật đường nghe thầy thuyết giảng từ bữa ấy linh bộ lĩnh đúng hẹn cứ buổi trưa là lên học bộ lĩnh rất thông minh hòa thượng cũng không dạy lĩnh theo trình tự như các học trò khác mà đem những điều cốt lõi của tam giáo giảng cho bộ lĩnh lĩnh học rất say mê lĩnh hội rất nhanh sư lại cho học trò yêu là ngô chân lưu học cùng với đinh bộ lĩnh lĩnh rất phục ngô chân lưu thấy lưu chữ nghĩa giỏi giang gấp mấy lần mình hai người lại mến nhau nên có bận đinh bộ lĩnh xin thầy cho ngô chân lưu về hoa lưu chơi đến phiên chợ lại đưa lưu về chùa hòa thượng quý hai học trò liền cho lưu đi chỉ dặn dò phải biết hết sức giữ phong độ là người chùa giao thủy ngô chân lưu vái thầy mà lên đường ngô chân lưu đến hoa lư lân la tìm sách quý trong vùng một hôm đưa cho bộ lĩnh một bộ sách mà bảo đinh bộ lĩnh này anh cầm lấy bộ sách quý nếu học hết điều hay thì lo gì mà không làm tướng được bộ lĩnh dở xem mới biết đó là binh pháp tôn tử lĩnh mừng lắm. Bỏ cả công việc, đóng cửa mà học, sợ đến ngày phải trả. Đọc xong, đình bộ lĩnh, nói Bộ binh pháp tôn tử này dạy nhiều điều trong phép làm tướng, nhưng là ở một nước kỷ cương triều đình đã đâu ra đấy. Đất họ rộng, người họ đông, bày trận, đánh thành, nghi binh, phục kích, không phải cứ theo sách mà làm được. Nói rồi đem trả sách, ngô chân lưu hỏi anh có muốn tôi chép lại cuốn sách này cho không đinh bộ lĩnh nói những điều cần nhớ đã ở trong bụng lĩnh cả rồi ngô chân lưu rất ngạc nhiên hôm ấy đinh bộ lĩnh đánh cá ở sông giao thủy lĩnh giăng lưới ở một gần sâu được một con cá lớn lĩnh để ăn không bán nào ngờ khi mổ ra thấy viên ngọc đỏ rất sáng mà to bộ lĩnh liền nhặt lấy rửa sạch rồi cho vào túi da đêm ấy cá ngon bộ lĩnh uống say ngủ lăn ở bên thềm chùa ngô chân lưu tụng kinh ở trên chùa xong ra định đánh thức bộ lĩnh vào nhà kẻo mũi nào ngờ thấy ánh hào quang rất rực rỡ ngô chân lưu cho đấy là khí tượng thiên tử liền đánh thức đinh bộ lĩnh đinh bộ lĩnh ngồi dậy chân lưu hỏi anh nằm ngủ từ phát sáng đến lúc ngồi dậy lại không thấy nữa hay là anh là người trời bộ lĩnh cười lấy trong túi da viên ngọc đỏ đưa cho ngô chân lưu xem lưu xem thấy ngọc đỏ gắt như một giọt máu lóng lánh rất đẹp ngô chân lưu soi lên trời xem thì thấy trong lòng ngọc như có sương có khói vẫn đục liên hồi hơi cau mày không nói gì cả bộ lĩnh hỏi sao anh xem ngọc rồi lại ngồi thừ ra chân lưu nói nhà chùa có câu nhất ẩm nhất trác dai do tiền định nghĩa là một việc nhỏ trong đời mình đều có duyên kiếp cả anh được ngọc sao không đem lên hỏi thầy đinh bộ lĩnh đem ngọc nhờ hòa thượng xem cho hòa thượng nhìn ngọc soi khắp bốn phía rồi lại đưa cho bộ lĩnh thấy thầy không nói gì bộ lĩnh chắp tay thưa nếu không phải tiết lộ thiên cơ xin thầy hé cho con đôi điều ẩn trong vẻ ngọc hòa thượng nói con sau này hơn đời giàu sang khỏi phải nói ta xem ngọc có câu sấm này con nhớ lấy đỗ thích giết đinh đinh họ lê có thánh sinh dành nhau nhiều kẻ chết người vắng vẻ trên đường xưng hùng mười hai sứ chẳng ai được vẹn toàn cây mận sẽ lên tiên mệnh trời lại được truyền đinh bộ lĩnh hỏi thế họ đinh của con cũng không được lâu dài ư mà thượng đọc tiếp ngắn dài, không bàn đến, miễn chói lọi hào quang. Bộ lĩnh cúi đầu vái thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Đinh bộ lĩnh đã khôn lớn, muốn vùng vẫy nhưng bị chú ruột kiềm chế, chẳng khác gì chim bị nhốt trong lòng. Lĩnh tức lắm nhưng chưa làm gì được. Chú cũng muốn diệt cháu, song sợ quân sĩ không phục. Bởi nha tướng còn nhiều người nhớ đến Đinh Công Trứ, cha của bộ lĩnh. Mẹ của Bộ lĩnh thế lực cũng lớn, ác không để cho em chồng muốn làm gì thì làm. Từ ngày chơi thân với Đinh Điền, Đinh Bộ lĩnh có thêm một người bạn nữa là Nguyễn Bạc. Đinh Điền, Đinh Bộ lĩnh bữa ấy hẹn nhau, kéo vào trong rừng. Họ đào một cái hố to, trên lót nhẹ một lớp cành nhỏ, rồi phủ cỏ lên trên. Sau đó họ chia nhau, dò ở cửa dinh quân họ Đinh xem hôm nào chú ruột của Đinh Bộ lĩnh đi sang hôm ấy người chú cùng đám người thân cưỡi ngựa cầm cung đeo kiếm đi săn họ kéo vào rừng khi họ thấy một con nai chạy về hướng bắc tất cả rượt đuổi theo chú của đinh bộ lĩnh người mập nặng con ngựa lại nhỏ chạy trong rừng nên chậm hơn đám người kia đang ngơ ngác đang ngơ ngác ông ta bỗng thấy một con nai cách đó không xa trông thấy người tung vó chạy Ông ta kéo cương ngựa, ngoặt đuổi theo. Con nai chạy qua một bãi nhỏ phủ cỏ, rồi biến vào trong bụi rậm. Chợt rầm, lão và ngựa lao tụt xuống hố. Mặt mũi tối sầm lại, cả người và ngựa đều sụp xuống bẫy. Dưới bẫy, bộ lĩnh lại đổ một lượt phân trâu tươi, nên khi lão bị xa vào đám phân, bùng nhùng không sao ra nổi. Lão vội kêu to lên cứu ta với, cứu ta với. Tay lão vẫn cố gạt phân trâu, nheo nhoét trên đầu, trên mặt. Bọn người trong phường săn, đi chưa xa, nghe tiếng kêu cứu liền quay lại, và hò nhau cứu lão, lúng túng mãi, mới gỡ cành khô, lôi lão và ngựa lên được. Ở cách đó không xa, Đinh Bộ Lĩnh vẫn chưa bỏ lốt hưu, ra khỏi người, dậm chân nói trời chưa cho ta báo thù cho cha rồi ta chưa nghĩ đến việc hắn có thể kêu cứu rồi cùng đinh điền nguyễn bạc chia tay ai về nhà nấy chú của bộ lĩnh về nhà đau ê ẩm lại thêm cất trâu quấn vào người tanh tưởi rùng người lão phải sai gia nhân nấu nước thơm tắm mãi mới sạch mình mẩy đau càng ngày càng thấm lão cố nén vẫn rên hừ hừ lão phải lấy mật gấu hòa với rượu, xoa bóp những chỗ máu tụ, bầm tím, cho đến mấy hôm mới tan. Tin lão chú xa vào hầm cất trâu, loan ra cả làng ai cũng biết, lão coi như mình bị sỉ nhục, càng tức lồng lộn. Bộ lĩnh từ bữa ấy bỏ nhà không dám về, trốn biệt ở nhà đinh điền, bà mẹ phải cho người tìm về, lĩnh không chịu về, bà nói, còn phải về, trốn mãi được ư, mẹ đã cho người đem bạc và thuốc đến nhà chú tạ tội rồi hổ còn không ăn thịt đồng loại huống chi ông ấy là chú của con mẹ chỉ có một mình con con bỏ đi mẹ sống làm sao nổi nước mắt bà trang hòa đinh bộ lĩnh an ủi mẹ con rất thương mẹ nhưng mẹ có muốn con nối chí của cha hùng cứ một dùng hay suốt đời chỉ là một anh chàng vô dụng nép dưới váy gấu mẹ bà mẹ nói hiện nay con đang ở trong vòng nguy hiểm con về ở với mẹ chú con còn nể sợ mẹ sợ các cậu con không để ông ta yên muốn gì thì làm con ở đây thân cô thế cô nếu lão ấy khỏi bệnh đem quân đến vây bắt trốn đâu cho thoát đinh điền ngẫm nghĩ mãi vẫn chưa ra kế lúc ấy nguyễn bạc cũng vừa đến biết chuyện liền bảo bộ lĩnh huynh cứ về đi để mẹ yên lòng có điều đi đâu thì phải cẩn thận tôi tin rằng lão chú của huynh sau này hắn không hùng hổ kéo người đến vây như mọi lần nữa đâu hắn sẽ lập mẹo để bắt huynh sau đó hắn cũng trị luôn chúng tôi đấy đinh bộ lĩnh nghe bạn trở về nhà lão chú khỏi bệnh tức đầy ruột lão nghiến răng nói Tào phải giết chết thằng bộ lĩnh từ bây giờ nó mà lớn lên, ác nó không để cho ta yên. Liền nghĩ ra mưu mô thật thâm hiểm, lão làm như tha thứ cho Đinh Bộ Lĩnh không thèm chấp. Bữa ấy, dỗ Đinh Công Trứ, mẹ Đinh Bộ Lĩnh mời cả ông chú đến. Bà cho gọi Đinh Bộ Lĩnh ra lại chú. Bộ Lĩnh tuy không muốn giáp mặt chú, nhưng không nở trái lời mẹ, đành làm theo. Tuy nhiên, trong suốt bữa cổ, Bộ Lĩnh không lúc nào rời mắt khỏi ông chú. Khi lĩnh thấy ông ta rời mâm, giả tán ra vườn sau đi tiểu, gặp mấy đứa gia nhân đi theo hầu, đang ăn uống trong giường. Bộ lĩnh biết rằng, lão ta sẽ gây gỗ đây. Lĩnh liền chạy luôn ra cổng, ngoài đó là chỗ buộc ngựa. Lĩnh nhảy phốc lên một con, rồi cứ thế ra roi, phóng thẳng về phía sông Hoàng Giang. Đó là một con ngựa khôn và dữ. Khi đinh bộ lĩnh cưỡi lên mình nó, nó tung chân cào đất Cố hất lĩnh ra khỏi mình Nhưng bộ lĩnh đâu phải tay dừa Lĩnh kẹp chân vào sườn trước của ngựa Đập dây cương và quất thật đau vào cổ của nó Con ngựa biết người cưỡi nó không phải tay soàn Liền hí gian mấy hồi Rồi phóng vút về phía trước Mất ngựa, mất ngựa Trong nhà kêu ầm lên Lão chú và mấy gia nhân chạy ra Chỉ thấy đinh bộ lĩnh gò mình phi ngựa Chạy ra phía bờ sông Bọn họ đều lên ngựa đuổi theo. Bộ lĩnh tuy giỏi, nhưng đám này đều là những tay chân cự phách của ông chú, nên chúng đuổi sát sạc không rời, miệng thét lên. Thằng cướp ngựa, hãy đứng lại, không ta bắn chết. Bộ lĩnh tuy cưỡi ngựa, nhưng tai vẫn lắng nghe. Chợt như có tiếng dây bật tanh tách, lĩnh cúi sạp mình trên mình ngựa, hàng loạt tên mạnh từ phía sau lao đến, đều không trúng, đang chạy thẳng, bộ lĩnh rẽ cương chạy về bên trái. Đám người đuổi theo bị lạc hướng chậm một lúc, nhìn thấy lá động bụi bay, bây giờ mới ráo riết đuổi theo. Trời đang yên lành, giữa trưa bỗng nổi sấm chớp đùng đùng, sét đánh ngang tai, như có mùi đá cháy khét lẹt. Mưa dội xuống rất to, lĩnh chạy thục mạng, vì biết nếu chỉ dừng lại ở đây thì bọn người của chú lĩnh sẽ xé xác lĩnh ngay lập tức. Lĩnh định cho ngựa quay trở lại về phía sau rồi về nhà đinh điền. Nhưng đường rừng một lối, nếu mạo hiểm thì bọn họ ập đến, lúc ấy có hối cũng muộn. Cơn mưa tối sầm trời, những giọt mưa quất vào gáy sát ràng rạc. Đinh bộ lĩnh thúc ngựa lao lên núi, rồi chạy thốc ra phía bờ sông. Bọn người đuổi theo vẫn không rời, tên đi đầu chỉ cách năm tấc lĩnh giật mình không mang cung tên theo chợt thấy ở ngang sườn có cái gì cồn cộn thì ra cũng còn một con dao ngắn lĩnh vừa chạy vừa lẳng lặng rút ra rồi chờ cho tên chạy đầu xô đến gần liền phóng mạnh dao lưỡi dao cắm phập vào vai tên gia nhân khiến hắn lăn nhào xuống ngựa gã chú không thèm cứu gia nhân rượt qua đuổi theo cháu Miệng thét lên Bộ lĩnh, phen này thì tao băm mày ra một nghìn mảnh Phía trước đã là sông Hoàng Giang Chú bộ lĩnh muốn bắt sống cháu Rướng ngựa đuổi theo Kiếm lăm lăm trong tay Mây đen như xà xuống tận mặt đất Trời tối mụt mù Bộ lĩnh thúc ngựa đến bờ sông Rồi không cách nào khác Bút mạnh vào hông ngựa Con ngựa nhoài mình phóng mạnh về phía trước Nhảy ùm xuống sông cùng lúc ấy một tiếng sét nổ vang những tia chớp lớn rạch ngang bờ sông như những con rồng vàng chú của bộ lĩnh hết hồn chúi đầu xuống và ngã nhào xuống đất bất tỉnh con ngựa của lão cũng bị một phen suýt chết liền quay đầu bỏ chủ chạy về nhà mấy đứa gia nhân chạy sau thấy chủ bị sét đánh ngựa chạy liền xô đến cứu phải khoảng nửa canh giờ sau lão mới tỉnh Gia nhân đưa về nhà phục thuốc Hàng tháng mới hoàn hồn Từ đó lão không săn lùng đinh bộ lĩnh nữa Không những thế Khi khỏi ốm Lão lại sửa lễ Đến nhà thắp hương tạ tội với anh ruột của mình là đinh công trứ Lão bảo với mẹ của bộ lĩnh rằng Họ đinh này rồi oai trùm cả thiên hạ Thằng đinh bộ lĩnh không phải là người thường đâu Tôi đuổi nó đến giáp bờ sông Thì có rồng vàng đón nó sang sông chắc sau này nó sẽ làm nên cơ nghiệp lớn. Chú thích Nguyễn Bạc là người động hoa lư Châu Đại Hoàng, Ninh Bình Sinh năm 924 Mất năm 979 Khi Nam Tấn Dương Ngô Sương Văn tử trận Năm 965 Các sứ quân nổi dậy Nguyễn Bạc theo Đinh Bộ Lĩnh Góp nhiều công lao trong việc đánh dẹp Các sứ quân Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, tức là Đinh Tiên Hoàng. Nguyễn Bạc được phong làm định quốc công, coi việc nội giáp, tức là việc nội chính. Năm kỷ mão 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị sát hại. Lê Hoàng làm nhiếp chính đại thần. Mọi việc trọng sự đều do tay Lê Hoàng sắp đặt. Ông liên kết các anh hào tướng sĩ trung thành với nhà Đinh như Đinh Điền, hợp quân hai đạo quân thủy bộ từ Ái Châu Thanh Hóa tiến về Kinh Thành Hoa Lư mưu giết Lê Hoàng thu Giang Sơn lại cho nhà Đinh bại trận ông bị Lê Hoàng đưa về Hoa Lư giết hại Lê Đại Hành Lê Đại Hành 941 1005, tên thật là Lê Hoàng, quê tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Vì cha mẹ qua đời sớm nên Lê Hoàng được một vị quan là Lê Đột nhận làm con nuôi. Lớn lên, ông đi theo Nam Việt Vương Đinh Liễn và đã lập được nhiều chiến công. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập nên nhà Đinh. Lê Hoàng được phong chức thập đạo tướng quân Điện Tiền Đô Chỉ huy Sứ Tổng chỉ huy quân đội cả nước Đại Cồ Việt Trực tiếp chỉ huy đội quân cấm vệ của triều đình Hoa Lư Năm đó Lê Hoàng mới 27 tuổi Tháng 10 năm 979 Cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại Dệ dương Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vua Lê Hoàng trở thành nhiếp chính đại thần Các đại thần thân cận của Tiên Hoàng nổi dậy chống lại Lê Hoàng Nhưng bị thập đạo tướng quân nhanh chóng đánh dẹp. Thấy triều đình Hoa Lư rối ren, nhà Tống bên Trung Quốc có ý định đem quân sang xâm chiếm Đại Cồ Việt. Trước tình hình đó, Thái hậu Dương Vân Nga cùng một số đại thần đã tôn Lê Hoàng lên làm vua. Lê Hoàng lên ngôi lấy niên hiệu là Thiên Phúc, quốc hiệu vẫn là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư. Đầu năm 981, vua nhà Tống phát quân sang đánh Đại Cồ Việt nhưng chúng giúp phải sự chống trả quyết liệt của quân dân Đại Cồ Việt. Sau hai trận thua ở Bạch Đằng và Tây Kết, quân Tống phải rút về nước. Năm 982, Lê Đại Hành lại mang quân vào Nam đánh Chiêm Thành, vì trước đó vua Chiêm đã có ý gây hấn với Đại Cồ Việt. Thắng trận, ông đã ổn định được biên giới phía Nam Đại Cồ Việt. Năm Ất Tỵ 1005, Lê Đại Hành mất thọ 65 tuổi, làm vua được 25 năm. Nhà vàng ngói bạc Phạm Cự Lượng tâu với Lê Đại Hành rằng Quân Tống hàng mấy vạn đã sang xâm lấn Đại Cồ Việt Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng đang kéo vào Lạng Sơn Trần Khâm Tộ đã tiến quân đến Tây Kết Đại quân đi đường thủy đã gần đến Hải Biên Đóng ở mép Vân Đồn sẽ kéo qua Bạch Đằng Tiến vào Trường Yên Bằng nhiều mũi Vua hỏi Phạm Cự Lượng Ông tính sao đây Phạm Cự Lượng là người đưa vua lên ngôi Nên được trọng dụng Bèn dân kế Hầu nhân bảo dẫn quân theo đường bộ Tiến chậm còn lâu mới có thể đến Trường Yên Nên cho người trá hàng Đem rượu thịt cung phụng Thừa cơ bảo sơ ý mà giết Cánh quân của Lưu Trừng Rất mỏng nếu diệt được quân tống sẽ phải lui quân lê đại hành cho là phải lại hỏi theo ông chặn giặc ở bạch đằng nên thế nào phạm cường lượng nói trước đây tôi từng đóng quân ở nam sách nên rất tường địa thế ngô dương dùng mưu đóng cọc ở sông bạch đằng rồi nhử quân vào đánh đánh tập kích lập được chiến công ta nên theo cách đánh của ngô dương lê đại hành nói giặc từng biết người trước thua trận nay liệu có mắc mẹo không phạm cự lượng nói nhà tống ở phía bắc bị quân mông nguyên uy hiếp muốn mở rộng xuống phía nam tướng tống đi đánh giặc xa nơm nớp, nớp chuyện của nước mình chắc lòng dạ không yên chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh do đó mới tiến quân đường thủy là chính vua biết phạm cự lượng trước đây giữ đất nam sách nên cử đi trước bày binh bố trận cánh quân bộ giữ lạng sơn thấy quân bộ của hầu nhân bảo đến đánh liền trá hàng bảo muốn bảo toàn sinh lực nấn ná đóng ở sông chi lăng chờ quân toàn hưng cùng tiến tôn toàn hưng không chịu tiến lại chờ quân lưu trừng tiến sâu vào đất nam việt để rồi sẽ cất quân khi có quân nam đến trá hàng bảo hỏi cặn kẽ một hồi rồi nhận vào trong trướng Quân Lưu Trừng tiến vào sông Bạch Đằng thì hai tinh, Hầu Nhân Bảo bị quân trả hàng. Bắt đi chém đầu. Tôn Toàn Hưng thì chưa chịu tiến quân. Lưu Trừng một mình muốn lập công lớn. Cứ cho thuyền tiến vào sông Bạch Đằng. Vua thân đốc quân chống đánh. Lưu Trừng nhân lúc thủy triều đang to. Thúc thuyền tiến vào sâu trong sông. Lê Hoàng đế ngân chiến. Ngờ đau nước thủy triều rút rất nhanh khi quân tống hoảng loạn kêu lên thì lê hoàng đế đã đem thuyền chiến quay trở lại đánh hỏa công và dùng quân cung thủ bắn quân tống phạm cự lượng từ nhánh sông nhỏ cũng chặn đường rút thuyền quân tống tránh giạt vào bãi cọc bị đánh gấp vỡ thuyền chết rất nhiều cánh quân trần khâm tộ ở tây kết cũng vội rút quân vua đem đại quân thừa thắng đuổi đánh thầy giặc chất thành đống quân tống đại bại quân nam bắt được hai tướng tống là quách quân biện triệu phụng huân đem về hoa lư dân chúng trong nước quên đi chuyện cũ vua muốn chỉnh đốn triều nghi chấn hưng diệt nước theo điển lệ hoàng đế vua lại phong năm hoàng hậu vua hỏi phạm cự lượng ta muốn phong dương vân nga làm hoàng hậu khanh nghĩ thế nào cự lượng nói thần dân thế nào cũng dị nghị vua nói dương vân nga là người đàn bà dám làm những điều người khác không làm biết nhà đinh đã suy vi ta có thể đảm đương diệt nước do đó đem ngai vàng về cho ta khoác áo hoàng bào để cùng khanh đưa ta lên ngôi hoàng đế khanh ta có thể trả ơn chẳng lẽ người có công hơn khanh ta lại vô ơn ta sẽ phong nàng đứng đầu hậu cung trên năm hoàng hậu Phạm Cự Lượng biết Đức Vua là người dám làm những việc cho là phải, nhưng đã nói thẳng thì phải nói hết. Lượng thưa, Tâu, thần còn e ở phía Hoàng hậu nữa, đang ở ngôi Thái hậu, giờ lại làm Hoàng hậu. Giả lại, không biết Hoàng thượng đã hỏi ý Hoàng hậu chưa? Đại hành rất tự tin, bảo, Việc gì mà phải hỏi, đến việc bỏ nhà Đinh, lập nhà Lê, nàng còn dám làm. Hướng chi việc này nói rồi ban chiếu phong dương dân nga làm đại thắng minh hoàng hậu dương hoàng hậu vừa tạ ơn vừa khóc nước chiêm thành bắt giữ sứ thần của đại việt vừa tức giận cho đóng chiến thuyền sửa binh khí năm nhâm ngọ chín trăm tám mươi hai cất quân đi chinh phạt chém được phê mỹ thuế tại trận chiêm thành thua to vua lê đại hành tiến quân vào thành thu hết vàng bạc châu báu và đoàn kỹ nữ của cung đình nhà vua tiến vào một ngôi chùa lộng lẫy thấy một vị sư người tây trúc vẫn ngồi trước phật đài lặng lẽ thiền không nói nửa câu quân lính thét hỏi sư vẫn im lặng như không biết có ai bên mình quân sĩ định lôi đi nhà vua ngăn lại đứng chờ cho đến lúc thiền xong mới mời cùng nói chuyện, lại dân trà, ðoản rất cung kính. Dù là đại hành hỏi qua về thiền đạo, thấy rất uyên thâm, lại sành hiểu về kinh bổn. Ngài chờ có ý nghĩ xây hoàng cung lộng lẫy như một nước mộ phật, liền ngỏ lời mời sư sang đại cổ việt. Sư thấy tình thật nồng hậu, liền theo về đại việt. Vua phong phạm cự lượng làm thái úy. Vua bảo cự lượng ta muốn đầu xuân làm lễ tịch điền khanh tính sao thái úy tâu nước mạnh là nhờ dân giàu xưa nay các bậc đế vương thường thay trời đất cầu cho mưa thuận gió hòa do đó thiên tử lấy ngày nguyên đáng tế trời ở đàn nam giao tế phối thần hậu tắc để làm lễ cầu mùa tế xong vua thân đi cày tịch điền ngày ấy vua lập đàn tế trời đất trên đắp hình tròn dưới là hình vuông vua trai giới kính cẩn đến tế sau đó đến ruộng tịch điền để cày nhà vua hỏi ruộng tịch điền nên làm ở đâu phạm cự lượng tâu ruộng vua cày phải sao cho lúa má tươi tốt ruộng thu hoạch cao thần đã ngắm ở chân núi đọi và núi bàn hải đất phẳng tốt có sẵn suối ngòi quanh năm hoàng thượng có thể đến đó cày ruộng được. Nhà vua nói, chinh chiến nhiều năm, đầu xuân xuống ruộng cày như hồi hàng vi, làm thường dân thì cũng là một điều trời đất cho hưởng lộc. Huống chi, ta lại còn thay mặt thần dân tỏ chí cày sâu quốc bẩm để làm ra của cải. Rồi vui vẻ dục trăm quan lo tế giao, quan địa phương biết đầu năm tới, ngày nguyên đáng, vua sẽ tế giao rồi làm lễ tịch điền Đêm 30 Tết Sai người chôn một chỉnh nhỏ Đầy vàng Ở ruộng núi đọi Và một chỉnh bạc nhỏ Ở vạt ruộng núi Bàn Hải Rồi sửa đường sắm trâu Lo cày cho vua Lễ tịch điền và tế giao rất long trọng Sau đó rước vua xuống thuyền Sang ruộng núi đọi Và núi Bàn Hải Vua cày mỗi nơi một luống Ở ruộng núi đọi Vua cày đến đường cày thứ bảy thì chạm vào chỉnh vàng. Ở ruộng núi Bàn Hải thì đến đường cày thứ chín chạm vào hũ bạc. Các quan đứng trên bờ tung hô dạng tuế. Vua rửa chân, hớn hở, nói với các quan. Trẫm mong muốn đời trị, không quản lam lũ. Ngày nguyên đáng đi cày tịch tiền lại được hũ vàng, hũ bạc. Như vậy, phải chăng trời đất thần Phật muốn nói Chịu đổ mồ hôi thì có vàng, có bạc đó sao? Trẫm mong trăm quan và thần dân nhớ lấy. Nói rồi đem vàng bạc trời cho, ban cho dân sở tại. Năm ấy được mùa lớn, lễ tịch điền của đất nước bắt đầu từ đấy. Bây giờ đất nước giàu có, vàng bạc đầy trong dân. Vua nói, kinh đô là bộ mặt của quốc gia. Trẫm muốn xây kinh đô thật lộng lẫy ở trời Nam này liền cho quân sĩ sang núi đại vân mở rộng thành quách xây điện bách bảo thiên tuế cột điện giác vàng bạc làm nơi coi chầu phía đông dựng điện phong lưu phía tây xây điện tử hoa điện bồng lai ở bên trái điện cực lạc ở bên phải cho dựng lầu đại vân để những ngày hội lễ vua và các hoàng hậu có thể ngồi xem đường phố dân chúng vui chơi lùi về phía sau cho dựng điện trường xuân làm tẩm điện tức nơi vua ngủ cạnh đó là điện long lộc lợp ngói bạc là chỗ vua làm việc bàn với các trọng thần về các việc lớn của đất nước thiên hạ thái bình khắp nơi nô nức hành hương về hoa lư ngày phật đản sư sải cả nước đến để nghe giảng kinh và hành lễ các chân cột điện và chùa lớn đều khắc chân kinh tiếng chuông chùa tiếng mỏ rang cả kinh thành thiện nam tín nữ đội lễ lên chùa rất thành kính khách xa đến đều chịu là một kinh đô văn hiến thuyền buôn ở các chợ lớn bên sông tấp nập sầm uất nhiều chùa tháp được dựng khắp kinh thành vua cũng mộ đạo phật chọn người viết một bức thư pháp treo phía sau văn phòng ngự bảo mê khứ không sinh sắc ngộ lai vô sắc không sắc không mê ngộ giả nhất lý cổ kim đồng khi mê thấy không sắc khi ngộ hết sắc không sắc không và mê ngộ xưa nay một lẻ đồng khi biết an nam là một quốc gia hưng thịnh vua tống sai lý giác đi xứ mang sắc phong dương cho vua vua đem các đại thần nghi lễ rất trọng thể tiếp sắc đón sứ rất uy nghi, phong độ. Lý Giác mới đến đã thầm khen. Nơi vua tiếp sứ và chỗ sứ giả nghỉ ngơi, hàng ngày thường đem những châu báu vật lạ trên rừng dưới biển, bày chật cả sân. Sứ thần ngạc nhiên về sự giàu có của quốc dương phương Nam. Vua làm lễ trao trả hai tướng quách quân biện, triệu phụng huân bắt được ở trận Tây Kết ngày trước. Vua bày tiệc đại sứ, kim nhường nói, nước tôi bé nhỏ sông núi xa xôi nghìn dặm cách trở ở một góc đất hẻo lánh sứ thần đi lại lặn lội núi sông há chẳng khó nhọc ư lý giác cung kính trả lời cõi bờ thiên hạ hàng muôn dặm châu quận có tới hàng trăm đất có chỗ bằng phẳng có chỗ hiểm trở phương này có gì là xa rồi lý giác kể vua nghe một chuyện đắc ý vừa qua sứ thần tôi đi qua bến đò chùa sách, được trạm bên sông ra đón. Chèo đò sang sông, tôi đang nói chuyện thơ văn, thấy hai con ngỗng đang bơi dưới nước, liền buộc miệng ngâm. Nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nha, thì người lấy đò đọc ngay rằng, bạch mau phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba. Thế là hai câu thơ sau hơn cả hai câu thơ của tôi Tung không bằng hứng là thế Lý Giác muốn khen tài học của người nước Nam vua vỗ tay ba cái Sư Thuận từ trong rèm bước ra Lại vua chào sứ giả Vua nói Người lấy đò ấy đây Ta sai ông ấy đón sứ giả từ xa đấy Lý Giác rất cảm kích Từ đó sư Thuận thành bạn thân của sứ giả Lý Giác thầm phục một đất nước phương xa Trải qua thăng trầm đã chóng hưng thịnh đến thế khi về nước gửi lại cho sư thuận một phong thư sư dở ra đọc thì đó là một bài thơ tám câu hạnh ngộ minh thì tán thịnh du nhất thân nhị độ sứ giao châu đông đô lưỡng biệt tâm lưu luyến nam Việt thiên trùng giọng dị hưu mã đạp yên dân xuyên lãng thạch xa trì thanh chướng phím trường lưu Thiên ngoại hữu thiên ưng diễn chiếu, Khê đàm ba tỉnh, kiến thiền thu. May gặp thời hay được giữ mưu, Hai lần lặn lội sứ giao châu, Đông đô dài bận từng lưu luyến, Nam Việt xa xôi, dẫn nguyện cầu, Ngựa đạp khói mây xuyên đá nhọn, Xe bon rừng thẳm dược ngàn sâu, Ngoài trời lại có trời xa nữa, Sống lặng nghe đầm trăng giỏi thâu Sư thuận dân thơ sứ giả lên vua Vua gọi sư khuôn diệt đến cho xem Sư bình Câu ngoài trời lại có trời Là khen bệ hạ không khác gì vua tống dậy Vua khen thơ và tặng cho sứ giả rất hậu Khi sứ về Sai sư khuôn diệt tiễn rất ân cần Khuôn diệt tặng một bài từ rất hay khiến Lý Giác phải ôm lấy sư mà cảm tạ. Bài đó là Tường quan phong hảo cẩm phàm trương, giao vọng thần tiên phục đế dương, dạng trùng sơn thủy thiệp thương lan, cửu thiên quy lộ trường, phan luyến sứ tinh lan, nguyện tương thâm ý bị biện cương, phân minh tấu ngũ hoàng. Hơi xuân đầm thắm, cánh buồn dông ngưỡng giọng thần tiên chốn đế dương nghìn trùng sông nước dược trùng dương chính cõi bao dặm trường tình khăn khích chén tiễn thương lưu luyến cùng sứ thần khi về xin nhắc chuyện biên cương tâu lên cùng thánh hoàng sư huân diệt gõ mạng thuyền hát cả lời hán lẫn lời diệt lý giác chớp chớp mắt quyến luyến mãi mới xuống được thuyền. Phần chú thích: Lạng Sơn là một tỉnh miền núi đông bắc bộ giáp giới Trung Quốc. Trong lịch sử ngàn năm, đây là cửa ngõ mà mỗi lần muốn xâm chiếm phương nam, các triều đại phong kiến phương bắc đều phải vượt qua. Tây Kết là một địa danh nay thuộc huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Trong lịch sử Việt Nam, địa danh này nổi tiếng với trận đánh Hàm Tử. Tây Kết chiến thắng quân Mông Nguyên của vua tôi nhà trần vân đồn là một huyện đảo của tỉnh quảng ninh thời tiền lê đây là cửa ngõ hiểm yếu trấn giữ dùng phía đông bắc tổ quốc trường yên tên của một xã thuộc huyện hoa lư tỉnh ninh bình tên gọi trường yên xuất phát từ thời đinh tiên hoàng khi ông dựng kinh đô đại cột diệt tại hoa lư giới hàm ý khẳng định kinh đô hoa lư như kinh đô tràng an của nhà hán từ năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, cải Hoa Lư là Phủ Trường Yên. Dưới nhiều thời đại, dùng đất khu vực Ninh Bình ngày nay vẫn mang tên gọi là Phủ Trường Yên. Phạm Cự Lượng 944 984, người làng Trà Hương, Nam Sách Hải Dương, ông nội là Phạm Chim, giữ chức Đông Giáp tướng quân đời Ngô Quyền, cha là Phạm Mạng, là tham chính đô đốc đời Ngô Tam Tấn Dương. Phạm Cự Lượng tư chất thông minh, có chí lớn, gian võ song toàn. Khi đinh bộ lĩnh giấy binh dẹp loạn 12 sứ quân, ông tới đầu quân và được phong chức phòng ngự sứ. Tiên phong tướng quân ra giữ cửa biển Đại Ác. Năm Mậu Thìn 968, đinh bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế. Phạm Cự Lượng được phong, tâm phúc tướng quân là thân cận của vua. Năm 979, Vua Đinh và Nam Việt Dương Đinh Liễn bị sát hại Vệ Dương Đinh Toàn mới 6 tuổi Được lập lên ngôi Nhà Tống nhân lúc nước Đại Cồ Việt rối ren Đã sai quan trấn thủ Ung Châu Hầu Nhân Bảo Đem quân theo hai đường thủy bộ vào xâm lược Tình thế Đại Cồ Việt vô cùng nguy cấp Nhận thấy thế nước nguy nan Cần một người lãnh đạo chung Ông đã ủng hộ việc thập đạo tướng quân Lê Hoàng lên ngôi Lê Hoàng lên ngôi, ông được phong làm Thái úy. Cuối mùa xuân năm Tân Tỵ 981, mọi mũi tiến quân của quân Tống đều bị quân Đại Cồ diệt phá. Tướng giặc hầu nhân bảo chết trận, quá nửa quân Tống bị diệt, buộc vua Tống xuống chiếu lui quân. Năm nhâm ngọ 982, Phạm Cự Lượng phụng mệnh vua đi đánh Chiêm Thành. Vì vua Chiêm vô cớ, bắt sứ giả Đại Cồ diệt, thắng trận. Mùa thu năm Quý Mùi 983, ông được vua Tinh trao trọng trách đi khai sông mới từ Đồng Cổ đến Bà Hòa, tức từ Đan Nê, Yên Định đến Đồng Hòa, tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Cũng trong năm này, ông còn chỉ huy đào cảng đa cái ở Hoang Châu, tức Hương Cái, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ngày nay. Tháng 9 năm Giáp Thân 984, ông mắc bệnh sốt rét, mất tại Đồng Cổ nơi ông đang nhậm chức hưởng dương 41 tuổi. Nhà vua thương tiếc, sai người đem tướng cửu hồi kinh, an táng tại phía nam Bồ Sơn, ghi nhớ công ơn của ông. Ở Đồng Cổ và Đa Cái hiện còn đền thờ ông. Tại Thăng Long, vua Lý Thái Tông, 1028-1054 đã sắc phong thần Phạm Cự Lượng làm hoành thánh đại dương, thờ tại đền ngự sử nay là đền Lương Sử, thuộc ngõ Lương Sử A, phường Giang Miếu, quận Ba Đình, Hà Nội. Lý Thái Tổ Lý Thái Tổ sinh năm 974, mất năm 1028, tên thật là Lý Công Uẩn, quê ở làng Cổ Pháp, xã Đình Bản, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Khi mới 3 tuổi, ông được sư Lý Khánh Dân, trụ trì chùa Cổ Pháp, nhận làm con nuôi, và được đặt tên là Lý Công Uẩn. Lớn lên với sự giới thiệu của Sư Vạn Hạnh, anh trai Sư Lý Khánh Dân, Công Uẩn được vào Hoa Lư làm quan dưới triều Tiền Lê và được thăng đến chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Năm 1009, khi vua Lê Long Đỉnh mất, một số đại thần nhà Tiền Lê mà đứng đầu là Đào Cam Mộc đã suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi quẩn lên ngôi, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La Thành. Tháng 7 năm Thuận Thiên nguyên niên, tức 1010, khi ra đến La Thành, Thái Tổ thấy rồng vàng hiện lên nên đổi Đại La Thành sang Thăng Long Thành. Thời gian Lý Thái Tổ làm vua, nhà Tống ở phương Bắc không gây hấn gì với nước ta, còn các nước phía Nam Đại Cồ Việt như Chiêm Thành, Chân Lạp, tuy có những xích mích nhưng không xảy ra chiến tranh. Dù vậy, trong nước cũng có những nơi làm loạn như Diễn Châu, Nghệ An và ở mạng Thượng Du, nhà vua phải thân chinh đi đánh dẹp mới yên được. Vua Lý Thái Tổ trị vì đất nước được 19 năm thì băng hà vào năm Mậu Thìn 1028, năm ấy vua 55 tuổi. Thăng Long Sư Giảng Hạnh chủ trì ở Chùa Lục Tổ dạy cho một lớp học trò nhỏ Lý Công Uẩn con nuôi nhà Lý Khánh Dân học lớp ấy. Một buổi sớm thầy hỏi nhị nhân là gì. Uẩn nói nhị nhân là chữ thiên là trời ạ. À. dạng hạnh lại hỏi con hiểu chữ nhị nhân là thế nào? Thưa thầy nhị nhân là hai người anh kia nói đúng mà thầy còn hỏi con thì con bèn chồng chữ nhị lên chữ nhân là chữ thiên hai dạch chữ thiên dạch ngắn là âm, dạch dài là dương. Con người ở giữa cõi âm dương chính là chữ thiên, tức là trời vậy. Sư Vạn hạnh rất đổi kinh ngạc, liền thâu nhận làm học trò, truyền cho nhiều kinh bổn và nhiều điều biết mà người thường không có. Quẩn học một biết mười, càng thông tuệ càng khiêm nhường, nhân hậu. Lý Khánh Dân thương Uẩn, nuôi thầy dạy võ cho Uẩn Uẩn học rất nhanh, một năm học hết ngón của thầy, chẳng những quyền thuật giỏi mà côn kiếm cũng khá, nhưng bề ngoài vẫn giữ bề nho nhã kim nhường như cũ. Những bọn lớn dở trò bắt nạt, thách đấu, Uẩn chỉ chống đỡ rồi bỏ chạy, không trả thù, mặc dù có thể bẻ chân bẻ tay của chúng như chơi. Dạng hạnh khi biết Uẩn là con nuôi chứ không phải là con đích của nhà Lý Khánh Dân, lại càng quý hơn. Mẹ Uẩn xưa nghèo, phải vào rừng kiếm củi hái nấm kiếm ăn một đêm ngủ ở chùa tiên sơn thấy có một chân nhân đến dẫn bà ra phiến đá lối bên suối rủ tắm nước trong rồi yêu bà sáng dậy bà thấy nằm lại dưới mái chùa người mỏi mệt về làng thụ thai mà sinh ra uẩn vân thấy uẩn khôi ngô nhà vân lại hiếm con liền nuôi làm con sau đó vân cũng sinh con trai cho là nhờ lộc nuôi con nuôi mà có con trai càng quý uẩn coi như con đích khi trưởng thành dạng hạnh vào trường yên làm quốc sư đem uẩn theo uẩn là người chí thú cẩn thận có công rất được tin dùng uẩn phò lê long diệt long diệt rất quý cho ở cạnh bên hỏi han kế sách khi đại hành hoàng đế băng hà long diệt lên ngôi các em là đông thành dương và trung quốc dương đều muốn làm vua nổi binh chống lại Lê Long Diệt. Diệt sai Lý Công Uẩn đi đánh. Lý Công Uẩn vừa cất quân đi thì con thứ năm của đại hành hoàng đế là Lê Long Đỉnh giết anh cướp ngôi. Lý Công Uẩn nghe tin quay về, sát Lê Trung Tông, vẫn chưa nguội. Ngoạ triều đang ở đó xem đã chết thật chưa, xung quanh đầy vệ sĩ. Lý Công Uẩn biết chuyện, không hề sợ hãi, chạy đến ôm sát trung tâm, khóc to lên rằng vua cho uẩn ở bên quý như ruột thịt vậy mà uẩn không giữ được cho vua toàn vẹn để chết thê thảm thế này thật đắc tội lắm nói đoạn nước mắt chảy đầy mặt lòng đầy thương cảm khiến người chung quanh đều mũi lòng theo ngoại triều phục là người khẳng khái không giết cho lui về nhà và cũng không quả phạt cho giữ nguyên chức tước vua trước ban cho lúc ấy trong triều ngoài nội vang lên câu đồng dao Gốc cổi mà ngọn xanh, cây lê không có trái. Hoa mận nở đầy cành, xum xuê mười tám cội. Phía tây trời rất hẹp, thì dời về phía đông. Dăm ba năm thoáng chốc, thiên hạ lại thái bình. Dạng hạnh gọi Lý Công Uẩn đến bên mà hỏi. Ông có nghe lời đồng giao không? Uẩn gật đầu, nhà sư nói. Đó chẳng là sấm truyền ư. Cây mận tức là lý đó là chẳng ứng vào ông ư gốc cỗi mà ngọn xanh tức là có vua mới ra đời đấy Quẩn nghe xong lẳng lặng không nói gì thấy sư yếu nhiều lúc không sáng suốt như trước lại thích bàn quốc sự quẩn cho người đưa sư về chùa tiêu sơn để bảo toàn cho quốc sư còn một mình ở lại trường yên ngoại triều thích làm những điều quái gở vua thường xét các án tử hình rồi nghĩ ra cách hành hình thật kinh dị để làm răng cho người khác một tên giặc nổi loạn chống lại vua đáng lẽ phải chém ngang lưng ngoại triều sai lấy cỏ tranh quấn mà đốt chung quanh người để lửa cháy chết dần chết mòn không thể chịu được đau đớn vua thân ngồi nhìn mặt lạnh băng tên kép hát lỡ lời nằm mà chửi đổng vua cho bóng gió vua nằm xem việc nước vua sai ông trùm gánh hát phải tự tay xẻo từng miếng thịt miệng luôn luôn hỏi mày hát láo quen mồm nên chết chóng chắc là không thích trùm gánh hát sợ phải làm theo lệnh của vua ai nấy đều thấy việc làm tàn ác nhẫn tâm mà không dám đem lời can gián thiền sư quách ngang tu luyện thâm hậu lại thích uống rượu Ai cho rượu ngon bảo sư trổ tài tỉnh tọa, nhập thiền. Lúc ấy người đấm vào bụng như đấm vào bông. Lấy củi đánh vào người thì củi bật trở lại. Vừa nghe thấy, gọi vào triều sai thết tiệc. Lấy rượu ngon ra đãi Vừa hỏi sư, thiền là gì? Bách ngang điềm nhiên đáp. Thiền là việc của đạo sư để quên việc đời tập trung vào việc nghĩ đến đạo. Hay lắm, vậy thiền cần gì đến chuyện đấm không đau đánh không gây sát thương da thịt quách ngang trả lời thiền sư ở chốn sơn lâm bệnh tật nhiều do đó phải luyện nội lực vua sai rót cho ba bác rượu và bảo bây giờ nhà ngươi thiền đi nhà sư uống rượu và thiền vua sai người đem mía tự tay róc lên chiếc đầu trọc của sư róc mãi cho kỳ địch chảy máu cười ầm lên rồi mới chịu thôi quách ngang mở mắt cầm lấy áo cà sa chùi máu lấy rượu dấp lên chỗ bị thương thản nhiên như không ngoại triều đùa hỏi thiền là gì quách ngang đáp thần chỉ nghe phật tổ nói trong sắc có không trong không có sắc cho nên nghĩ rằng việc xảy ra trên cái đầu trọc của thần có mà không có ai cũng phục quách ngang ứng đối khôn ngoan khiến ngoại triều cười phục mà phải tha không giết nổi vua còn thích bày chiều trò tai quái khác có bữa gọi đám hề đến xung quanh làm trò rồi cho ăn gỏi gỏi dọn ra đều là một thứ thạch sùng sống thấy chúng nhìn nhau vua bảo bọn thạch sùng pha trò cho các ngươi đấy ăn đi chứ kẻ giết anh làm vua coi thường quần thần vẫn nằm mà coi triều không coi ai ra gì cả một bữa vua ăn khế thấy hạt mận nhổ ra khỏi miệng lại chợt nhớ câu đồng dao liền sai vệ sĩ ngầm giết những người nhà họ lý ở quanh vua riêng lý công uẩn vẫn chưa tìm được ra cớ gì để giết quan chi hậu đào cam mộc vốn nể phục lý công uẩn một bữa đi xem xét việc quân nghĩ trên đỉnh núi hỏi xa xôi rằng vua ác thì dân có thái bình được không uẩn thủng thẳng mà nói Ông tìm sử mà đọc Đào Cam Mộc hỏi bóng gió Vua hiếu sát Thích trừng trị Không khoan nhân Việc tốt thì ít Việc xấu thì nhiều Sao không có ai dám nghĩ đến lập vua khác Ý ông thế nào Quẩn nói dẫn số sớm một ngày không đến Chậm một ngày không dời Biết thế nào được Còn như ác giả ác báo Thiện giả thiện lai Đó chẳng là câu cửa miệng ư thiện thì trường mà ác thì đoản đó là lời của tiền nhân cả ông hỏi thì uẩn phải nói ngoại triều đột ngột lâm bệnh chết đào cam mộc chịu lý công uẩn là người cẩn trọng thâm thúy vào trướng đuổi hết người ra rồi nói vừa rồi nhà vua ngu tối bạo ngược làm nhiều việc bất nghĩa trời phạt không cho hưởng hết tuổi con nối nhỏ bé chưa cán đáng nổi tình thế khó khăn. Các tước chương tước hầu, anh em ruột của vua đều muốn nhòm ngôi báu. Xem ra họ tham lam mà bất tài. Mọi việc đang phiền phức. Triều đình phân tâm, dân chúng mong tìm chân chúa. Sao ông không nhân lúc này dùng mưu cao, chí lớn? Quyết đoán ngay dành cơ hội. Xa thì học việc vua thanh vua vũ. Gần thì học việc vua đinh và nhà lê. Sao cứ nệ vào tiểu tiết cổ hủ lý công uẩn dẫu biết đào cam mộc muốn phò mình nhưng vẫn điềm nhiên trả lời ông nói thế không sợ tôi bắt nộp cho triều đình ư cam mộc ung dung bảo tôi lấy lẽ trời lẽ người mà bàn nếu ông thấy cần cáo giác tôi thì cứ việc hành sự lý công uẩn cầm tay đào cam mộc mà nói con người tôi làm sao làm nổi việc bất nhân ấy nhưng chỉ sợ việc tiết lộ Thì đầu tôi và đầu ông sẽ không giữ nổi Nên can ông vậy thôi Cam Mộc lẳng lặng quay về Một bữa khác Đào Cam Mộc có ý chờ Lý Công Uẩn ở chỗ vắng Khi Uẩn đi qua Mộc níu áo nhắc lời ca đồng giao Uẩn biết Cam Mộc hết lòng với mình Đành nói Tôi biết ý ông Và ý quốc sư vạn hạnh Là một nhưng chưa biết tính kế thế nào Lực lượng nhà Lê còn mạnh lắm Nếu mành động ắt chết không kịp ngáp Rồi cùng ca một bàn kế Khi nắm chắc sự ủng hộ của lực lượng tăng quan Đại sư tham gia triều chính Giật quân đội Thì khởi sự hành động Lật đổ Lê Long Đỉnh Lý Cung Uẩn lên ngôi vua Nhà vua xá thuế, tha tù, lập hoàng hậu, dựng thái tử, kiện lớn, an ổn vua thân đứng xử, kiện nhỏ án nhỏ ngài chọn hình quan thanh liêm xét kỹ công bằng phòng cam mộc làm nghĩa tín hầu nhà vua dùng người tài vào chức lớn không phân già trẻ chỉ trong vòng một tháng việc nước đều vào rừng mối kẻ nào gây loạn thì vua sai tướng giỏi đến dẹp thiên hạ đều yên ổn cả nhà vua đón quốc sư vạn hạnh đến trường yên và về thăm quê ở làng cổ pháp ban lụa áo cho người già tiền bạc cho người nghèo. Ai cũng muốn mời vua vào nhà, quý như một người ruột thịt đi xa về. Vua Lý Cung Uẩn đi thăm thú một dải sông Hồng từ bến Hạc Trì xuống tận Hoàng Giang, rồi theo sông vào Trường Yên. Ngài ngắm thế đất ở thành Đại La, ngắm thấy Đại La có tảng viên tam đảo, trấn ngự mạng Bắc. Nhĩ Hà chạy phía trước, đất màu mỡ, bến lớn, chợ lớn, phường phố, đều có thể mở được đó mới chính là chỗ ngồi cao mà nhìn rộng ra khắp miền đất xa còn hoa lư thì chật chội nhà đinh nhà lê vì lo dẹp mười hai sứ quân định ngôi vua đánh dẹp kẻ tranh bá đồ dương mà không nghĩ đến chuyện mở mang bờ cõi chấn hưng đất nước nhà vua bàn với quốc sư dặn hạnh quốc sư nói dời đô phải có mệnh lớn nhà vua đã nhìn ra mạch lớn sông rộng núi cao đáng dời về còn chần chừ gì có người can di chuyển cả kinh đô nhà cửa dinh thự đi tốn kém lắm ở đây thời đinh thời lê cung điện đã sẵn sàng không được như kinh đô tràng an của trung hoa thì cũng có tiểu tràng an ở đất việt dẫn đến nơi trống vắng bãi lau đất bùn còn nhão nhoét liệu có xứng là đế đô không vua lý công uẩn còn chần chừ sư vạn hạnh nói nhỏ Bệ hạ có nhớ câu đồng dao không? Gốc cổi mà ngọn xanh, cành ngọn chỉ có thể mọc ở nơi đất mềm. Vua bèn xuống chiếu rằng. Xưa nhà thương đến đời bàn canh, năm lần dời đô, nhà chu đến đời thành dương, ba lần dời đô, hẳn là không phải gặp đâu đến đó, mà là mưu chọn chỗ chính giữa, làm kế cho con cháu ức muôn đời. Trên kính mệnh trời dưới theo lòng dân mà dời đổi bởi thế ngôi truyền dài lâu phong tục giàu thịnh vậy mà nhà đinh nhà lê lại theo ý riêng lơ là mệnh trời yên ở nơi quê quán đến nỗi thế không dài vận số ngắn trăm họ nghèo nàn dần muôn vật không sinh sôi nảy nở trẫm rất xót thương không thể không dời đi nơi khác huống chi đại la dựng từ thuở cao biền giữa khu vực bao la trời đất thế rồng cuộn hổ ngồi trấn trung tâm cho đông tây nam bắc núi sông sau trước hài hòa đất rộng bằng phẳng phì nhiêu nơi cao thì rộng mát sáng sủa dân cư sẽ không khổ vì ngập lụt phố phường chợ búa càng đông càng có thể mở mang muôn vật các nơi đều có chỗ giao lưu xem khắp đất việt nơi đây là hơn cả giả lại gốc văn hóa từ xưa đã hiện thực là chỗ hợp lưu của mọi dòng đất thượng hạng của kinh đô muôn đời chính vì thế mà trẫm muốn dời đô về đại la liền cho quân ngã gỗ đóng gạch làm điện mùa thu tháng bảy thuyền ngự cùng hoàng tộc bá quan xuôi dòng về kinh đô quân bộ quân kỵ thì theo đường riêng khi thuyền đổ dưới bờ sông thì trên thành có mây lớn kéo đến rồi như có dáng rồng từ đất mới bay lên vua mừng lắm bảo đất mới rồng lên ta nên đổi đại la thành thăng long ha à, chẳng đẹp sao mọi người đều lấy làm phải vua quý quốc sư vạn hạnh cho dựng chùa ở phủ thiên đức rất nguy nga đón các vị hòa thượng cao tăng đến trụ trì để chấn hưng phật giáo bởi vì vua từ thèm chùa mà sinh được sư vạn hạnh dìu dắt từ tấm bé, chí lớn mới có, nghiệp lớn mà thành. Có người can, Vua mới lên ngôi, Tôn Miếu xã tắc chưa lập mà sửa chữa chùa quán nhiều, e có nhiều điều dị nghị. Vua cười nói, "Chùa đền là nơi lễ hội của dân chúng, cho xây sửa lại để có nơi truyền sự nhân từ, bác ái đến các nhà, mùa xuân mùa thu được mùa thì lập lại." diễn các phong tục tốt, thi vẻ đẹp của sản vật, sự tài giỏi của trí tuệ sức lực, hội vật, hội cờ, hội đua thuyền, cả năm vất giả, một ngày giải trí có nơi, há chẳng đáng khuyến khích sao. Người can im lặng, không nói thêm gì nữa, còn hậu sinh thì bàn rằng người can không biết đến gốc tích của nhà vua, lại dám bàn quốc sự, gớm thật. Phần chú thích dạng hạnh thiền sư sư họ nguyễn tục danh không rõ chỉ biết sư là người làng cổ pháp phủ thiên đức nay là làng đại đình xã tân hồng huyện tiên sơn bắc ninh thiếu thời sư rất thông minh giỏi thông ba học nho phật lão nghiên cứu trăm luận xem thường công danh năm hai mươi tuổi xuất gia ở chùa lục tổ ngài đã từng giúp cho vua lê đại hành trị nước an dân nhưng khi thấy vua Lê Long Đỉnh không còn là minh quân và dẫn trị nước của Triều Lê không còn, nên thiền sư Vạn Hạnh đã cùng giới Đào Cam Mộc sắp xếp việc triều chính và đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua, hiệu Thuận Thiên Hoàng Đế năm 1009. Vào ngày rằm tháng 5, năm Ất Sửu, Thuận Thiên thứ 16, tức 1025, ở chùa Lục Tổ, Sư Hóa. Chùa Lục Tổ, còn có tên là chùa tiêu chùa lục tổ chùa trường liêu liêu sơn tự chùa ba sơn chùa cảm ứng chùa ứng thiên tâm tên chính thức của chùa là thiên tâm là tên gọi của chùa từ khi mới khởi dựng tên tiêu sơn tự là gọi theo tên đất tên làng tên núi nơi đây chùa nằm trên lưng chừng núi tiêu nay thuộc xã tương giang huyện từ sơn tỉnh bắc ninh ngày xưa có con sông tiêu tương chảy ngang Bây giờ đã biến thành đồng ruộng làng mạc trù phú. Dấu ấn một thời chỉ còn lại là hồ sen dưới chân núi trước cửa chùa. Chùa Tiêu là một danh thắng nổi tiếng và cũng là trung tâm Phật giáo cổ xưa của Việt Nam. Lê Long Việt, tức vua Lê Trung Tông, sinh năm 983 mất năm 1005 là vị vua thứ hai của nhà Tiền Lê, trị vì được ba ngày là con trai của Lê Đại Hành. Năm 1005, Lê Đại Hành mất, các hoàng tử tranh ngôi đánh nhau 8 tháng, trong nước không có chủ, tranh chấp chính xảy ra giữa thái tử Long Việt và hoàng tử thứ tư Ngân Tích, là người lớn nhất trong số các anh em còn lại. Tháng 10 năm 1005, Ngân Tích thua chạy đến Châu Thạch Hà, tức Hà Tĩnh thì bị người bản địa giết chết. Long Việt lên ngôi làm vua, tức là Lê Trung Tông trong nước vẫn chưa yên ổn hẳn được ba ngày trung tông bị em cùng mẹ là lê long đỉnh sai người trèo tường lẻn vào cung hãm hại năm ấy lê long việt mới hai mươi hai tuổi cao biền sinh năm tám trăm hai mất năm tám trăm tám mươi bảy là một viên tướng của nhà đường thay mặt cho nhà đường cai quản giao châu tên gọi khi đó của việt nam từ năm tám trăm sáu mươi sáu đến năm tám trăm bảy mươi lăm với chức vụ tiết độ sứ sau lại làm phản nhà đường và bị giết năm 887. Tương truyền Cao Biền là người có phép thuật đã trấn áp nhiều linh thần, linh khí của đất Việt khi đó. Thế nhưng linh khí của đất Việt còn rất mạnh nên Cao Biền đã nhận được những bài học đích đáng từ tảng viên sơn thần và thần long đổ. Tuy nhiên, về mặt cai trị, bằng những chính sách rõ ràng dứt khoát, Cao Biền cũng đã làm được một số việc nhất định tại Giao Châu. Một số sử gia thời xưa còn mạnh dạn gọi Cao Biền là Cao Vương để thể hiện sự kính trọng, nể phục. Lý Thái Tông Lý Thái Tông sinh năm 1000, mất năm 1054, tên thật là Lý Phật Mã, quê ở làng cổ Pháp xã Đình Bản huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Năm 13 tuổi, tức năm 1012, Phật Mã được lập làm Thái tử Phong Tước Khai Thiên Dương. Năm 1028, Lý Thái Tổ mất. Chưa tế tán xong thì các hoàng tử là Vũ Đức Dương, Dực Thánh Dương và Đông Chính Dương đã đem quân đến dây thành để tranh ngôi. Nhờ có các trung thần như Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiểu mà cuộc bạo loạn mới được dẹp yên thái tử phật mã lên ngôi tức là vua thái tông bèn lập lệ cứ hàng năm các quan phải đến đền đồng cổ ở làng yên thái phường bưởi quận ba đình thành phố hà nội làm lễ đọc lời thề tận trung với vua với nước thái tông không đặt quan tiết trấn mọi việc ở các châu đều giao cả cho những người trong châu mục giải quyết chính vì thế nên ở các châu mục gần biên giới thường có những cuộc nổi loạn bên cạnh đó những nước lân bang như chiêm thành và ai lao thường hay sang quấy nhiễu nên vua thái tông nhiều lần phải cho quân đi đánh dẹp tuy phải đánh dẹp luôn nhưng vua thái tông cũng không bỏ việc chính trị trong nước đặc biệt ông tỏ ra là một vị vua có lòng thương dân hễ năm nào đói kém hoặc đi đánh giặc về thì lại giảm thuế cho dân trong hai ba năm vua còn sai sửa lại luật pháp định các bậc hình phạt các cách tra hỏi và đặt lệ cho những người già người trẻ trừ phi phạm tội thật ác thì được lấy tiền mà chuộc tội vua thái tông còn chú trọng việc phát triển nông nghiệp bằng việc đầu tư tự tay cày ruộng tịch điền lý thái tông làm vua đến năm 1054 thì mất năm ấy ngài 54 tuổi đường đến ngai vàng công tử phật mã đang cùng các trẻ nhỏ trong hương chơi đùa công tử rất hiếu động cứ nhè lúc người trông coi sơ ý là lén ra ngoài phố chơi bất kể giờ giấc có hôm đến trưa mới về có bận lại rủ cả trẻ vào trong giường cấm chơi mẹ họ lê rất nhân hậu thấy lũ trẻ cũng ngoan rất thân với con mình có chúng công tử cũng vui thích hơn ăn khỏe ham học hơn nên bảo bọn thị tỳ gia nô không ngăn cản phật mã ôm cổ mẹ mà nói con không hư đâu mẹ ạ à. lũ trẻ này đều giỏi cả con thích chúng nó làm tùy tùng quả là công tử thông minh hơn cả trong cuộc đùa chơi thường hay bày trò mới do đó đám trẻ thích và mến một bữa chia hai phe đánh nhau phật mã cho bên kia hơn quân rồi dùng mẹo bắt được cả bọn khi thắng trận Bắt cả bọn phải đóng bộ như các quan, dàn hàng trước sau hai bên tiền hô hậu ủng, còn mình ung dung đi giữa. Miệng đám trẻ phải giả làm tiêu thiều nhã nhạc như rước vua, rất linh hoạt. Vừa hay lúc ấy Lý Công Uẩn và vợ đi tới, thấy con bày trò lạ, lòng rất vui, cúi xuống hỏi: "Con nhà tướng nên bắt trước việc quân, dùng nghi vệ theo hầu làm gì?" Phật Mã nhoẻn miệng trả lời Thưa cha, nghi vệ theo hầu có xa gì con nhà tướng Đến ngôi vua cũng từ họ đinh sang họ lê đấy thôi Chẳng là lệnh trời ư Bây giờ cung uẩn mới làm điện tiền chỉ huy sứ Nghe con nói lấy làm lạ, rất yêu Khi được nhận ngôi, lập ra dương triều lý Liền phong Phật Mã làm đông cung thái tử Phật Mã cứ như người trên trời phái xuống bà Lê Thị Lâm Bồn sinh mã vào tháng 6 năm canh tí, tức năm 1000. Khi mới sinh, mã đã có bảy nút ruồi nhỏ như hình bảy ngôi sao, bà mẹ biết con mình có quý tướng. Cũng năm ấy trong phủ trường yên, có con trâu đực thay sừng, trúc lớp sừng cũ trên lớp sừng mới. Dân trong kinh thành cho là điềm chẳng lành, nhất là gia chủ có trâu. Chờ có một đạo sĩ đi qua, Gia chủ kéo vào nhà hỏi, liệu có nên giết đi? Đạo sĩ ngắm con trâu một lúc rồi nói, đó là điềm trời, báo hiệu sự đổi mới, việc gì đến nhà anh mà anh lo. Quả nhiên ít lâu sau, Lý Công Uẩn lên ngôi thay cho nhà tiền lê. Lúc Phật Mã còn nhỏ, mẹ thấy con đẻ năm tí, nên đùa gọi là chục chí. Một hôm, Lý Công Uẩn thấy Lê Thị gọi con, chục chí, chục chí đến thơm cha đi công uẩn vui miệng đọc tí là chuột canh hay gác chuột gác nhà chuột phật mã đối luôn thình là rồng mậu hay rợp rồng rợp thêm rồng công uẩn giật mình ôm con vào lòng mà khen phật mã này về sau làm rạng rỡ nghiệp nhà đây quả nhiên khi lớn lên văn võ song toàn được lý thái tổ phong làm khai thiên dương đưa xuống đất phong không để ở trong thành nữa Dương về đất mình cai quản, lo luyện quân, giúp lập trang ấp, mở mang ruộng đất, làm kênh mương dẫn nước, đất phong giàu có hẳn lên. Quân chim thành sang xâm lấn bờ cõi, khai thiên dương Phật mã, được Lý Thái Tổ cử làm nguyên soái cất binh thuyền đi đánh, chỉ một trận là giặc tan. Nguyên soái Phật mã bắt tướng chim về, được vua cha rất khen, lại thưởng vàng lụa cho quân sĩ có công rất nhiều. Phật mã ham học, ngoài binh thư, còn học lễ nhạc thư số thích đến các chùa quán để đàm đạo thuyết lý phật và đạo một bữa đến đạo quán nam đế đạo sĩ trần tuệ long tiếp kiến bàn về đạo đức kinh về thuyết vô vi quên cả ăn lúc đứng dậy cởi áo ban cho tuệ long lòng rất quý không dám mặc treo lên mắt áo đêm đến nhà sáng trưng tuệ long nhìn ra thấy rồng vàng hiện trên mắt áo lòng biết thái tử sau này sẽ làm đế nghiệp rạng rỡ. Lý Thái Tổ có nhiều con trai đều phong dương cho con. Các đức dương đều giỏi chẳng kém gì thái tử, do đó họ không phục nhau. Năm Mậu Thìn 1028, Lý Thái Tổ mất ở Điện Long An. Lê Phụng Hiểu và quần thần đến xin thái tử Phật Mã, dân chiếu lên ngôi. Cũng lúc ấy, Đông Chinh Dương, Dực Thánh Dương và Vũ Đức Dương bàn nhau. Vũ Đức Dương nói, Phật mã hơn vì chúng ta mà đòi làm vua, chỉ bằng ba anh ta hợp nhau lại đem quân vào, bức quần thần phải lập chúng ta làm vua. Đồng Chinh Dương coi ở Thăng Long, tôi coi ở Trường Yên và Ái Châu, Dực Thắng Dương coi Hoang Châu, như vậy quốc gia chẳng mạnh ư, không ai mất phận gian sơn của tiên hoàng cả. Đồng Chinh Dương nghe theo, kéo quân phục ở phía bên trong Long Thành vũ đức dương và dực thánh dương phục ở cửa quảng đức đợi thái tử đến sẽ đánh úp thái tử từ cung long đức sang điện càn nguyên quân ngự lâm từ phía ngoài vào cấp báo đông chinh dương dực thánh dương vũ đức dương kéo quân vào thành ý muốn làm loạn hiện họ đã chia quân mai phục định hãm hại thái tử phật mã biết các em hùa nhau chống lại mình ngay lúc vua cha mất thì hài chưa kịp quàng lòng giận lắm song không nở bộc lộ cho mọi người biết sống mũi cay nồng giọng đau đớn thái tử nói các quan thường thị ai giữ cửa nào trong hoàng thành hãy đóng chặt các cửa nấy chờ lệnh của ta rồi quay lại phật mã hỏi các tướng văn tướng võ bao quanh ta đối với anh em thuần hậu chu đáo chẳng hề phụ bạc nay ba dương bàn nhau làm việc bất nghĩa các ngươi nghĩ thế nào quan thường thị ở nội cung lý nhân nghĩa nói anh em với nhau nếu biết phận mình thì việc bên trong có thể bàn bạc việc bên ngoài có thể cùng nhau chống giặc nay thấy thái tử được truyền ngôi họ lại hò nhau làm điều bất nghĩa phản nghịch vậy họ là anh em hay là giặc thái tử cho bọn thần mở cửa thành ra đánh quyết được thua lý nhân nghĩa nói thêm bên trung hoa xưa chu công đáng bởi hai em làm điều bậy bạ phải giết quản thúc và đầy thái thúc sau này, việc ấy lại diễn ra ở đời đường, Nguyên Cát và Kiến Thành chẳng đã bị đường Thái Tông giết đó sao? Thái tử ứa nước mắt mím môi, giờ lâu mới nói được. Ta thật lấy làm xấu hổ là tiên đế mất, long thể chưa quàng, mà anh em lại lâm le giết nhau. Việc ở bên Trung Hoa không nên diễn lại ở nước này. Ta không muốn để đời sau chê cười, nhà Lý không biết bảo nhau. Lý Nhân Nghĩa nói, điện hạ biết theo chu công và đường thái tông chính là mưu việc xa bỏ việc gần giữ việc lớn của quốc gia đại sự mà quên tình riêng chu công và đường thái tông bất đắc dĩ phải làm đời sau ai dám chê mà chỉ phục sáng suốt thôi lê phụng hiểu nói tiên đế chọn người nối ngôi là chọn người hiền đức để giao phó thiên hạ ba tước dương kia làm loạn chính là trái ý tiên đế giết bỏ cũng là đúng chứ sao thái tử xin hãy quyết đoán thái tử im lặng rồi nói dù sao tránh được nồi da sáo thịt thì vẫn hơn ta há không biết chuyện đường thái tông chu công ư nhưng chuyện tào phi giết tào chương bức tào thục thì sao thôi để tránh cho ba tước dương lâm vào tội ác ta đành rút quân vậy bên ngoài ba tức dương không thấy thái tử đem quân tới nóng ruột liền kéo vào thành thái tử liệu không thể ngăn nổi bảo bọn lý nhân nghĩa và lê phụng hiểu ba em ta buộc phải lăn vào việc bất nghĩa này ư ta chẳng thể nào nhìn mặt họ nữa cha ta chết còn nằm kia ta phải vào làm lễ thành phục cho người việc ở đây tùy các ngươi làm thế nào thì làm nói rồi khóc và quay vào ba quân cảm động ứa nước mắt bọn lý nhân nghĩa lê phụng hiểu đều quỳ lạy và nói được chết vì hoạn nạn của vua là chức phận của chúng thần nay được chỗ đáng chết mà từ chối gì nữa nói rồi chỉnh đốn quân sĩ chia quân từng cánh ra để dẹp kẻ nổi loạn vệ sĩ trong cung cảm động bởi tấm lòng nhân ái của thái tử đều mãnh liệt như hổ báo một địch trăm người đánh nhau đang hăng chưa phân thua được, Lê Phụng Hiểu thét lớn lên một tiếng. Bọn Vũ Đức Dương ngấp nghé ngôi báu, không coi vua nối nghiệp vào đâu. Trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, vì thế, thần là Lê Phụng Hiểu, xin dân gương này. Lê Phụng Hiểu xông thẳng đến bên ngựa của Vũ Đức Dương. Dương quay ngựa đánh, bỗng ngựa quỵ xuống, do bị giáo đâm ở đằng sau. Vũ Đức Dương bị Phụng Hiểu bắt, giết ngay tại chỗ binh sĩ của đinh công dương và dực thánh dương khiếp hải biết không chống cự nổi rút chạy quân cấm vệ thừa thắng Xong tới giết chết hết chỉ còn hai dương chạy thoát hiểu đã dẹp tan được đám ba dương làm loạn kinh thành đưa thái tử phật mã lên ngôi trước linh cửu của thái tổ tức lý thái tông Đồng chinh dương và dực thánh dương bị đuổi đến đường cùng phải cải trang ẩn náu trong dân chúng sau đói khát Biết tội, hai dương mò đến cửa khuyết quỳ lại xin tạ tội. Thái Tông cho truyền vào an ủi, rồi xuống chiếu tha tội, lại ban cho tước dương như cũ, nhưng không trao cho binh quyền. Khai quốc dương là em út ở Trường Yên, cậy địa thế hiểm trở, dịnh cớ Thái Tông uy hiếp anh em, liền làm phản, định lập dương triều riêng, lại thả cho quân cướp bóc dân chúng vua cho lập miếu thờ thần đồng cổ đem trống đồng đến luyện tập binh sĩ cho đắp đàn cắm cờ xí dàn đội ngũ đặt giáo gươm trước bài vị của thần cho nhất loạt đánh trống đồng tiếng gian truyền khắp kinh thành đông chinh dương dực thắng dương quỳ ở bên dưới vua cũng quỳ trước hai em và quần thần rồi tuyên đọc trước thần dị miếu đồng cổ làm con bất hiếu làm tôi bất trung xin thần minh giết chết rồi từ cắt máu vào chóe rượu các quần thần các viên thần hoàng thích đều tiến lên cắt máu vào bát cùng uống rượu máu ăn thề ngay hôm đó lý thái tông thân chinh đến trường yên đem theo lê phụng hiểu nội thường thị lý nhân nghĩa được giao cho giữ kinh thành thăng long đại quân vốn đã quen thung thổ đất trường yên đánh khai quốc dương phải chạy vào núi và vua cho quân dây hãm khai quốc dương ra hàng vua lại cho giáng cáo thị ai cướp bóc của dân thì chém quân sĩ nghiêm minh không tơ hào mảy may của cải của dân chúng dân trường yên phục lắm lý thái tông đem khai quốc dương và lưu thuộc về thăng long khai quốc dương biết tội xin tha chết ngài tha tội lại trao cho tước dương như cũ nhà vua ở ngôi chọn người hiền tài trao việc nước, định quan chế, đặt chức phẩm cho các tăng đạo. Riêng ở Kinh Thành, vua Lý Thái Tông chia quân, làm mười vệ đặt tên các đạo quân trong thành là Tả Quảng Thánh, Hữu Quảng Thánh, kế đến là Tả Hữu các đội Quảng Vũ, Ngự Long, Bổng Nhật, Trừng Hải, và cho lựa chọn người giỏi, tướng giỏi đến luyện quân, bảo vệ Kinh Thành vua lý thái tông cho sửa sang cung điện đặt triều nghi bởi ngài thấy dáng rồng hiện ở điện càng nguyên nên sai phá điện ấy mở rộng quy mô nhắm lại phương hướng dựng điện mới đặt tên là điện thiên an bên tả điện thiên an là điện tuyên đức bên hữu là điện diên phúc vua lại cho đặt thêm điện văn minh và quảng võ để lo việc nước với văn thần võ tướng trước long trì phía cửa cung ngài cho đặt một lầu chuông tỉnh oan một chiếc chuông đồng treo đấy ai có điều gì oan ức được phép đánh rồi dâng đơn lên triều đình xem xét xung quanh nơi vua ngự có hành lang giải vũ để các quan hội họp và có bãi rộng để quan túc vệ lo canh gác lý thái tông lại cho dựng điện phụng thiên ở phía trước trên điện dựng lầu chính dương đặt đồng hồ để định thời khắc phía sau cung vua cho dựng điện trường xuân có vườn ngự uyển có gác nghinh phong nơi đọc sách nơi thẩm âm nghe đàn nhà vua chuyên cần lo việc nước lo chứng hưng văn hóa vũ bị những ngày đầu năm rét như cắt vua thân đến ruộng cày tịch điền bởi thế dân chúng rất yêu quý thái tông lo quốc thái dân an năm ấy được mùa lớn vua đang dự yến tiệc chợt nghe có tiếng chuông tỉnh oan liền cho thị vệ ra xem sao một lát sau thị vệ dẫn một người nông dân cầm thêm một bông lúa anh ta quỳ lạy như tế sao trước nhà vua vua hỏi nhà ngươi có oan ức gì mà đánh chuông kêu oan dạ con không biết là chuông kêu oan chỉ tưởng là chuông gọi vua thôi ạ à. vua và quần thần vui vẻ đều cười thái tông lại nói ngươi gọi vua là gì Dạ, mấy năm nay thiên hạ được mùa to, nhà con cũng được cót thóc đầy. Nhưng đặc biệt, cây lúa này được những chín bông, hàng trăm hạt thóc, nên con liền đánh chuông dân vua xem. Vua truyền cho đem cây lúa lên, đưa cho quần thần xem, vua thưởng cho anh nông dân và truyền được ngồi cùng bá quan ăn yến. Lý Nhật Quang Lý Nhật Quang tên thật là Lý Hoảng là con thứ 8 của vua Lý Thái Tông năm càng phù hữu đạo thứ nhất 1039 Lý Hoảng đảm nhiệm việc thu thuế ở châu Nghệ An năm 1044 Lý Thái Tông phong cho Lý Nhật Quang làm tri châu Nghệ An tức hiệu là uy minh hầu sau khi đánh dẹp loạn chim thành Lý Thái Tông thăng cho Lý Nhật Quang làm uy minh dương ở Nghệ An khi đó nhiều tộc người không nghe theo triều đình hay xảy ra xung đột được vua lý thái tông ủy thác uy minh dương dẫn quân đi tuần tra biên giới và đã thu phục được những tộc người này trong thời gian làm tri châu nghệ an uy minh dương còn tích cực cho khai khẩn đất hoang mở mang giáo dục xây dựng nghệ an trở thành miền đất trù phú riêng ở diễn châu ông đã cho chiêu dân lập các dùng đất mới là hữu bằng lý nhân mỹ lộc yên lý mỹ quan và hoàng trường khi vua lý thánh tông lên ngôi lý nhật quang bị triều đình nghi kỵ ông bèn từ quan cùng gia đình về sống tại xã bạch đường huyện nam đường nghệ an và mất ở đó uy minh dương lý nhật quang được nhân dân nghệ an tôn thờ nhiều nơi ở đây có tới hơn 30 đền thờ lý nhật quang nhưng ngôi đền chính lại nằm ở xã quả sơn huyện đô lương gọi là đền quả sơn Bác Lan Hoàng tử Hoàng tử thứ tám được vua rất yêu. Thái Tông Đông Con khi sinh Lý Hoảng tuổi đã cao lại càng quý lắm. Khi đến thăm cung chính linh thường nói với bà Hoàng Họ Lê, mẹ của Hoảng rằng Sinh sau để muộn là thiệt. Các trang ấp ở gần ta phong cho các hoàng tử anh cả rồi. Cậu tám này rồi phải đi xa thôi. Năm 15 tuổi, bác Lan Hoàng tử tức chàng hoàng tử thứ tám đã giỏi bắn cung cưỡi ngựa lại được người tài giỏi kèm cặp nên văn võ giỏ đều giỏi tuy vậy chàng không trổ tài một ngày tết nguyên đáng lý thái tông cho gọi các hoàng tử lại ban yến liền hỏi các con một câu rằng trong sách luận ngữ chương bác vật có viết rằng tử cống dục khử bốc sóc chi khái dương tử viết tứ giả nhĩ ái kỳ dương ngã ái kỳ lễ câu này phải giảng như thế nào các hoàng tử chưa ai trả lời được thì bác lang hoàng tử liền kéo anh cả khai hoàng dương ghé tai nói gì không rõ thấy khai hoàng dương à lên một tiếng rồi quỳ xuống tâu rằng tâu phụ dương đó là chuyện thầy tử cống học trò của đức khổng tử làm quan đại phu ở nước lỗ nhân ngày lễ sóc thường hay giết dê dân tế ông ta thương con dê muốn bỏ tục ấy đi nhưng đức khổng tử cho như thế là vô lễ mà khiển trách lý thái tông gật đầu khen khai hoàng dương nhưng gọi bác lan hoàng tử lại mà bảo rằng con rỉ tai cho anh cả con phải không sao con biết mà con không nói chàng tám thưa thưa Phụ dương anh con thay mặt chúng con để nói điều này thì phải hơn ạ à. vừa kéo tay chàng tám mà khen Đáng lý còn bị phạt, nhưng vì hiếu thuận ta thưởng cho cả hai, mỗi người một chén ngự tử và một chiếc áo lụa nghi tàm. Hai hoàng tử lại tạ, chờ chàng tám uống xong, Thái Tông lại hỏi, con thử dịch câu ấy cho ta xem nào. Tâu, câu đó nên dịch là, thầy tử cống muốn bỏ việc dân dê sống trong lễ sóc. Đức Thánh nói rằng, này tứ, ngươi thương con dê, nhưng ta thì chuộng lễ câu ấy nghĩa thế nào tâu thương con dê là nhân nhưng lễ tế trời đất còn lớn hơn nhân ở đây vì lễ mà đành phải giết dê dân tế cho đúng với lòng thành với trời đất vua nói với các hoàng tử em tám bé nhất biết thân biết phận học kỹ nghĩ sâu các con nên học như em để sau này đem tài ra giúp nước Đến tuổi nhận chức phong, vừa gọi bác Lan Hoàng tử đến hỏi. Con phải đi xa, ta rất nhớ con, nhưng không làm sao được. Lý Hoảng nói, đất nước một giải đều gấm dốc, đều phải giữ gìn, xin phụ dương chớ quá bận tâm. Thái Tông lại hỏi, đi xa, không gần triều đình, con định xử thế như thế nào? Bác Lan Hoàng tử nói, tâu. Trình hiệu đời Tống có bốn câu thơ có thể làm châm ngôn cho đời, đó là Đạo thông thiên địa, bao mầu nhiệm, chí giúp trời mây, mãi biến thông, chẳng hợm giàu sang nghèo, chẳng nhục, làm trai như thế thật hào hùng. Thái Tông nghe con nói yên tâm lắm, phong cho Lý Hoảng làm uy minh hầu ra trấn châu Nghệ An. Uy Minh Hầu đến Nghệ An trước hết lo luyện quân ngày đêm cho thuần thục rồi thiết lập các doanh trại gần xa tương ứng lẫn nhau ở vùng đất giữ quan phủ đạo hay tráo trở ông đều đem theo dũng tướng đến tận nơi vừa để hỏi thăm vừa xem bụng dạ ra sao để biết mà liệu định chỉ trong vòng một năm suốt nghệ an chỗ nào cũng có hội hè ca vui trong ngày lễ tết dân chúng cần mẫn bọn trộm cướp đầu trâu mặt ngựa đều bị trừng trị hoặc thu phục Lúa ngô khoai sắn trước đây năm nào cũng thiếu thì bây giờ nhà giàu đã có cót đơn, có kép, nhà nghèo say sở ăn độn khoai độn sắn, cũng không thiếu bữa. Uy Minh Hầu dù trẻ xong luôn luôn đắm mình vào công việc, thỉnh thoảng chàng mới đi săn voi một chuyến, cũng là để lấy voi dân cho triều đình hoặc dùng vào việc quân. Năm ấy vua Chim Thành là xã đậu bỏ lễ cống hàng năm có ý tráo trở vua lý thái tông cất quân đánh dẹp ngay khi trời còn đang mưa to lũ lớn trung sứ đến phủ gặp uy minh hầu mà nói triều đình coi châu nghệ an là đất quan yếu có ý muốn lập hành dinh lớn ở đây trong khoảng một tháng nữa hoàng đế cất quân đại quan nhân có thu xếp xong không lý hoãn nghĩ và tính toán một lúc rồi nói ý của phụ dương ta thế nào triều đình muốn đặt một hành dinh của hoàng đế tại bà hòa nơi đây phải có cung điện để vua họp bàn với các đại thần và nghĩ lại trên đường hành quân hành dinh trung quân sẽ đóng còn tiền quân và hậu quân cũng phải có chỗ để quân thủy quân bộ đủ trú lại nếu cần có thể tập trận về các kho lương thảo khí giới thì sao uy minh hầu quả là người biết việc hoàng thượng muốn nơi đây không chỉ là nơi trú quân trên đường đánh chiếm chiêm thành mà còn là một hành dinh, tiếng có thể đánh phạt xa, lui có thể giữ đất vững vàng. Thời bình là nơi giao lưu, ở các vùng xa với vùng chân sóng. Thời chiến là một thành lũy lớn có thể chống trả với ngoại xâm. Uy Minh Hầu bảo Trung Sứ, ta nhận được lệnh tâm phúc của Phụ Dương sẽ thi hành ngay, nhưng theo ta trước mắt hãy lo đáp ứng được việc chinh phạt, chim thành của Hoàng Thượng đã. Uy Minh Hầu liền quy động sức lính sức dân đến mở luồng, dọn bãi, lập kho tàng, xây hành cung. Khi vua đem quân đến thì một góc mái nơi chính điện còn chưa lập xong. Lý Thái Tông ban lời khen nhưng chỉ vào chỗ mái còn trống bảo Còn liệu để ta nghỉ trong điện mà nhìn thấy cả trời kia ư? Y Minh Hầu, Lý Hoảng dội quỳ tâu. Con thật đắc tội, song tự nghĩ, việc đồn trú của hàng dạng quân lính cần phải nghiêm cẩn nên dốc sức lo trước. Không ngờ đại quân thần tốc lại đến sớm vài ngày. Nên hành dinh lập không kịp, còn gắng làm đến tối sẽ xong thôi ạ. À. Lý Thái Tông an ủi, vua ngữ giá thân chinh có khi còn dựng lều giữa bãi kia mà. Cung điện đàng hoàng thế này là tốt lắm rồi. Ta nhìn con, thấy tóc rậm lên, mắt sâu xuống. Người gầy rọc đi, ta biết con năng nổ thế nào rồi rồi vua đi thăm hành dinh một lượt rất ưng ý nhưng không khen một lời nào sợ chàng tám được khen dễ sinh kiêu căng tự mãn vua cất quân đánh chiêm thành thắng lớn bắt xả đổ đem quân về nước khi luận công uy minh hầu được tính vào hàng đầu và được phong tước dương chính lệnh của uy minh hầu càng nghiêm nghệ an lúc ấy là một châu lớn dương cho lập sổ đinh sổ điền lại rất rành mạch lại cho khơi sông đắp đê làm muối mở ngư trường úy lạo các tộc ít người ở mạng ngược trong vòng 10 năm nghệ an đã là một vùng đất mạnh tin cậy của triều đình cương giới rõ ràng trấn ninh quy phục lý thái tông băng hà thánh tông lên thay đám quan phụ đạo là ông yết lý bỉ ngông cuồng nổi loạn nghĩ rằng là đất trong châu mình uy minh dương đem quân dẹp yên và đang làm bản tấu lên hoàng đế thì trung sứ mang chiếu chỉ đến chiếu thư có đoạn uy minh dương đánh giặc tự quyền không đợi thánh chỉ hay là cậy công lớn mà không nghĩ đến triều đình hay là cậy thân thích với thánh hoàng mà nhờn rẽ dương hãy sửa mình và suy ngẫm kỹ hoàng đế giáng tội dương dương không phàn nàn gì hỏi ra mới biết ở trong triều có kẻ dèm pha sợ dương uy thế lớn chuyên quyền nên mượn uy thánh tông có lời răng trước dương tiếp đãi trung sứ rồi nhờ ông ta đem bản tấu về triều thánh tông mở xem mới biết là dương xin từ chức thánh tông thở dài nhưng không giữ lại thấy uy minh dương bỏ nhiệm sở trở về đất phong của mình dân chúng đổ ra đường tranh nhau níu xe giữ ngựa khóc lóc xin dương ở lại dương an ủi mãi mới dứt ra đi khỏi được y minh dương lý hoảng từ khi tự chức lòng lại thanh thản tự nhiên vui với hoa cỏ ông chăm lan uống trà gọi bạn rượu đến có lúc ông ra ngoài trang ấp đi săn năm bảy ngày mới về khi về được con nai to giữ lại được một đùi còn đem chia đều cho các quân hầu đầy tớ ai cũng được hưởng có đêm ngồi đến khuya ở vườn hoa một mình nhận lấy hương của hồng, của lan, của huệ, của nhài, của mộc, của sen, đứng trên lầu nghinh phong mà đón gió nhìn trăng. Có hôm một mình ra bờ sông, với mấy chiếc cần câu ngồi đến tối mới về, sách theo một giỏ đầy cá, dương tính nết, đôn hậu, hòa đồng, ai cũng quý. Dương cho mình như thế là hơn người. Một buổi sáng, Uy Minh Dương đang ngồi chơi chợt thấy từ bên ngoài một con quả từ đâu trên trời bay thẳng vào nhà. Đến tận trướng phủ, chim yến trong lòng chim sẻ ở dưới mái đều sớn xác bay lẫn vào hốc mái hoặc nhảy loạn trên đỉnh nóc lồng son. Người nhà cho là điềm không hay, hè nhau bắt nó, nhưng con quả đen vừa đến, bay đúng ba vòng quanh trướng. Khi nhận ra Uy Minh Dương, liền bay tới chỗ dương ngồi, bay ngang dai, kêu lên mấy tiếng rộn ràng, rồi xà vào lòng dương. Dương xòe tay ra đón nó thì bỗng con quả đen biến mất. Trên tay dương chỉ còn tờ giấy trắng. đem ra ánh sáng soi thì không thấy gì, chỉ có những vết vẽ rồng mây mờ in trên giấy. Hình như dương nghiệm ra điều gì trong bụng cho là điềm lành, lòng rất vui. Nhân tuần trăng dương liền cho người mở tiệc mời bạn bè đến. Đêm ấy rượu ngon tràn bát, đàn hát gian xa, trăng sáng sao thưa. Tiệc sang, người quý mến nhau, thân thiết như anh em, say mềm bá cổ nhau, cùng hát với nhạc công ca nữ. Thì cứ mở, ai thích cứ uống say thì về. Dương tụ án thiêu thiêu, chợt thấy bên ngoài gió thốc, cửa son đẩy ra. Một chân nhân, râu dài, cân đai, hia đen rất nghiêm trang, tay cầm thanh đao uyển nguyệt đến trước mặt cúi chào dương hỏi ngươi là ai người kia đáp tôi là vũ khúc tinh quân dân lệnh ngọc hoàng mời dương đến nhiệm sở của tử hư đế quân để dân mệnh thảo một chương ngọc điệp dương nói ta là người trần mắt thịt sao làm nổi việc trời vũ khúc tinh quân thưa hết được đạo người tức là hiểu được đạo trời Ngọc Hoàng đã có lệnh mời ác hẳn nhận ra người hiền đức. Dương dội xua tay, gạt thanh long đao, khiêm nhường từ chối, thì chợt có cơn gió lạnh ảo tới. Dương tỉnh giấc mới biết mình nằm mơ. Đêm ấy, Dương mất trên giường mà còn tươi nguyên những niềm vui trong bàn tiệc. Dân bản châu lập đền thờ, đợi nguyên phong, vua Trần Thái Tông đánh chim, có đến dân lễ vật, mong được phò trợ. Quả nhiên, khi cất quân sóng xuôi gió thuận đánh mấy trận là toàn thắng chức phán quan trong đền cung kính chắp tay hỏi nhà lý chẳng mất về tay nhà trần ư sao ngài vẫn giúp kẻ đã giành mất ngai vàng của dòng họ mình thần cười trả lời gian sang là của mọi nhà một dòng họ không thể duy trì mãi mãi nhà trần đã được dân tin theo đem quân chinh phạt kẻ quấy rối bờ cõi để giữ yên cho đất nước đến dân lễ với tấm lòng thành giả lại việc này hợp với đạo trời thầy trò chưa dứt câu chuyện thì quân nhà trần đã chiến thắng trở về vua thái tông đã đích thân đến tạ ơn khi về triều dương được vua trần phong sắc là uy minh dũng liệt đại vương thượng đẳng thần khói hương đời đời nghi ngút lê phụng hiểu Lê Phụng Hiểu quê ở xã Dương Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Dưới thời vua Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu được vua tin dùng, phong làm vũ vệ tướng quân cho theo sát bên mình. Năm Mậu Thìn 1028, Lý Thái Tổ băng hà, để lại di chiếu cho thái tử Lý Phật Mã lên ngôi, nhưng ba người em trai của Phật Mã là Đông Chinh Vương, Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương đem quân vây hoàn thành toàn cướp ngôi Lê Phụng Hiểu đã đem quân ra dẹp loạn Ba Vương Nhờ đó ông được vua Lý Thái Tông tức Lý Phật Mã Phong là đô thống thượng tướng quân, tước hầu Năm 1044, ông theo vua Lý Thái Tông đánh thắng giặc Chiêm Thành Lập nhiều công lớn, Lý Thái Tông ban thưởng nhưng tương truyền ông chỉ xin đứng trên núi cao ném đao đến đâu thì hưởng thực ấp đến đó ruộng đó gọi là ruộng thác đao rộng hơn ngàn mẫu khi ông mất dân dựng đền thờ ở nhiều nơi trong số đó đền thờ ông ở xã dương sơn huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa quê gốc của ông và đình làng phú xá đoài xã phú minh huyện sóc sơn thành phố hà nội nơi thờ ông là thành hoàng làng là được nhiều người biết đến nhất. Vũ vệ tướng quân Ở làng Băng Sơn Lộ Thanh Hoa có một chàng trai tuấn tú mặt vuông, lông mày xếp ngược, râu bao quanh hàm, tướng mạo đẹp và oai, chỉ tội nghèo, đó là Lê Phụng Hiểu. Đất đai nơi Phụng Hiểu ở khá màu mỡ, sông mã chảy qua, dẫn thẳng ra biển, cày cấy rất thuận lợi, do đó các làng thường xảy ra tranh giành đất đai lẫn nhau phụng hiểu thường phải đi làm thuê hiểu vạm vỡ khỏe ăn không biết no chủ cho ăn càng nhiều cày bừa vỡ ruộng càng khỏe do đó những nhà giàu trong vùng đều xô nhau tranh thuê tranh mướn phụng hiểu một buổi hiểu đang cày cho chủ đất ở lương giang có đám người thôn bên hò nhau ra vây kính đầu bờ xông vào định đánh cho là chủ ruộng cày lấn vào đất của họ. Phụng Hiểu không nói năng gì, vẫn cho trâu cày. Đám người tranh đất ào xuống ruộng dằn tay Hiểu ra khỏi cày, dắt trâu định bắt về làm thịt. Phụng Hiểu chịu không nổi, cáo tiếc, gạt đám người hung hãn ra. Không ai ngăn nổi chàng, gã trai làng to khỏe nhất, chỉ có một cái đẩy của Hiểu đã ngã bổ xuống ruộng. Bọn người cậy đông vẫn xô đến, Lê Phụng hiểu Đến bên bờ lũy Cúi xuống Dùng hai tay lay thật mạnh Rồi nhổ bật cả một cây tre hóp Loại tre rất rắn dao chém khó đứt Phan mạnh vào đám người đang uy hiếp mình Những người tranh đất sợ hãi Khi thấy kẻ hung hăng đi đầu Bị tre quật lăn lộn trên đất Họ kêu thét lên Mạnh ai nấy chạy không dám gây gỗ nữa Phụng hiểu điềm nhiên dắt trâu Bắt cày vào làm tiếp chỗ ruộng hôm ấy thưởng hiểu hai thúng thóc. Các làng cũng bị tranh chiếm đất mà không làm gì nổi, nghe tin đồn, liền cử các hào lý và những bậc cao niên đến tận nhà Lê Phụng Hiểu, nhờ ra tay trị kẻ, cậy mạnh, lớn yếu. Không có đất, Phụng Hiểu phải dựng túc lều nhỏ ở một doi đất hoang ngay bìa làng để lấy chỗ ở. Người làng đem tặng Hiểu một bộ quần áo và mời Hiểu về đình làng, bàn việc đối phó. Một bô lão nói, làng tôi biết chán sĩ có sức khỏe một địch trăm người lòng dạ lại ngay thẳng có lẽ trời đã sai người xuống giúp những kẻ bị chèn ép chống lại lũ người ngang ngược tham lam phụng hiểu nói dân làng đã hạ cố đến gian lều tồi tàn này có việc gì xin cứ nói nếu giúp được hiểu tôi xin hết lòng cụ già nói làng cổ bi bỏ làng từ đồng bằng đến đây khai hoang lập ấp nhà thưa vốn ít vỡ được đám ruộng nào lại bị dân làng đàm xá cậy đông có tay trong làm nha lại trên phủ cho trâu bò ùa xuống tranh lấn đất chúng tôi vỡ được chúng cho trâu bò cày bừa rồi cấy luôn mạ xuống coi như của chúng oan ức lắm chỉ còn cách nhờ tay tráng sĩ thôi phụng hiểu nói giữa đường thấy chuyện bất bình mà tha nếu đúng như thế thì không thể để yên cho kẻ lộng hành được dân làng đã cậy nhờ hãy dẫn hiểu ra đó xem bọn trai tráng chủ đất đàm xá có dám ngông nghênh cướp đoạt nữa không một vị hào chủ hỏi tráng sĩ có cần chúng tôi gọi trai tráng theo để trợ thủ không phụng hiểu bảo sức tôi có thể địch được cả làng đàm xá các vị không lo hiểu đã có những người bạn chí cốt theo rồi có điều phải lo cho họ ăn uống đàng hoàng thôi. Nói đoạn, cười tủm tỉm và làng hỏi, bộ hạ của tráng sĩ độ bao nhiêu người? Khoảng ba chục, mà họ ăn khỏe, uống khỏe lắm đấy. Dân làng cổ bi hẹn ngày, ba ngày sau, Lê Phụng Hiểu đến, bộ lão và hào chủ ra đón rất ân cần. Hiểu nhìn vào đã thấy chính mâm cổ thịnh soạn cơm canh chua tất, rượu thịt đầy đủ còn có cả giò nem quay chạo nữa ngoài đám rượu đóng chai còn thêm ba vò lớn thấy lê phụng hiểu đến có một mình hào chủ hỏi tùy tùng của tráng sĩ đâu phụng hiểu cười bảo tôi nói vậy thôi cần gì tùy tùng bộ hạ không gọi đủ chín mâm tôi ăn không đủ sẽ giảm sức lâm cuộc nói rồi ngồi vào mâm đầu rót rượu ăn uống ngon lành ăn đến đâu hết đến đấy từ mâm đầu đến mâm thứ chín ba vò rượu đã cạn nồi ba mươi cơm để lừng lững giữa sân chỉ còn mấy mảng cháy đen không ăn nổi ăn xong uống hết một tích nước vối ngồi nghỉ một lúc hiểu vương vai vặn mình cùng dân làng cổ bi kéo đến chỗ người làng đàm xá đang cày bừa tranh đất phụng hiểu thấy có đến hàng chục con trâu bò đang vỡ đất dân đàm xá mang theo cả đám tuần phiên có vũ khí đứng ngồi chợt trên đường phòng người cổ bi đến đòi đất thấy hiểu sừng sừng đến đám tuần phiên cao lớn lực lưỡng chỉa giáo vung tay thước ngăn lại dọa đánh hiểu phanh ngực áo đứng thẳng nắm chặt hai tay giơ lên trước mặt bảo đứa nào có giỏi hãy xông vào đây bọn chúng tiến lên phụng hiểu xông đến bên đường dùng tay nhổ bật tận rễ cây dương liễu thân to bằng bắp đùi, cứ thế phan vào đám tuần phiên đàm xá. Những tên sông lên trước, chỉ kịp kêu rống lên rồi nhảy đại xuống ruộng, ù té chạy. Lê Phụng Hiểu vung cây dọa đuổi một chập, không một kẻ nào dám lại gần, chúng bỏ cả trâu bò cày bừa, cốt thoát thân. nhưng làng cổ bi reo họ ầm ĩ người cắm mốc, người chôn bản đề, kẻ tranh đất làng cổ bi, hãy thử sức cùng lê phụng hiểu dân cổ bi đem kiệu rước phụng hiểu về làng và làng nói làng tôi nhờ tráng sĩ mới khỏi bị chèn ép xin được sống tết chết dỗ họ dành một khoảng đất dựng nhà mời phụng hiểu đến ở phụng hiểu tạ từ rồi nói tôi giúp đỡ dân làng là làm vì việc nghĩa đâu nghĩ đến ơn huệ dân làng yêu quý hiểu thế này còn hơn cả mọi thứ xin nhường cho người khác. Rồi trở về Túp Lều Cũ ở làng Băng Sơn. Tiếng Lê Phụng Hiểu có sức khỏe đến tài Quan Đốc Trấn, ông cho Triệu hiểu lên xung vào đội quân giữ trấn cho học võ nghệ. Mùa xuân năm Bính Thìn 1016, vua coi tập trận và luyện võ, sau đó vua xuống chiếu tuyển lính túc vệ. Lê Phụng Hiểu nghe tin, xin được dự tuyển. Quan Đốc Trấn chuẩn y cho đi đầu tiên là thử sức khỏe người dự tuyển phải nhấc lên vai chiếc cối đá hỏng thủng lỗ nặng gần một tạ chạy một trăm bước mới được hạ xuống đến lượt mình phụng hiểu nói với viên giám khảo xin ngài cho sách thêm một cối đá nữa ngài tuyển quân rất ngạc nhiên nhưng cũng làm theo xem thử sức chàng trai này đến đâu phụng hiểu cúi xuống mỗi tay luồn vào chỗ thủng của cối đá nâng lên rồi băng đến chỗ vạch vôi mới chịu bỏ xuống quân lính đứng xem họ reo tháng phục. Tiếp đến thì bắn nỏ, mọi người đưa nỏ lên vai rồi ngắm vào hồng tâm. Chỉ cần trúng hai mũi tên là đã đạt điểm. Đến lượt, Phụng Hiểu bắn ba phát, đều tâm tắp bay thẳng vào hồng tâm. Chiếc nọ cắm đuôi chiếc kia. Đến lượt thì bắn huyền kiểm, nghĩa là dơ nỏ ngang má mà bắn, không được tì. Lối bắn này chỉ bắn trúng một lần là được riêng phụng hiểu bắn trúng cả ba ngay lúc đó một đàn chim trời bay ngang giảng võ đường phụng hiểu rút tên sau lưng ngắm con đầu đàn chỉ nghe mũi tên kêu đánh tách chìm đã rụng xuống hiểu chạy đến đưa hai tay dâng lên quan chủ khảo bữa ấy thái tổ lý công uẩn cũng xuống coi tuyển quân phụng hiểu lọt vào mắt vua Mấy tháng sau Hiểu đã được sung chức đội trưởng quân túc vệ, lại được giữ lớp luyện võ và học binh thư do Đại Liêu Bang, tức nơi lo việc lễ nghi và giáo dục, triệu tập. Khi Thái tử Phật Mã được lập phủ riêng, vua cho Phụng Hiểu sang phò tá. Khai Thiên Vương Lý Phật Mã kẻ quân đi đánh Chiêm Thành, tướng giặc là Bồ Linh đóng quân án ngữ ở núi Lệ Đệ, Châu Bố Chính. Lúc này đang thắng chạp, thuyền nương gió bất mà đi trời mưa từ biển châu trở vào mưa càng to quần thủy theo cửa biển sông Đại Linh tức sông Danh vào đến Cao Lao đóng thủy trại đợi quân bộ và quân kỵ từ Diễn Châu qua mạng Kỳ Hoa kéo vào Lê Phùng hiểu bàn với Khai Thiên Vương Lý Phật Mã theo tin của những đội quân thám thính được cử đi trước thì quân của Bộ Linh án ngự ở lệ đệ đều dàn ở đầu núi mạn bắc, nơi này rừng còn nhiều gỗ quý cư dân đông, phía nguồn cơ sa và nguồn kim linh, thôn trang liền kề, ruộng đất ven rừng tốt và rộng, trâu bò, dê ngựa, voi đều nhiều. ruộng ở bắc bố chính cũng rất tốt bằng ba bằng bốn nơi khác. theo mặt tướng, ta dùng nghi binh bố trí trận mạc ở nam bố chính, rồi cho quân kỵ quân bộ, người ngậm tâm, ngựa bỏ nhạc đánh vào các điểm trấn giữ ở Bắc Bố Chính, dồn quân bộ linh xuống thung lũng mà đánh. Khai Thiên Vương, theo kế ấy, Thái tử để Lương Nhậm Văn và quân Thủy Bộ đóng chặn giặc ở Nam Bố Chính, gần dãy núi giáp biển của núi Lệ Đệ. Phó tướng Lý Nhân Nghĩa chỉ huy cánh quân này Chỉ huy một cánh quân đi về phía hữu Lên núi Hỏa Hiệu Khai Thiên Vương đánh tan một trại giặc rồi đuổi chúng xuống đến tận đèo Bùn Lê Phụng Hiểu dẫn quân đánh giặc từ Lũ Đăng, Phan Long đến Thổ Ngoã. Quân Bồ Linh chỗ nào cũng vấp phải quân Nam, liền bảo nhau cụm lại ở thôn Câu Lâu, thôn Cầu Đông và thôn Bà Nà. Khai Tiên Vương đã ngầm hẹn các tướng tiến đến đâu thì đốt lửa báo hiệu. Cuối cùng, Vương hội quân ở Kim Linh, nghĩ kế phá tan thế giặc biết tướng giặc bộ linh đang đóng quân ở núi Long Tị, Khai Thiên Vương và Lê Phụng Hiểu chia nhau vây chặt phía nam núi. Lý Nhân Nghĩa cũng thúc trống trận, dẫn quân theo đường bộ, từ bến sông Đại Linh, vượt đường núi phía nam ép vào. Cuối đông, núi Long Tị đầy sương, quân nam tiến gần vào trại mà bộ linh vẫn không hay biết. Khi pháo hiệu nổ rang thì giặc đã trở tay không kịp. Đám quân lính tiền tiêu, đều bị quân Lê Phụng Hiểu tiêu diệt. Bộ linh vừa kịp nhảy lên ngựa thì đã bị mũi lao vút tới, đâm trúng tim. Quân Nam Hò reo vang trời dậy đất. Đuổi đánh thẳng chẳng khác nào. Hổ báo đuổi đánh đám hưu nai. Xác quân chim phơi đầy khắp núi Long Tị. Hai thiên vương Lê Phụng Hiểu kéo quân đánh thẳng vào dinh lũy giặc. Suốt 10 ngày tiếp theo truy quét đám tàn quân. Vương vỗ về dân chúng các đặc quan chức sắp xếp đồng trại làm thế ỷ dốc giữa Nam và Bắc Châu bố chính rồi giải tù về Thăng Long báo tiệp. Trận này sẽ công ban thưởng Lê Phụng Hiểu được xếp công đầu. Lý Thái Tổ ngã bệnh Vua cho gọi Lương Nhậm Văn Lý Nhân Nghĩa Lê Phụng Hiểu đến bên giường nói Trẫm thấy trong mình suy yếu nhiều không biết có qua được trận ốm này không? trẫm được quần thần phò tá dựng nên nhà lý công việc an dân trị quốc đang tiến triển thì ta lại khó cưỡng được mệnh trời thái tử phật mã tất phải thay ta mở mang cơ nghiệp nhà lý các ông là đại thần theo ta hết lòng ta rất tin cậy con ta lòng dân có thừa nhưng không quyết đoán trẫm nhờ các ông giúp đỡ nhậm văn lo việc văn phụng hiểu lo luyện võ lý nhân nghĩa quán xuyến việc nội điện họ lý này được hưởng lộc trời thì các ông cũng được hưởng phúc lâu dài ba người ứa nước mắt cùng lại vua rồi nói được bệ hạ tri ngộ chúng thần dẫu nhảy vào lửa cũng chẳng ngại ngần vua nghe được yên lòng nhắm mắt lại nói khẽ trẫm ra thăng long gặp rồng giờ lại nằm mơ thấy rồng chắc là trời đã cho rồng đón trẫm lên trời rồi Sớm ấy nhà vua Băng Hà ở Điện Long An, thành Thăng Long có nhật thực, trời sẫm tối một lúc lại sáng ra, lúc ấy có quan hoàng môn vào cấp báo. Nghe tin hoàng thượng mất, các hoàng tử đã đem quân tới hoàng thành, e có biến. Phùng Hiểu vội bẩm với thái tử, xin thái tử theo chúng thần đến Điện Càng Nguyên lên ngôi chính thống và dẹp kẻ bất hiếu bất trung. Phật Mã còn chần chừ thì lại có tin, Đông Chinh Vương, Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương đã đem quân áp hoàn thành. Cả kinh đô đang chấn động, quả là các hoàng tử đều muốn tranh ngôi, song họ biết một mình không thể chống lại triều đình nên cùng hợp sức. Vũ Đức Vương hàng hái nói, Giang Sơn này là do tiên đế vất vả mới có, mà Phụ Hoàng đã luyện anh em ta. Ai cũng phải qua trận mặt cùng người, kể cả khai quốc vương không có mặt ở đây ai cũng nếm mùi trận mạc cả. nhật thánh vương dẹp giặc lớn ở bình lâm, đông chinh vương, khai quốc vương và ta hết đánh giặc xa lại dẹp giặc gần. ai giỏi thì tôn làm vua. phật mã dẫu có công bình chim nhưng đó là phải nhờ các đại thần, đại tướng, quân hùng, lương đủ mới thắng đấy chứ. nhật thánh vương nói. nhân vua cha vừa mất, phật mã còn bận bên lưng cũ, đây là lúc thuận tiện nhất để bọn Lương Nhậm Văn, Lý Nhân Nghĩa sửa di chiếu. Nếu không chấp thời cơ, e Phật Mã và Phụng Hiểu sẽ có cách đối phó. Nói rồi chia quân chặn các cửa thành, Đông Chinh Vương đem quân trực sẵn trước cửa đoan môn. Vũ Đức Vương trấn ở cửa Quảng Phúc cùng Dực Thánh Vương. Lê Phụng Hiểu vẫn nắm được quân túc vệ. Ông hộ vệ Thái tử Phật Mã vào Điện Càng Nguyên rồi cho đội nội thị đóng tất cả các cửa cung lại bên ngoài quân dực thánh vương vũ đức vương đang phá cửa và họ reo uy hiếp phật mã vốn là người nhân nghĩa luôn nhường nhịn các em thấy cảnh này rất đau đớn ôm lấy ngực nói vua cha vừa nằm xuống mà các em ta đã nghĩ đến chuyện tranh đoạt các ngươi xem nên xử sự, sự thế nào quan nội thị lý nhân nghĩa nói chúng thần đã nhận di chiếu của tiên đế tôn phù thái tử lên ngôi các hoàng tử làm điều bất nghĩa vậy họ là con là em hay là giặc xin để bọn thần ra đánh quyết được thua lau nước mắt rồi hồi lâu phật mã mới nói ta thật lấy làm xấu hổ di hài tiên đế chưa nhập quan mà anh em đã lâm le giết lẫn nhau há à, chẳng để thiên hạ bàn tán hay sao lê phùng hiểu cũng khẩn thiết nói tiên đế chọn thái tử truyền ngôi là đúng đạo lý Thái tử là người hiền đức đáng để giao phó việc quốc gia đại sự. Bà tước vương kia làm loạn là trái ý tiên đế, trước là bất trung, sau là bất hiếu, dẫu có phải giết bỏ thì tội là do họ gây ra. Thái tử không nỡ chém giết các em, nên ý vẫn chưa quyết. Lúc này quân của ba hoàng tử đồng loạt đánh gấp, định xông vào cấm thành. Không dừng được, Phật mã câu mày nói. Ta đâu nỡ bỏ phụ hoàng nằm phơi ra kia, ta phải vào làm lễ thành phục cho tiên đế việc này giao cho các khanh muốn làm thế nào thì làm biết thái tử không muốn chính tay mình giao đấu với các hoàng tử mà muốn chí hiếu lý nhân nghĩa lương nhậm văn lê phụng hiểu đều đưa tay vái và đồng thanh được tiên đế giao việc tôn phò vua nối ngôi lúc này đây đâu dám quên chức phận nay đã có lệnh còn đâu dám chẳng thi hành Lê Phụng Hiểu tập hợp giáp binh mở cửa cung Quảng Phúc dũng mãnh như hổ báo xông thẳng vào chỗ Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương đang thúc quân thét mắng: Dực Thánh Vương, Đông Trinh Vương, Vũ Đức Vương là phận dưới lại tham lam ngấp nghé ngôi báu, quên ân nghĩa của tiên đế, không coi vua mới ra gì. Họ là nghịch thần tặc tử, thần Phụng Hiểu xin dân gươm này. Rồi thúc ngựa xông đến Vũ Đức Vương, giơ gươm đánh đuổi. Vũ Đức Vương quay ngựa nghênh chiến, ngựa trúng giáo quỷ xuống, liền bị Phụng Hiểu bắt rồi giết luôn để thị oai. Quân Vũ Đức Vương tan vỡ, Lý Nhân Nghĩa cùng các tướng Vũ Huyền Sư, Quách Thịnh, Dương Bình cũng vây ép bọn lính của Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương. Những quân túc vệ vốn được tuyển kỹ giỏi võ nghệ, chém giết quân của hai vương chết rất nhiều. Cùng lúc ấy Lê Phụng Hiểu cũng kéo quân đến hỗ trợ biết không thể địch nổi nhật thánh vương và đông chinh vương phải mở đường máu mới chạy thoát sau đó lê phụng hiểu cho quân thu dọn chiến trường mặc dung phục trở về báo tin thắng trận trước linh cữu của lý thái tổ thái tử phật mã lên ngôi báo đại xá thiên hạ thưởng công cho các đại thần lê phụng hiểu được phong làm vũ vệ tướng quân những năm sau lý thái tông đem quân đánh chiêm thành lấy phụng hiểu làm tiên phong phá tan giặc đại thắng Vua ban cho một ngàn mẫu ruộng ở dưới núi Băng Sơn làm thực ấp, miễn nộp thuế năm. Phụng hiểu tâu xin được đứng trên núi ném đao xuống. Đao rơi đến đâu, chỉ xin nhận được đến đó. Vua cười, đồng ý cho. Ông leo lên núi, giang thẳng tay, ném đao xuống. Đao đi xa tới hơn 10 dặm, rơi xuống tận giáp làng Đa Mỹ. Những ruộng này được gọi là ruộng thác đao để truyền tụng sức khỏe phi thường của ông. Lý Thánh Tông. Lý Thánh Tông, 1023-1072, tên thật là Lý Nhật Tôn, là con trưởng của Lý Thái Tông. Năm 1028, Lý Thái Tông lên ngôi, Nhật Tôn được lập làm thái tử, được ra lập phủ đệ ở ngoài cung cấm để tiếp xúc với dân chúng. Năm 15 tuổi, 1037, Nhật Tôn được Thái Tông phong làm đại nguyên soái. Năm 17 tuổi, Nhật Tôn được tin tưởng mà giao chức giám quốc với nhiệm vụ coi sóc, kinh thành và việc triều chính. Năm 1054, Thái Tông cho phép Thái tử Nhật Tôn ra coi chầu nghe chính sự. Hai tháng sau, Thái Tông mất, Nhật Tôn lên nối ngôi, tức là vua Lý Thánh Tông. Ngay sau khi lên ngôi, Thánh Tông đổi quốc hiệu là Đại Việt. Vua Thánh Tông là người thương dân nên được trăm họ mến phục. Dù sùng đạo Phật đã xây cất nhiều chùa tháp, nhưng Thánh Tông cũng rất chú trọng nho giáo và đã cho lập văn miếu thờ Khổng Tử. Sau khi ổn định tình hình trong nước, Lý Thánh Tông chú trọng mở rộng cương thổ. Năm 1059, ông cho quân vào Khâm Châu nước Tống, tức Trung Quốc ngày nay, diễu võ dương oai khiến quân Tống phải nể sợ năm 1060 ông lại sai tướng trấn thủ Lạng Châu là Thân Thiệu Thái đánh quân Tống đang gây sự ở biên giới. Bắt được tướng nhà Tống là chỉ huy sứ Dương Bảo Tài. Tháng 7 nhà Tống phải phái Thị Lan bộ lại là dư tỉnh sang Đại Việt điều đình. Nước Chim Thành phía Nam hay sang Quế Nhiễu năm 1069 Thánh Tông thân chinh đi đánh bắt được vua Chim Thành là chế cũ Chí cũ sinh dân đất Ba Châu là Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính để chuộc tội. Tháng 1 năm 1072, Thánh Tông mất đột ngột, ở tuổi 50, trị vì được 17 năm. Đức vua nhân ái Đầu mùa đông mà đã rét đậm rét hại, sương muối đêm qua khiến vườn thượng uyển. Những cây cao đều xém hết lá. Viên chi cục nội thị hầu vua đã đem vào ngự tẩm hai lò sưởi vua mặc áo lót da hải ly của vua tống ban tặng đắp hai lần chăn ấm đều thấy rét cả đêm trằn trọc không ngủ nổi tuy vậy theo đúng hồi trống gọi chầu sáng ra vua ăn bát yến rồi lên điện càn nguyên coi chầu nghe các quan tấu việc xong xuôi vua quay xuống hỏi quần thần còn một việc nữa trẫm chưa thấy có vị quan nào tâu lên các quan đứng lặng nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì. Vua ông Tồn truyền chỉ dụ. Các khanh có thấy đêm sương muối vừa qua rét đến thế nào không? Ruộng nương vườn tược sương pha cháy xém hết cả. Việc nông tan năm nay dân chúng chắc sẽ khó nhọc, vất vả hơn mọi năm. Thái sư và quan coi việc điền hộ phải lo đông đốc giống má, lo cho vụ chim khỏi mất, tháng ba khỏi đói. Ngừng một lát, vua nói tiếp riêng các tù nhân trong ngục rét bước này hẳn khó mà chịu nổi trẫm ở trong cung nào lò sưởi ngự nào áo ngự hàng chăn ấm mấy tầng mà còn rét trằn trọc mãi mới chợp mắt được một chút nghĩ đến các tù nhân giam trong ngục chưa biết rõ nguy gian ăn thì không no bụng áo tù không kín thân mong manh một tấm gió rét khổ thân cho dù có là kẻ tội đáng chết trẫm cũng xót thương trẩm ban lệnh cho hữu ti và ngục quan hãy phát chăn chiếu cho họ ngày hai lần được ăn cơm đủ no vua nói đến đó thì bùi ngùi không nói được nữa truyền bãi triều thái sư và các quan nhìn nhau tự như thấy mình có lỗi vội sai người đi làm ngay những việc vua truyền tin truyền ra ngoài thành ai cũng mừng triều đình đã có bồ tát các phủ trước xa nghe tin cũng lo cho tù nhân đỡ đói rét lo cứu giúp những người cơ nhở nhiều tức vương cũng thân xuống nhà các gia nô hỏi han về việc ăn mặc và ban thêm cho chăn áo cho ăn thêm bữa và cho phép mặt trời lên mới xuống đồng ruộng cày bừa vua muộn sinh hoàng tử nhiều đại thần nhất là các viên quan trong chi hậu nội thị nhiều lần tâu vua nên tuyển thêm phi tần vua vẫn không chịu nghe ngài vẫn rất thương yêu hoàng hậu họ dương và vẫn cố chờ thử xem nàng có sinh hoàng tử chăng. Tuổi vua đã hơi cao mà chưa có con nối, ai nấy đều lo lắng. Vua cũng nghĩ đến chuyện lớn ấy, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh không lộ vẻ lo phiền. Thần thái vẫn tự nhiên uy nghi. Vua mộ Phật, siêng đi ngoạn cảnh, chăm lo việc nước, rất chăm lo việc vũ bị. Vua cho lập đạo quân Thiên tử, Thiên tử quân, đặt ra các đội Ngự Long, Vũ Thắng, Long Dực, thần điện bồng thắng hùng lược vạn tiệp cho xăm chữ lên trán để tỏ thiên uy và cũng là để dân chúng nhìn thấy mỗi khi ra khỏi thành thiên tử quân vì thế rất nghiêm minh quy củ vua nói với quan thái úy thân làm lính của triều đình xa cách quê hương bản quán dẫu ở kinh thành cũng không thể gần nhà luôn vì còn phải lo túc trực tập luyện đó cũng là đạo tinh binh xa thì dùng để dẹp giặc lớn gần thì để trấn thủ kinh đô cần có những quy định bổng lộc để yên bề chức phận mỗi khi kinh thành có lễ tiết lớn hoặc duyệt trận mạc vua đều ban rượu thịt thêm để khích lệ quân sĩ quân lính càng nức lòng tập luyện và lập công mùa xuân tháng giêng vua dự lễ tế xuân xong liền tuần du sang quận gia lâm đang mùa lễ hội dân chúng nô nức ăn mặc đẹp chống dòng cờ mở, mở hội ca hát. Vua rất vui, con gái ở quận này, ngoài làm ruộng còn trồng dâu nuôi tầm. Sông Như Nguyệt như một vầng trăng viền ngoài kinh đô, vua đắp thuyền qua sông Phú Lương, tức sông Hồng ngày nay, rồi vào sông Cầu đi sâu vào đất huyện, ở bến sông nhiều cô gái ra sông gánh nước, dáng thon thả khá xinh. Trong hàng dâu xanh mướt mãi lúc xuân về thấp thoáng những thôn nữ đang viên cành hái lá, những điệu dân ca ngọt ngào vang ra thật êm dịu. Én và chim bay lượn đầy trên mặt sông, tiếng chim kêu gọi bạn. Đẹp như lời thơ quan thư của kinh thi, lòng đầy hứng khởi, vua ra trước mạng thuyền ngắm cảnh, mừng thầm dân chúng năm vượt qua, được mùa nên dân tình yên ổn. Chi cục nội nhân Nguyễn Bông theo hầu, nhưng lúc vua vui nói: "Tâu bệ hạ, người có thấy dân chúng phía trước đang đứng rất đông kia không? Chắc là họ dự hội làng." Nguyễn Bông láo lĩnh cúi mặt khẽ cười, bẩm: "Tâu bệ hạ, chính là các thiếu nữ mong được thấy long nhan đấy ạ." À? Rồi lại cúi mặt xuống cười, vua vặn hỏi: "Sao ngươi lại cười?" "Tâu, đó là họ hy vọng được phúc trời ban, biết đâu có gia nhân nào đó" lại lọt vào mắt hoàng đế. Nguyễn Bông vốn là viên nội thị khá đắc lực, chính y là người hai bày trò đi cầu tự cho vua ở các đền chùa Thiên, Quán Linh. Bông thường xuôi các cung tầng xuyên đi lễ bái, đến dương hoàng hậu có lúc cũng nghe lời hắn. Vừa qua, hoàng hậu đã bàn với mấy vị đại thần tuyển thêm 12 cung nữ trong dân gian, cũng là mong vua sớm sinh được hoàng tử. Tết quý mão này, nguyễn bông cũng xin được vua và hoàng hậu đích thân đến cầu tự ở chùa thánh chúa mong có con trai vua đã ở vào tuổi tứ tuần mới có công chúa nên đám nội thần trong cung thi nhau bàn chuyện cầu cho vua sinh hoàng tử ngày nào cũng có người dân tấu khuyên vua nên đến chùa này quán nọ một bận vua thấy việc cầu con của mình đã bị kẻ dưới lợi dụng liền gọi dương hậu đến bên bảo việc lo chuyện con nối là việc lớn, nhưng còn bao nhiêu việc lớn của Giang Sơn phải lo. Hậu hãy giúp trẫm răng dạy lũ người hay vinh vào chuyện này để làm thân cầu lợi hoặc bày vẽ các chuyện nhảm nhí, khiến phiền hà và nhiễu sự. Lòng ta kính trời tôn Phật, yêu dân, lo gì mà chẳng được trời thánh Phật phù hộ. Chỉ những việc nào đáng làm, hãy làm mà thôi. Tinh truyền xa, vua rất mong có hoàng thái tử nên dân gian thấy vua đến đâu cũng đổ ra hai bên đường xem mặt vua nhất là từ khi vua tuyển thêm cung nữ đã đến hương thổ lỗi vua vào trong thuyền cải trang thành một vương tử trên bờ trai gái xô nhau đứng chen chúc để xem vua quân lính dẹp đường khi vua đến nhiều cô gái tỏ ra thất vọng một cô đỏng đảnh kêu lên tưởng là hoàng đế hóa ra một vương gia già Vua cười không nói gì nhưng cũng hơi chạnh lòng, buồn vì mình đã cao tuổi, đám con trai con gái rủ bỏ đi chơi đu, chèo thuyền hát đám. Vua đi vào làng, đến bên một vườn dâu, thấy một cô gái đứng bên vườn dâu la đà. Thúng dâu hái rồi còn để dưới sân, cạnh có một gốc lan, hoa nở từng chùm khá đẹp, nàng đứng tựa bên lan thẫn thờ nhìn tận đâu đâu. Vua bảo Nguyễn Bông và Tùy Tùng lùi lại, đừng để nàng kinh động rồi đẩy cổng bước vào vua ngắm nàng từ xa nàng không đẹp nghiêng nước nghiêng thành song xinh tươi lanh lợi riêng đôi mắt hơi buồn vua đến bên hỏi nàng không đi dự hội ư chà hoa lan đẹp quá nàng vội lui lại sau hoa khẽ thưa vương gia thứ lỗi thiếp đang mãi nghĩ nàng nghĩ gì vậy thiếp nghĩ về hoa lan hay quá hẳn là nghĩ về những điều tốt đẹp vua ngắm những bông hoa lan màu tím, tuy không được đẹp bằng các loại mặt lan, huệ lan, kiến lan, hàng lan ở cung vua, song cũng có dáng khỏe, màu ấm. nàng nói giọng ấm mà buồn. thưa vương gia, thiếp nghĩ về đám lan quê mùa này chỉ đáng bạn với vườn dâu ao cá thôi, cũng là lan, nhưng có đâu được bằng các loại lan quý được gọi là hoa vương giả mỗi thứ con một vẻ đẹp riêng, lại có một khoảng trời đất riêng, đặt đúng chỗ, lại được đứng bên một giai nhân, hẳn chẳng quý ư. Nàng thưa, vương gia an ủi vậy thôi, giống lan dân giả, hoa hương ở nơi lẫn khuất, nào ai đã biết, đó chẳng là loại trạch lan, mà nguyên, chẳng từng nói đến đấy sao. Nàng thuộc thơ hút nguyên ư, xin đọc cho nghe. Người con gái nói, trong bài Thiếu Tư Mệnh, Quốc Nguyên ca ngợi Lan Mùa Thu rằng Lan Thu mọc lan mang, xum xuê ở dưới thềm, lá xanh cành mướt mãi, ngạt ngào khẽ tỏa hương. Ông lại viết, ta thổi nhỏ kết lan mà đeo. Đấy là ông ví mình là thứ lan mọc lẫn dưới cỏ, rất quý, mà người ta chẳng để ý đến đó sao, thân con gái nào có khác gì hoa lan ấy. Vua rất cảm kích, biết là người có chí, ướm hỏi. Ta muốn đem nhành thảo lan ấy về kinh đô liệu có được chăng? Nàng nhìn vua e lẹ, mặt hơi bừng đỏ. Vua biết là người ý nhị càng thích. Ngày hôm ấy, vua sai Nguyễn Bông đến nhà thư chuyện cùng cha mẹ nàng để đón nàng về cung. Vua gọi nàng là ỷ Lan và thương yêu hơn tất cả các cung nữ mới được tuyển vào năm Bính Ngọ 1066 tháng Giêng đầu xuân, Ỷ Lan sinh hoàng tử Càn Đức, cả triều đình rất mừng, ngay lập tức vua phong Ỷ Lan làm thần phi và phong Càn Đức làm hoàng thái tử, đại xá cho thiên hạ. Mấy hôm sau có một vụ kiện con trai, một hào chủ phạm tội làm náo động trước hoàng môn, quan xử án bắt phạt, đánh một trăm trượng, máu rơi thịt nát công chúa động thiên đi theo đứng bên cạnh vua phải bưng mặt ôm choàng lấy tay vua cha vua cũng thấy động tâm liền bảo các viên quan cai ngục rằng ta yêu con ta cũng như yêu dân chúng bởi ta được dân coi như cha mẹ dân chúng bởi ít học không biết mà mắc vào hình pháp ta rất thương từ nay về sau bất cứ tội nặng hay tội nhẹ cũng nên khoan giảm nói rồi dắt công chúa về cung chế cũ vua nước chiêm thành cho quân quấy rối biên giới thánh tông thấy trong nước mấy năm được mùa liên tiếp quân lính tập luyện thành thục các nước ai lao ngưu hống đều thần phục riêng vua chiêm thành hay tráo trở vua liền cất quân đi đánh chọn thái bảo lý thường kiệt làm tướng tiên phong thái tử càn đức mới ba tuổi còn nhỏ vua giao cho nguyên phi ỷ lan làm nhiếp chính cùng thái sư lý đạo thành lo việc triều chính ở trong nước Năm ấy, mưa sớm và nhiều, nước sông các châu ở gần Kinh Đô đầy. Việc tiến quân khá chậm chạp. Tiến quân đã vài tháng mà chưa có một trận đánh lớn nào. Quân Chim Thành dựa vào thế hiểm, lại cố tránh những trận đánh phủ đầu của quân Nam. Vào khoảng đầu hạ, mưa lại càng to hơn, đường xá chia cắt, vua và Lý Thường Kiệt phải rút quân về. Đến châu Cư Liên, thấy một đoàn thuyền chở lương từ Kinh Đô tới, vua triệu viên trung sứ đến hỏi tình hình ở Kinh Thành trung sứ thưa tâu bệ hạ ở kinh thành nhờ nguyên phi nhiếp chính vì có cuộc phạt chim nên nguyên phi đã cho trung sứ xuống các trấn phủ đông đốc vụ chim là cấy nhiều lúa trồng nhiều màu chỗ nào thiếu giống má thì đều ở các phủ lân cận tới để giúp đỡ người cho họp các vương hầu và đại thần ban dụ hãy cho các gia nô ăn đủ mặt ấm thì họ sẽ nỗ lực làm lụng để các thực ấp ngày càng giàu có, mọi người đều hưởng ứng lại ban hành việc khuyến nông nhà nào làm vượt mức thuế cũng không thu thêm ở các chợ, vua ban sắc cho các quan trấn phủ phải theo ý vua thương dân trời rét thì ban áo, chiếu cho người nghèo, cho cơm bữa những người hành khất dân chúng vui vẻ, các trấn phủ yên tĩnh, giặc cướp không có dân chúng rất cảm kích gọi nguyên phi là quan âm giáng thế vua nghe xong suy nghĩ hồi lâu rồi nói với các quan ngồi hầu xung quanh nguyên phi là đàn bà xuất thân từ dân giả còn làm được như thế ta là đấng nam nhi lại là hoàng đế nước nam chẳng lẽ lại không làm nổi việc chinh phạt này ư rồi đem chuyện ở kinh đô nói với các quân sĩ duyệt binh điểm tướng lấy thêm quân ở hai châu hoang ái lại tiến đánh chiêm thành vua dùng nghi binh phao tin quân nam đã rút về kinh đô rồi bí mật hành quân trong mưa biển khi đại quân đã vây hãm ngoài thành lúc ấy quân chim chế cũ mới biết thì trở tay không kịp lý thường kiệt tấn công quyết liệt tiến đánh vào kinh đô bắt sống chế cũ các tướng chim không kháng cự vội vã xin hàng vua thương dân chim cấm không cho quân lính ra ngoài trại tránh làm điều bất lợi cho dân chim vua cử người chim thuần hậu lên tạm coi việc nước rồi dẫn vua chế cũ cùng các tù binh về kinh đô thăng long nguyên phi ỷ lan và thái sư lý đạo thành ra đón vua tận cổng thành phía nam dân chúng cũng hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng trở về với chế cũ vua cho một điện nhỏ ở trong viện tập hiền lấy lễ vương gia đối đại tử tế sau khi làm lễ yết thái miếu trình lên những việc mình đã gắn gỏi giữ gìn cơ nghiệp tổ tông và tự nhận lỗi về những điều chưa làm được vua xuống chiếu ban thưởng cho tướng sĩ quân gia đã có công bình chim và trấn giữ kinh thành biên trấn một việc nhỏ làm tốt vua cũng không quên một tháng sau vua cho triệu vua chim lên bệ kiến chế cũ dập đầu tạ tội vua cho phép bình thân và sai lấy ghế mời ngồi chế cũ nói ngôi vua mất nước vô cùng cảm tạ hoàng đế đại việt nhân từ bác ái không chấp kẻ ngông ngược không thi hành lệnh trừng phạt kẻ có tội nếu được thiên ân ban tiếp thì chế cũ này không bao giờ dám quên thánh tông ông tồn nói quốc quân là vua nước láng giềng nếu biết giữ hòa hiếu thì ta đâu phải cất quân sang chiêm thành để tổn hại đến binh sĩ và sinh linh hai nước nếu quốc quân đã biết lỗi lầm thì từ nay về sau chắc sẽ không phải dùng đến binh thuyền làm chi nữa ta mong ông nhớ kỹ cho vua sai đại tướng đưa chế cũ về nước xong việc binh vua gọi lý đạo thành lên và hỏi gốc của nước là việc học thái sư hãy theo chỉ dụ của ta hãy vẽ kiểu và xây văn miếu chọn khu đất đẹp ở kinh đô lập trường quốc học để hoàng tộc phương tôn công tử và các nhân tài cả nước tụ hội về học hành lo chuyện dựng nước và giữ nước lâu dài sau này Thái sư Lý Đạo Thành rất cảm động, dập đầu đến mấy lần tạ ơn và nói Cảm ơn trời Phật đã ban cho một Bồ Tát xuống làm Hoàng đế nước Nam này. Nguyên Phi ỷ Lan Nguyên Phi ỷ Lan 1044-1117 Tên thật là Lê Thị Yến Loan, quê ở làng Sủi, xã Như Quỳnh, huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày nay. Năm Quý Mão 1063, Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà chưa có con trai. Vua đi cầu tự ở Chùa Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh. Ngang qua làng sủi, thấy một cô thôn nữ xinh đẹp, dẫn điềm nhiên hái dâu bên cạnh gốc lan. Vua Thánh Tông lấy làm lạ, gạn hỏi sự tình. Thấy người con gái đối đáp thông minh, cử chỉ đoan trang. Vua bèn tuyển cô gái ấy vào cung phong là ỷ lan phu nhân trong cung ỷ lan khổ công đèn sách và chia sẻ được với nhà vua những lo toan triều chính khi sinh con trai đầu là càn đức vào năm bính ngọ 1066, bà được phong là thần phi sinh con trai thứ hai là minh nhân vương bà được phong là nguyên phi năm kỷ dậu 1069, lý thánh tông đi đánh giặc phương nam trao quyền nhiếp chính cho ỷ lan trong sự nghiệp chấn hưng đất nước của Lý Thánh Tông có vai trò không nhỏ của Nguyên Phi ỷ Lan. Năm nhâm tý 1072, Lý Thánh Tông đột ngột qua đời. Lý Nhân Tông, tức Càn Đức, mới lên 7 tuổi đã lên ngôi vua. ỷ Lan được giao quyền nhiếp chính. Bà đã đứng ra tổ chức đánh lại quân Tống xâm lược khi vua Lý Nhân Tông chưa quá 10 tuổi. Là một phụ nữ tài trí đức độ, nên linh nhân Hoàng Thái Hậu tức Nguyên Phi ỷ Lan đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ cơ nghiệp của nhà Lý. Bà mất năm đinh dậu, 1117, đời Lý Nhân Tông, không rõ thọ bao nhiêu tuổi. Hoàng Thái Hậu Du Xuân Vua Lý Nhân Tông lên ngôi đã lâu, kinh thành hương ấp ngày càng mở rộng. Chùa đền ở khắp nơi được dựng lên thật sầm uất. Từ tháng Giêng đến tháng Chạp, không lúc nào không có lễ hội nhất là vào mùa xuân. Lễ hội nhiều, người ta ắt phải thịt lợn, thịt trâu để ăn uống. Cũng vì thế trâu bị giết ngày càng nhiều. Vào thời ấy, Hoàng Thái Hậu ỷ Lan, mẹ của vua, vốn sùng đạo, hay đi lễ đền chùa. Biết việc ấy, Thái Hậu cho người đi ra các cửa ô điều tra, thấy mỗi ngày đến hàng chục con trâu bị giết mổ. Lại một hôm, thái hậu giả làm người buôn bán đích thân đến một làng ở ven đô thấy mấy người nông dân trời rét như cắt phải kéo cày thay trâu đã ra ngoài tết mà các đồng chim vẫn không cấy hái gì được lòng xót xa lắm lại vào trong làng hỏi chuyện làm ăn các bô lão cho biết bởi các làng giết trâu nhiều nên bọn lái buôn xô nhau vào tìm trâu để bán bọn trộm trâu ngày càng tăng lên nhà láng giềng biết không dám nói năm nay thiếu trâu cày ruộng là thế bà về triều ngay đêm ấy gọi vua lý nhân tông đến mà hỏi con làm vua cần điều gì nhất thưa mẹ làm vua cốt sao nước thịnh vượng dân sống yên vui đúng rồi thế muốn nước thịnh dân sống yên vui thì phải làm thế nào phải lo cho mùa màng bội thu mưa thuận gió hòa pháp luật rõ ràng thuế má khoan giảm Thế muốn có lúa thì phải cần gì? Phải có ruộng, có trâu. Thế trâu không có thì lấy gì mà cày ruộng? Lý Nhân Tông biết mẹ đang trách mình, liền hỏi chuyện. Hoàng Thái Hậu ỷ Lan nói rõ thực trạng cho nhà vua nghe. Nhà vua giật mình, lại mẹ mà nói. Con ơn mẹ đã dạy cho biết. Đừng thấy dân vừa no ấm, đã vội mừng, thả cho dân ăn chơi hoang phí nảy sinh bọn xấu phá kỷ cương phép nước con xin lĩnh ý chấn chỉnh lại ngay hôm sau vua xuống chiếu nêu rõ gần đây kinh thành đua nhau lễ hội ăn uống tiêu phí tốn tiền hao của bọn xấu lợi dụng xuôi kẻ trộm châu khiến trăm họ cùng quẩn mấy nhà phải cày chung một con có nơi người phải cày thay trâu cảnh tình thật khốn khổ trẫm rất đau lòng tội ăn trộm trâu mổ thịt trâu trộm thật đáng xử nặng để ngăn việc giết trâu trẫm chiếu rằng kẻ nào trộm trâu bắt được sẽ bị đánh 180 gậy đầy vào làm phu dịch cho quân lính vợ không biết săn chồng để chồng làm điều săn bậy cũng đánh 40 gậy bắt đi làm nô dịch cho các trại chăn trâu nhà láng giềng nào biết kẻ trộm trâu làng khác về không tố cáo cũng bị đánh 80 gậy. Chiếu vua rao truyền đến tận các làng, vua lại sai lính ngày đêm đi tuần, bắt được bọn trộm châu, đem ra giữa đám đông thi hành án. Vì thế năm ấy lại được mùa to, dân chúng hết lời ca ngợi. Chú thích Lý Nhân Tông 1066-1127 là vị vua thứ tư của triều Lý, tên thật là Lý càn Đức là con trưởng của vua Lý Thánh Tông và Nguyên Phi ỷ Lan. Ông được lập làm thái tử khi còn rất nhỏ. Thánh Tông mất, Cần Đức mới 7 tuổi lên nối ngôi. Năm Ất Mão 1075, vua mở khoa thi Minh Kinh Bác Học để chọn người có tài làm quan. Năm Bính Thìn 1076, vua cho lập quốc tử giám, trường đại học đầu tiên ở Đại Việt, chọn những nhà khoa bản tài giỏi vào dạy năm Bính Thìn 1076, nhà Tống cử Quách Quỳ, Triệu Tuyết, đem đại binh sang xâm lược. Quân đội nhà Lý dưới sự chỉ huy của phụ quốc Thái úy Lý Thường Kiệt đã đánh bại quân Tống trên sông Như Nguyệt. Vua Nhân Tông lúc còn nhỏ được Nguyên Phi ỷ Lan, Thái sư Lý Đạo Thành và phụ quốc Thái úy Lý Thường Kiệt trợ giúp mà đã đưa nước Đại Việt trở nên hùng mạnh. Ông làm vua đến năm Đinh Mùi 1127 thì mất. Trị vì được 56 năm, thọ 63 tuổi. Lý Đạo Thành. Lý Đạo Thành quê làng Cổ Pháp, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1969 khi vua Lý Thánh Tông đem quân đi đánh Chiêm Thành thì ông được phong chức thái sư, tức tể tướng và được giao nhiệm vụ cùng nguyên phi Ỷ Lan điều hành triều chính. Năm 1072, Lý Thánh Tông băng hà, thái tử Càn Đức mới 7 tuổi đã nối ngôi. Thái sư Lý Đạo Thành cùng Thượng Dương Hoàng Thái Hậu và Linh Nhân Hoàng Thái Hậu giúp vua điều hành chính sự. Nhưng do hậu thuẫn cho Thượng Dương Hoàng Thái Hậu chống lại Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, nên năm 1073, khi Linh Nhân Hoàng Thái Hậu với sự giúp đỡ của Thái úy Lý Thường Kiệt đã nắm trọn quyền nhiếp chính, Lý Đạo Thành bị giáng xuống làm tả giáng nghị đại phu, chuyển đi Nghệ An. Năm 1074, Hoàng Thái hậu Ỷ Lan lại mời ông về triều giữ chức Thái phó Bình Chương Quân Quốc trọng sự, cùng Thái úy Lý Thường Kiệt điều hành việc nước. Khi quân nhà Tống sang xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt lo chống giặc tại phòng tuyến Như Nguyệt, tức sông Cầu. Năm 1075 thì ông là quan đầu triều lo việc hậu cần chống giặc. Sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, mục Nhân Vật Chí, phần người phò tá có công lao tài đức đời lý có nêu ra bốn người gồm lý đạo thành lê bá ngọc tô hiến thành lý kính tu sách này còn trích câu của lê tung sử gia thời lê ca ngợi ông lý đạo thành nhận việc ký thác vua bé tô hiến thành phụ chính lòng trung quân ái quốc phản phất giống y doãn chu công thái sư triều lý lý đạo thành là tôn thất nhà lý lý thánh tông lên ngôi giữ ông ở bên cạnh không lúc nào rời lý đạo thành chăm đọc sách nho ông cũng là người hiểu đạo phật nhưng không mộ bằng những người khác lý thánh tông là người rất nhân từ thương yêu dân chúng tin quần thần hết lòng vì việc nước trong cung có ba nghìn cung tần mà ở tuổi bốn mươi vua vẫn chưa sinh hoàng tử nối giỏi triều đình nhiều người khuyên nhà vua nên đi cầu tự ở đền này chùa nọ, Thánh tông cũng lo cho người kế nghiệp, lòng đã siêu siêu, ngài hỏi Lý Đạo Thành, ông chỉ mỉm cười không nói gì. Vua Thánh tông hỏi: "Sao khanh lại cười?" Lý Đạo Thành nói: "Hôn nhân có mấy loại, hoặc là môn đăng hộ đối mà có, hoặc là do bức bách, còn như duyên tiền định mới thật là điều ao ước." Vua lại hỏi: Thế nào là duyên tiền định? Lý Đạo Thành Tâu Tiền định là do kiếp trước mà có, duyên kiếp trước thì cũng có dăm bảy loại. Có loại vì trả ơn trả oán, có loại vì gian dở kiếp trước mà tìm nhau kiếp sau, có loại trai tài gái sắc bất ngờ mà thành, đã gọi là nhân duyên, thì mỗi người mỗi cảnh, mỗi người một vẻ, nói làm sao hết được. Vua Lý Thánh Tông cười, chịu là phải, về nội cung, nhà vua ngẫm nghĩ mãi lời Lý Đạo Thành không ngủ được. Mùa xuân tháng 2, nội thị lại đi tìm 12 người con gái dân gian vào cung. Nhà vua xem mặt cả 12 người rồi ban thưởng vàng lụa cho họ, ngài vẫn buồn, hình như chưa gặp được người hợp với ý mình nhưng không nói ra. Thánh Tông rất nhân hậu, nhà vua luôn nghĩ đến những người nghèo khổ cơ cực. Lý Đạo Thành cảm kích lắm, Nhà vua cũng rất mến trọng ông, nhưng vẫn không tỏ cho người ngoài biết. Một bữa, ông được vua hỏi: "Nhà khanh có bao nhiêu nô tỳ đầy tớ?" Tâu bệ hạ, không ngoài vài chục đứa, thần chỉ lưu số người cần thiết bởi trang ấp của thần cũng nhỏ. Vua bảo: "Khanh là quan nhất phẩm, kiệm ước quá cũng không được. Khổng Tử dạy, lễ là trọng, sao có thể coi thường được." Liền ban cho trang ấp 500 hộ ở mạng bờ sông Lô, Lý Đạo Thành dập đầu lạy tạ. Năm ấy có người khuyên vua đi cầu tự, nhà vua hỏi Lý Đạo Thành, Thành đáp: "Tâm thành thì cứ cầu, nhưng còn sớm còn muộn thì đâu phải là chuyện phải lo, cái lo là liệu có được thái tử tài năng kế thừa được vương nghiệp, làm cho nước thịnh dân an hay không." Vua Lý Thánh Tông cho là phải, không đi cầu tự nữa. Năm ấy ngài đi tuần thú về phía sông cầu. Ở đó cũng có nhiều chùa quán đẹp. Xe vua đi đến đâu con trai con gái đổ xô ra xem không ngớt. Đến một thôn trang, cảnh trí thật ngoạn mục. Vua chợt nhìn thấy người con gái đứng tựa gốc lan. Cô gái rất lơ đảng không nghe cả tiếng chiên trống. Và tiếng loa dẹp đường của đoàn xe vua đang tới. Nhìn dáng người thon thả yếu điệu. Thánh Tông cho người triệu tới quả là một người con gái đẹp. Ngài hỏi, sao loa dẹp đường lớn tiếng thế mà nàng không nghe? Cô gái nói, thần thiếp đang mãi nghĩ về đám cỏ lan hoang dại. Nàng nghĩ gì? Lan dại có vẻ riêng, dễ sống, hòa đồng với trăm loài cỏ hoa khác. Vậy mà ai là người biết đến đây? Trong khi đó, người ta bỏ ra trăm lạng bạc để mua một chậu lan đài cát, về bón, về chăm, chắc gì đã ra hoa vua thấy nàng nói rất hay thông minh lại xinh đẹp liền mang về cung vua yêu quý lắm lý đạo thành vào chầu chúc mừng và dự đoán vậy là duyên trời đã trao cho bệ hạ nay mai còn nhiều chuyện đại hỷ nữa vua yêu vợ gọi là ỷ lan từ đó trong chiều ai cũng gọi là ỷ lan phu nhân nàng thông tuệ quyết đoán khác hẳn với các bậc phi tần khác vua lại càng yêu quả nhiên mùa xuân năm Bính Ngọ 1066, Ỷ Lan sinh hoàng tử Càn Đức. Ngay ngày hôm sau, vua đã chiếu phong Càn Đức làm hoàng thái tử. Chế cũ, vua chiêm thành, không nộp triều cống, lại cho người quấy nhiễu biên cương, nhà vua cất quân đi chinh phạt trước khi đi ngài nói với Lý Đạo Thành. Trẫm và Lý Thường Kiệt đi đánh giặc, Khanh ở lại Kinh Thành cùng Nguyên Phi ỷ Lan, lo việc triều đình, thử xem kẻ đánh giặc, người giữ nước, ai hơn ai. Thái sư Lý Đạo Thành giúp Nguyên Phi ỷ Lan trông coi triều chính trong nước. Ông cùng với Nguyên Phi thay vua đi cày tịch điền, xuống các làng ven bãi khuyến khích, tầm tan, cho mở chợ lớn ở đông bộ đầu. Thôn làng gặt chim, được mùa lớn, vụ tầm của các làng ven sông, dâu tốt, tơ ống, kinh đô, khách buôn các nước qua lại rất tấp nập, thuế khóa khoan giảm, như thể đời thịnh trị. Vua Lý Thánh Tông đánh chế cũ giữa mùa mưa, lương thực mang theo không đủ, thành cao hào sâu, giặc lại cố thủ thành. Thấy đánh mãi không được, sợ bất lợi, nhà vua ra lệnh rút quân. Trên đường rút quân về Châu Cư Liên, nghe tin Lý Thái Sư và Nguyên Phi ỷ Lan ra sức phò vua trị nước, nhà vua trở lại, quyết đánh thắng Chim Thành. Quả nhiên, trận ấy đánh tan Chim Thành, bắt được chế cũ, đem về giam tù ở Thái Miếu chiến thắng của vua lý thánh tông trên đất chiêm thành năm ấy thật vẻ vang chế cũ biết tội sợ uy xin nộp đất để toàn mạng vua vốn ưa hòa hiếu lại thương kẻ thất trận nhà tan nước vỡ tha cho chế cũ về nước vua lý thánh tông biết lý đạo thành giúp nguyên phi rất nhiều nhưng khiêm nhường không nhận công thái sư thường để nguyên phi đứng ra điều hành những việc quốc gia đại sự khi ngài đi chinh phạt đưa ra những chính sách tốt đẹp để khích lệ những quan lại và dân chúng ở kinh thành vua lại càng quý vua thánh tông giao cho lý đạo thành dạy đông cung thái tử lý đạo thành được vua giao việc chỉ đạo xây dựng văn miếu đắp tượng khổng tử chu công và tứ phối là nhan tử tăng tử tử tư mạnh tử và 72 vị hiền của đức thánh khổng lập lệ bốn mùa cúng tế Nhà vua coi Lý Đạo Thành như bạn, việc lớn việc nhỏ đều hỏi đến, nhưng chẳng bao lâu, vua Thánh Tông mất, thái tử càng đức lên ngôi, lúc ấy mới 7 tuổi. Lý Đạo Thành và Lý Thường Kiệt làm phụ chính đại thần, hoàng thái hậu họ dương buông rèm chấp chính, nguyên phi ỷ lan được phong làm linh nhân hoàng thái hậu. Linh nhân hậm hực, tỏ ý không bằng lòng, vì người nắm giữ kỹ cương triều đình là Lý Đạo Thành, cứ theo ý chỉ của Dương Thái Hậu mà phụng mệnh. Vua Nhân Tông còn nhỏ nhưng đã biết việc. Một hôm, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu bảo con. Mẹ khó nhọc vì con, vì tiên hoàng mới có ngày nay. Vậy mà khi con lên ngôi, ngôi cao lại thuộc về tay người khác. Rồi nay mai, thân già này không biết nương tựa vào đâu. Lý Nhân Tông lặng người không nói gì. Bọn nội thị hậu cung biết ý của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Dèm Pha, Dương Thái Hậu, vua Vạ cho rằng bà tiếp xúc với đại thương nhân nước ngoài, thiếu đoan chính. Vua Nhân Tông hạ chiếu bắt giam Dương Thái Hậu và 72 cung nữ. Lý Đạo Thành nghe tin hớt hải vào chầu. can vua hãy tha Dương Thái Hậu ra khỏi ngục để yên lòng người bởi chứng cớ chưa đủ sợ bị oan. Vua Nhân Tông lưỡng lự hỏi mẹ. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu bảo Lý Nhân Tông. Con nghe mẹ, hay nghe kẻ bù trì cho dương thái hậu, vua liền hạ chiếu bức dương thái hậu và bảy hai cung nữ phải chết rồi đem chôn theo lăng của lý thánh tông. Ngày hôm ấy trời sầu đất thảm. Từ đó linh nhân hoàng thái hậu buông rèm coi việc nước. Chỉ vài hôm sau khi linh nhân lên coi chầu, lý đạo thành bị bãi chức thái sư xuống làm tả gián nghị đại phu ra coi châu nghệ an. Lý đạo thành lại vua. Chà Hoàng Thái Hậu đi trấn nhậm xa Không phàn nàn chi cả Lý Đạo Thành trấn nhậm nơi xa Nhớ tiên Hoàng Thánh Tông không dứt Lập đền thờ vua bên bàn thờ Phật Ngày đêm nhan khói Hết lòng lo việc nước Linh nhân Hoàng Thái Hậu Tuy đuổi Lý Đạo Thành ra khỏi Kinh Đô Trong lòng vẫn tiếc người tài Nhiều lúc có việc lớn Bà muốn hỏi chuyện chăm đạo học Tìm người hiền Lấy ruộng vương hầu sang sẻ cho đám người cơ nhở, dân lưu tán, không có ai bàn cho thấu nhẽ vả lại cái đích buông rèm coi việc nước đã đạt được dương thái hậu đã không còn bà nghĩ lại xin vua hạ chiếu mời lý đạo thành về kinh đô thăng làm thái phó bình chương quân quốc trọng sự khi lý đạo thành về triều vua lý nhân tông ra tận cửa đón buổi chiều linh nhân hoàng thái hậu tiếp hỏi ông đi xa về vẫn khỏe đấy chứ bẩm hoàng thái hậu kẻ làm bầy tôi luôn phải lo chức phận không thể không khỏe thấy lý đạo thành gầy gò râu tóc bạc trắng khác hẳn khi ở kinh đô linh nhân hoàng thái hậu bùi ngùi nói chuyện cũ hãy bỏ qua ta được ông về giúp coi triều đình mừng lắm đa tạ thái hậu thần xin hết lòng từ đó ông lại cần mẫn trong công việc cùng thái hậu và vua lo việc nước lòng dạ trong sáng đôn hậu hứa sao làm vậy, Thái hậu rất quý, rất trọng. Thái hậu buồn, bà cảm thấy mình quá tay với Dương Thái hậu và 72 người cung nữ. Họ đâu có được vua yêu như bà, họ đâu có được những tháng năm oanh liệt như bà. Một cơn ghen, bộc mẫu nghi và 72 cung tần đã thành hồn ma để chôn theo lăng tẩm hầu hạ tiên hoàng. Đinh nhân hoàng thái hậu không tiếc tiền cho làm chùa tuần nào bà cũng lên chùa tụng kinh sám hối thái sư lý đạo thành càng quý thái hậu ông thấy bà vừa như một nữ thánh lại như một người vợ của đám dân chúng tầm thường một bận thái hậu tụng kinh trong ngôi chùa riêng bà lập trong nội cung vừa về thì gặp quan thái sư bình chương quân quốc trọng sự cũng vừa tới thái sư gặp mình thi lễ thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế linh nhân hoàng thái hậu hỏi ông cũng lên chùa ư thái sư đáp bẩm chùa cũng là nơi tĩnh tâm ngộ đạo nói hay lắm ta tưởng ông lão kinh sử mưu lược nào ngờ cũng nghiên cứu Phật học ông có thuộc câu kệ nào không bẩm thần nhập tâm câu này câu gì vậy đọc cho ta nghe với lý đạo thành đọc truyền pháp mỹ ngọc tàng ngoan thạch liên hoa xuất ư nê tu trư sinh tự xứ ngộ thị tức bồ đề ngọc quý chứa trong đá hoa sen mọc từ bùn nếu biết cõi sống chết bồ đề nơi tựa nương thái hậu phục lắm năm ấy nhà tống cho quân sang đánh lý thường kiệt phá giặc ở sông như nguyệt quan thái sư có công rất lớn trong việc bàn mưu tính kế lo lương thảo quân khí cử tướng điều văn thần đến giúp quan thái úy nhưng mãi may không xuất hiện khi đại quân chiến thắng trở về Ông khiêm tốn giống mình tỏ ra rất cảm phục tài cầm quân của quan Thái úy Lý Thường Kiệt. Thái hậu muốn phong thưởng cho ông chức vị cao hơn. Ông cảm kích tạ ơn, thành thực nói. Thế quân sĩ đằng đằng khí thế trở về Thăng Long là thần vui rồi, còn phần thưởng nào lớn hơn thế? Thái hậu càng yêu quý. Mùa đông năm tân dậu 1801, Lý Đạo Thành mất. Linh nhân Hoàng Thái hậu khóc thương như mất người anh ruột thân thiết. Bà ăn chay 7 ngày, và lên chùa tụng niệm cho quan thái sư được phổ độ nhớ đến khi mình vì quá nóng giận đại ông ra nghệ an bà lại hối hận thầm khấn thái sư thái sư ta có lỗi với ông nhiều lắm ông hãy tha thứ cho ta lý thường kiệt lý thường kiệt tên thật là ngô tuấn là con của sùng tiết tướng quân ngô an ngữ quê ở phường Thái Hòa, thành Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Ngô Tuấn sinh ra trong gia đình nhiều đời làm quan. Khi còn ít tuổi, Ngô Tuấn được sung làm Hoàng Môn Chi Hậu, là Thái Giám theo hầu Lý Thái Tông, thăng dần đến chức nội thị sảnh Đô Tri. Tháng 2 năm 1069, khi vua Lý Thánh Tông thân đi đánh chim thành, Ngô Tuấn được phong làm tướng tiên phong. Lần đi chinh phạt đó, quân nhà Lý đã bắt được vua Chiêm là chế cũ. Năm 1075, nhà Tống có âm mưu xâm chiếm nước ta. Vua nhà Lý biết tin, sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đảng đem hơn 10 vạn binh đánh tan các châu Khâm, Liêm, Ung của nhà Tống. Chiến thắng trở về, biết thế nào nhà Tống cũng đem quân qua Đại Việt xâm chiếm. Lý Thường Kiệt đã lên kế hoạch chống quân xâm lược. Tháng 3, 1076, quân Tống do chiêu thảo sứ Quách Quỳ, phó chiêu thảo sứ Triệu Tiết, ô à kéo sang nước ta, thế giặc vô cùng mạnh lại thêm những tên tay sai bán nước dẫn đường, Quách Quỳ, Triệu Tiết, nhanh chóng tiến sâu vào nước ta. Trước tình hình đó, Lý Thường Kiệt đem quân đón đánh, lập chiến lũy sông Như Nguyệt để chặn quân Tống. Bằng tài năng quân sự và chiến thuật đánh vào lòng người, Lý Thường Kiệt đã giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến này. Lý Thường Kiệt còn trực tiếp mang quân đi đánh Chiêm Thành vào các năm 1075 và 1104. Nhờ đó đã mở rộng thêm đất đai ổn định phần lãnh thổ phía Nam Đại Việt. Vì có công lớn với nhà Lý, ông được ban quốc tính, mang họ vua, do đó có họ tên là Lý Thường Kiệt và phong làm phụ quốc Thái phó, giao thụ chư trấn tiết độ, đồng trung thư môn hạ, thượng trụ quốc, Thiên tử nghĩa đệ phụ quốc thượng tướng quân, thái úy, tước khai quốc công. Tháng 6 năm 1105, thái úy Lý Thường Kiệt mất, thọ 87 tuổi. Nam quốc Sơn Hà Lý Thường Kiệt hiện là thái úy thống lĩnh quân thủy bộ cả nước. Ông vốn họ ngô tên Tuấn, cha từng làm quan, người khôi ngô Tuấn Tú, thích binh thư võ nghệ. Năm 23 tuổi rất hào hoa, nhiều mai mối, song cha là chức quan nhỏ, dẫu được các tiểu thư con vương hầu yêu quý, cũng không sao với tới. Phẫn chí, tự thiến mình vào cung hầu hạ Lý Thánh Tông, vua thấy thiên tư đỉnh ngộ lại rành binh thư võ bị, cho làm hoàng mô tri hầu. Sau thăng làm nội thị sảnh đô tri, coi việc cung cấm rất tin cậy ông trung hậu chu đáo việc gì cũng làm vua hài lòng thời lý thánh tông ngô tuấn đi theo vua đi đánh chế cũ thắng trận trở về có công lớn vua ban cho quốc tính đổi tên là thường kiệt thăng chức thái phó thiên tử nghĩa đệ phụ quốc đại tướng quân khai quốc công đến thời lý nhân tông ông đã trải thờ ba triệu vua được coi như bậc công thần vua rất quý trọng một hôm Lý Nhân Tông triệu Lý Thường Kiệt vào cho ngồi bên, rồi bảo: Ta nghe Tể tướng Vương An Thạch nhà Tống sai Thẩm Khởi và Lưu Di hai quan đầu tỉnh ở Quế Châu huy động người bản địa đóng thuyền bè tập thủy trận, cấm các châu huyện không được buôn bán với nước ta. Ta cho rằng không bao lâu họ sẽ cất quân đánh Đại Việt. Khanh nghĩ sao? Nghe nhàm vua nói, Lý Thường Kiệt đáp. Nhà Tống bị quân Mông Cổ dồn xuống phía nam, họ đã yếu đi nhiều lắm, chẳng có gì đáng sợ. Thần nghe họ đang luyện quân ở Khâm Châu, Liêm Châu, định sang thông tính nước ta. Họ không dám dốc toàn lực đánh Đại Việt. Chi bằng, thực lực đủ, lương thực nhiều, ta đem quân sang đánh ngay vào sào huyệt của họ, diệt luôn mộng xâm lăng của vô quan nhà Tống đi. Lý Nhân Tông nghe theo sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đảng đem quân đánh Tống. Lý Thường Kiệt và Tôn Đảng theo đường sông Bạch Đằng ra biển. Đóng quân ở biên giới rồi hành quân ban đêm, được lợi gió, ban ngày chú quân thủy ở các đảo xa rồi thình lình cho quân vào đánh lấy Khâm Châu, Liêm Châu, tiến sâu vào đất Quảng Tây. Đạo quân bộ cũng từ các huyện biên giới bất ngờ kéo sang, quân đô giám tỉnh Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đem quân đến cứu, Lý Thường Kiệt đón đánh ở Côn Luân Quân ta thiện chiến Giỏi đánh tập kích Trường Thủ Tiết xa vào vòng vây Bị chém đầu giữa trận tiền Lý Thường Kiệt gọi Tôn Đảng vào trướng Bàn nên rút hay nên đánh Tôn Đảng nói Gần ta nhất có các châu Khâm, Liêm, Ung ở Quảng Tây Nay Khâm Châu, Liêm Châu đã chiếm được Đồ giám Quảng Tây đã chết trận Quân Tống rất nào núng Chỉ bằng chiếm luôn Ung Châu để ngăn chặn mối họa về sau lý thường kiệt hỏi châu ung hiện nay có bao nhiêu quân khoảng vài vạn dân chúng đông tới vài ba vạn hoàng nam lấy làm lính cũng có thể thêm hàng vạn nữa lực lượng cũng đáng kể thế thì ta phá nốt rồi hãy kéo quân về tướng trấn thủ ung châu là tô giám quyết giữ không chịu hàng dùng tên đá bắn và ném xuống rất quyết liệt quân nam vây liền một tháng cũng không phá được Lý Thường Kiệt bảo tôn đảng, giặc bị vây một tháng không nao núng, là họ định chờ quân cứu viện, ta không đánh dấn thì bất lợi. Tôn đảng hỏi kế, Lý Thường Kiệt nói, ông đem quân ra bờ sông bí mật đổ cho nhiều bao cát đem về đây, ta sẽ đắp đường thẳng tắp lên tận bờ thành mà đánh vào. Tôn đảng bí mật cho quân đi lấy bao đất chiều hôm trước, Lý Thường Kiệt vây riết ở cửa thành chính, Tô dám tưởng quân Nam sẽ quyết phá vỡ đê ở phía này nên dốc quân phòng thủ, Tôn Đảng suốt đêm cho quân đắp đất ở mặt thành sau, đến sáng thì bờ đất đã cao bằng mặt thành, quân Nam kéo vào thành. Bởi lâu ngày vây hãm mệt mỏi lại bị tên độc đá hộc trên thành ném xuống thương vong nhiều, nên quân Nam vào thành tức giận quá tay chém giết. Lý Thường Kiệt phải cho nổi hiệu lệnh thu quân cho chôn cất xác lính tống và những người dân chẳng may bị giết rồi vỗ về dân chúng trong thành tháng lớn ở ba châu khâm liêm ung lý thường kiệt kéo quân về vua tô nhà tống chưa kịp gửi quân tiếp viện thì quân nam đã rút gọn về nước năm sau vua tống sai quách quỳ làm chiêu thảo sứ triệu tiết làm phó sứ cùng chính tướng hội quân với chiêm thành và chân lạp sang đánh nước ta vua nhân tông phong lý thường kiệt làm thái úy và sai đem quân chặn giặc ở bờ sông như nguyệt lý thường kiệt sai quân đắp lũy dài cắm rào dọc sông để chặn đường quân thủy bộ của quách quỳ triệu tiết dân thăng long và quân sĩ cùng các trang ấp hai bờ sông ra sức đắp lũy cắm chông tạo thế phòng thủy chống giặc quan thái úy lập trước phủ ngay bờ sông để thị sát đốc thúc quân sĩ và trai tráng ông sai bắt cá tươi dưới sông cho ăn ngày ba bữa, lại đem cả rượu cho họ uống, có lúc cùng uống rượu với họ. Người đắp lũy coi quan thái úy như cha, có một anh trai phu người làng giống hỏi, quan thái úy đến vua còn phải nể, sao lại ngồi uống rượu với chúng tôi? Thái úy hỏi lại, thế anh cho uống rượu lúc nào là vui nhất? Người trai phu đáp, là lúc bạn rượu là mình, mình là bạn rượu. Thái úy bảo, đấy là câu nói của người biết uống rượu, nào đem thêm rượu nữa ra đây. Rồi cùng uống, cùng nhắm với người đáp lũy. Đêm về, hơi cay, Thái úy Lý Thường Kiệt ngủ trong trướng, chợt thấy hai viên quan võ như từ đáy sông Như Nguyệt đi lên. Hai gương mặt, quắc thước, rất giống nhau. Lý Thường Kiệt ngồi thẳng dậy cung kính chào khách rồi hỏi, các ông là ai? Người có gương mặt già hơn lễ phép thưa, chúng tôi là Trương Hống, Trương Hát. Lý Thường Kiệt ngạc nhiên hỏi, có phải là tam giang đại vương hai vị thần trên sông như nguyệt buổi chiều ta vào đền dân hương không cả hai cùng đáp đúng là chúng tôi đấy lý thường kiệt từng nghe dân ở phòng tuyến nhắc đến hai vị thần này họ là bộ tướng của triệu việt vương bị lý phật tử đánh bại lý phật tử muốn thu phục làm tướng của mình cho người đến dụ trương hống trương hát nhất mực không ra làm quan trả lời rằng bề tôi trung không làm quan với vua đã hại chúa của mình rồi đem quân về núi phù long uống thuốc tự vẫn trời thương phong cho làm thần sông sau này nam tấn vương ngô xương văn con trai của ngô quyền cai quản sông này phong cho trương hống làm đại đương giang đô hộ quốc thần vương và trương hát làm tiểu đương giang đô hộ quốc thần vương và lập đền thờ Lý Thường Kiệt biết trời cho thần xuống giúp mình, liền vái lại mà nói, Ngô Tuấn này được người, trời, thần đều thương, thì chắc thế nào cũng dẹp được giặc. Trương Hống Trương Hát nói, đánh giặc đâu phải là chuyện riêng của người, còn là việc của thần, của trời đất nữa. Lý Thường Kiệt chịu là phải. Quách Quỳ Triệu Tiết đem chính đạo quân đến hỏi tội đại Việt đến sông Như Nguyệt không qua được, lại thấy thành lũy dày kính, từ xa đến gần trên núi trên sông rất nghiêm cẩn quỳ cho tướng đánh vào chỗ nào cũng bị quân nam đánh bật lại quân tống trụ lại ở hai bên bờ sông tìm cách vượt sông tiến về thăng long đêm ấy trời rất tối quân tống giang trại vừa ngủ lấy sức để mai mở trận tiến công mới thì nghe trên trời sấm nổ vang tiếng thơ ngâm ở trên bầu trời phía ngôi đền thờ đại tiểu đương giang đô hộ quốc thần vương ầm vang và dõng dạc giữa tiếng trống trời và tiếng hô sung sát của thiên binh thiên tướng. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Sông núi nước Nam vua Nam giữ, phân chia bờ cõi tự sách trời, giặc kia hà cớ sang xâm lấn chuốt bại rồi bay hẳn nếm mùi cùng lúc ấy đuốc sáng rực trời quân nam từ đồi làng phía sau ập xuống từ phòng tuyến sông như nguyệt đánh lên quân tống vỡ trận chết hàng ngàn tướng tống là quách quỳ vội lui quân rút về biên giới lý thường kiệt mở tiệc khao quân trước khi kéo về mừng chiến thắng ở thăng long quan thái úy cho tháo các rào chắn ở trên sông để thuyền bè đi lại dân các làng ven sông nghe tin quân nam đã đuổi được quân của quách quỳ liền đem gạo rượu đến khao quân sĩ có người dắt cả trâu bò quan thái úy đích thân ra đón tiếp lý thường kiệt tiếp các bô lão rồi cung kính từ chối giặc đến dân trong vùng đang thiếu thốn xin dân hãy đem trâu bò về cày cấy làm ăn chỉ xin nhận mấy vò rượu mấy thúng gạo nếp thôi một già làng tiến đến chòm râu trắng như cước tâm thành nói quan thái úy thương dân nhưng dân lại thương và biết ơn quan và quân lính nếu thái úy và binh sĩ không đuổi được giặc nước mất nhà tan còn khổ biết chừng nào lý thường kiệt đành nhận rồi đem vải vóc và bạc trắng tặng lại đêm ấy dọc sông như nguyệt vui đến tận sáng lửa trại đốt sáng rực dọc hai bờ sông thuyền bè sang ngang tấp nập quân lính hát và nhảy múa cùng dân chúng cho đến lúc gà gáy sang trong xóm chích chòe báo sáng vẫn chưa thôi chú thích tôn đảng là tên gọi tắt của nùng tôn đảng sinh năm 1046 tại tổng kim pha châu quảng nguyên thuộc đạo thái nguyên nay là nà cạn phường sông bằng thị xã cao bằng cha ông là nùng tồn thương làm châu một châu quảng nguyên Nùng Tùng Thương đã có công giúp nhà Lý bình ổn vùng biên cương cao bằng Lạng Sơn. Sau vì hiềm khích trong tộc họ nên bị lén giết, nhà Lý Phong, Nùng Tôn Đảng là con thứ, lên thay làm châu Mục Quảng Nguyên. Nùng Tôn Đảng là tướng trẻ dưới trướng của Thái úy Lý Thường Kiệt, đã cùng Lý Thường Kiệt đánh tan quân Chiêm Thành và đưa quân bản địa phá tan căn cứ, ung châu, khâm, liêm, trên đất tống chặn âm mưu xâm lược và thông tính của chúng đối với Đại Việt. Năm 1077, ông cùng Lý Thường Kiệt lập nên chiến thắng trong phòng tuyến phía bắc sông Như Nguyệt, đuổi quân Tống về nước. Lê Văn Thịnh Lê Văn Thịnh quê tại xã Đông Cứ, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Lê Văn Thịnh từng đổ thủ khoa năm 1075, khoa thi nho học đầu tiên của nước ta, được vua Lý Nhân Tông tổ chức. Đại Việt Sử Ký Toàn Tập chép Mùa xuân tháng 2 xuống chiếu tuyển Minh Kinh Bác Học và Thi Nho Học Tam Trường Lê Văn Thịnh trúng tuyển cho vào Hầu Vua Học Năm 1077, tuy thất bại ở chiến tuyến sông Như Nguyệt Nhưng chiêu thảo sứ Quách Quỳ vẫn chiếm được Châu Quảng Nguyên Các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn ngày nay Năm 1078, vua Lý Nhân Tông sai sứ thần sang nhà Tống xin lại Châu Quảng Nguyên nhưng nhà Tống chỉ trả lại một phần. Tháng 6 năm 1084, khi đang là thị lan bộ binh, Lê Văn Thịnh đến trại Vĩnh Bình cùng với người Tống bàn việc cương giới. Với thái độ cương quyết mà mềm dẻo của Lê Văn Thịnh, nhà Tống cuối cùng phải trả cho Đại Việt toàn bộ châu Quảng Nguyên. Năm 1085, Lê Văn Thịnh được vua Lý Nhân Tông cho làm thái sư. Năm 1096, tháng 3, lê văn thịnh bị kết tội là có mưu làm phản trong một vụ án hoàn toàn không minh bạch xảy ra tại hồ tây thành thăng long hà nội ngày nay vua lý nhân tông tha thổi chết cho an trí ở thao giang nay là vùng huyện tam thanh sông thao tỉnh phú thọ đến cuối đời ông được cho về quê bắc ninh sinh sống và mất ở đây quan trạng một thời vua mở khoa thi minh kinh bác học sĩ khi yết bản đề danh lê văn thịnh đổ đầu thịnh là người thông minh thích tìm tòi những điều lạ thịnh học cha ông vốn là người chuộng nho mở trường học và bốc thuốc cha muốn đem nghề thuốc truyền cho con nhưng thịnh không học cha hỏi tại sao thịnh đáp làm thuốc chỉ cứu được những người ốm đau nếu làm quan đầu triều thì có thể phò vua giúp nước khiến thiên hạ thái bình bờ cõi yên ổn dân giàu nước mạnh hiệu quả chẳng gấp nghìn gấp vạn lần hay sao cha gật đầu chịu con là người có chí lớn. Từ đấy Lê Văn Thịnh ra sức học hành, khi thì đi tìm những cao tăng để hỏi kỹ về kinh kệ, tìm hiểu xem gốc của nhân từ bác ái là gì. Khi thì lên tích những ngọn núi cao, có chân nhân, hái thuốc, nghiễm ngẫm đạo lão, đọc sách của Trần Đoàn, xem các sách phù chú hiệu nghiệm đến đâu. Thịnh chủ trương tôn nho trọng lão chứ không quá sùng đạo Phật như linh nhân hoàng thái hậu như vua và các vương hầu đại thần đương thời ngay sau khi trúng tuyển thịnh đã được thái phó bình chương quân quốc trọng sự lý đạo thành rất chú ý người tâu với thái hậu linh nhân để thịnh vào hầu dạy vua học nhưng tông năm ấy đang độ thiếu niên nên rất hay hỏi buổi ấy quan trạng giảng cho vua về đạo đức kinh bàn về sự có không mạnh yếu cương nhu chính phản họa phúc sinh tử của sự vật trạng cầm sách cao giọng đọc họa về phúc sở ỷ phúc hề họa sở phục họa là chỗ phúc nương tựa phúc là chỗ họa ngầm ẩn vua hỏi tại sao lại thế trạng giảng ấy là nêu sự vận động ở trong từng bản thể sách bàn thấu việc thấu nhẽ để người đời đừng thấy họa mà bó tay đừng thấy phúc mà đã vội hỉ hả không đề phòng những bất trắc sẽ xảy ra. Vua nhìn vào sách, khẽ gật đầu, trạng lại nói đến quan hệ giữa có và không trong mạch sách cùng với những điều cốt yếu khác. Tâu bệ hạ, sách dạy, có và không luôn cùng hiện hữu trong nhau, dễ và khó tạo ra nhau, ngắn và dài, làm rõ lẫn nhau, cao và thấp, dựa vào nhau, âm và thanh, hòa quyện vào cùng nhau, trước và sau, luôn nối tiếp. Vua nói, sao có và không lại cùng hiện hữu trong nhau, dễ và khó lại tạo ra nhau? Lê Văn Thịnh nói, bởi khi đã có thường vung tay mà sử dụng, dùng nhiều mà không vung đắp thì có cũng dần thành không. Còn như vốn đã không thì phải nghĩ cách để thoát ra khỏi cảnh ấy, ắt phải tạo ra cái có, kẻ thức giả, phải luôn tâm niệm như thế thì mới làm được chủ thể của muôn vật Chuyện dễ và khó tạo ra nhau Đại ý cũng như ý tứ giữa có mà không thôi Vua khen thầy bèn thưởng cho một hộp chè ngon Và một bình ngự tử 9 năm sau ngày đổ trạng Lê Văn Thịnh đã làm đến chức Binh bộ Thị Lan Quân Nam đánh bại quân Tống ở sông Như Nguyệt giam giữ một số tù binh thấy là cần giữ còn đều thả về cả đó là một số quân tướng tống chủ trương xâm lấn đất đai phương nam để bù vào những đất đai mất ở phương bắc do người mông cổ và người phương bắc chiếm đoạt nhưng việc vua lý nhân tông sai người sang nhà tống triều cống hàng năm vua lý có thư xin nhà tống trả lại đất quảng nguyên cho nước nam vua tống bị quần thần can ngăn nên trì hoãn mãi nay mới chịu sai người đến trại vĩnh bình để thương lượng kinh bộ thị lan được lệnh đi thật gấp để chúng vào ngày như sứ nhà tống đã hẹn trước khi đi quan thị lan đã xin vua cho được tìm bằng đủ những chứng cứ sử liệu ghi chép về cương giới những chứng nhân ở hai động vật dương và vật ác thuộc châu quảng nguyên đó là tám ải quan ở châu bảo lạc là canh liệm khâu cự khiếu nhạc thông khoáng canh nham đốn ly đu nhâm câu lan và các động ở túc tang sứ giả nhà tống là thành trạc cũng là viên quan chuộng văn học nhưng ưa lý sự ngay hôm đầu tiên trao đổi ngự thư của hai vua cho nhau thành trạc đã muốn khoe tài thử sức cùng sứ đại việt thành trạc lên giọng kể cả hỏi quan thị lan lê văn thịnh tôi nghe nước ngài văn hiến còn sơ khai ngài đổ đầu khoa minh kinh nước ngài hiện nay tôn sùng cả tam giáo nho lão phật trong khi nước tôi chỉ tôn đức khổng, phu tử lạp thầy, đạo nho, làm chủ Lấy tôn chỉ đó để trị quốc và bình thiên hạ Nhà tống chúng tôi lại có chu hy và trình di, đem tài học để canh tân lại nho học Thiên hạ đang lấy tống nho để truyền bá đến tận hang cùng ngõ hẻm Còn nước ngài thì sao? Binh bộ thị lan Lê Văn Thịnh ung dung trả lời vũ trụ rộng lớn đất đai cương vực đâu chẳng có địa linh nhân kiệt cứ gì nước lớn nước nhỏ còn như việc trị nước ư thế thịnh thế suy ắt phải tính đến nước tôi từ buổi nhà lý lên ngôi biết dựa vào dân làm sáng cái đức của trời đất và người đó chính là chuộng đức vậy thành trạc hỏi theo ông thế nào là chuộng đức lê văn thịnh nói Vua nước tôi đầu xuân khi mọi người vui chơi đã thân đi cày ruộng tịch điền, khuyến khích việc nông tan. Thấy rét lạnh thì thương tù trong ngục, truyền ban thêm cho chăn chiếu và cho ăn thêm no. Giữa tiết đại hàng, nhìn con gái đứng bên, có áo ấm mà thương những người dân nghèo, cơm không đủ no, áo không đủ mặt. Gặp năm thiên tai, bão lũ thì sai quân xuống hộ đê, cấp thóc giống phát chẩn cho những nơi bị bão phá lục lội đó là vua nước tôi đã thấm nhuần sứ mệnh quân vương là phải chăm chấm sùng đức hành đức để đức thấm đến từng nơi từng người mỗi ngày vua tôi nước nam chúng tôi đều chăm lo để làm sáng cái đức ấy như thế há chẳng hợp với tư tưởng chuộng đức trong kinh thư của đạo nho ư thành trạc biết người đối đáp với mình rất tế nhị lại uyên bác khó bề bắt nạt được mấy ngày đầu sứ bộ nhà tống cứ vòng vo cho là đất đó là của những đám thảo khấu chiếm giữ rồi giao nộp cho nhà tống và xin quy phục vậy thì sẽ coi như là thuộc tống lê văn thịnh đưa ra những bằng cứ ở ngôn ngữ địa phương ở những trang những dòng ghi trong sử sách thành trạc vẫn không chịu sau đó ông ta lại gắn chuyện trả người với trả đất thành trạc nói tôi đã đọc bản danh sách những người tống bị người nam bắt giữ ở những chiến trận cũ mong quý quốc hãy tỏ vẻ hòa hiếu tôn trọng thượng quốc thì việc bàn trao trả đất đai sẽ thuận tiện hơn thực ra thành trạc đã có chiếu vua tống song vẫn đưa ra những điều có lợi để mong lấy công với triều đình ông ta dù đã nghe, đã xem, đã đọc hết những điều Lê Văn Thịnh trao đổi, nhưng vẫn khăng khăng. Nước tôi sẽ trả quý quốc những đất đai khi giao tranh đã chiếm lấy, còn những đất họ nùng họ quách, dân nộp thì không thể được. Quan Thị Lan Lê Văn Thịnh cao giọng nói. Nhân chứng và sự chứng không đủ để quan chánh sứ tin hay sao? Thế là Ngài vinh vào cái lý trên ngọn mà không dựa vào cái lễ gốc gác thì phải có chính chủ. Những đất họ nùng họ quách nộp cho quý quốc. Chủ chính cũ vẫn là thuộc về hoàng đế nước tôi. Bọn được giao cho trấn giữ mà phản vua phản nước đem nộp cho nước ngài thì phải có đó là của kẻ bất lương trộm cắp. Đất mà nước ngài đang giữ gọi cho đích danh là đất được từ tay bọn bất lương trộm cắp bọn này ở đâu thì cũng là kẻ phạm tội không thể tha thứ được nếu nhận đất chúng dân thì chỉ làm bẩn sổ sách của thiên triều nói đến thế thì thành trạc không còn đường mà lẩn tránh nữa thành trạc đành ký thuận trao trả những đất đai ở tám ải và các động vật dương vật ác ở quảng nguyên giao lại cho nước ta khi quan thị lan lê văn thịnh hồi triều vua lý nhân tông rất khen năm sau ông được phong làm thái sư Chức quan đứng đầu triều đúng như ý nguyện của ông đã nói với cha thuở còn đi học. Lý Nhân Tông dẫu tài trí thông minh nhưng cũng là người ham chơi chuộng lạ. Bọn xu thời nịnh nọt nhân đó đua nhau tìm những trân cầm, kỳ thú để dân vua. Năm kỷ mùi 1079, châu lạng dân voi trắng. Năm bính dần mùa xuân, một người tên là Nguyễn Viễn dân rùa sáu chân. Trên lưng có chữ vương. Năm Tân Mùi 1091, Lê Toàn Nghĩa lại dân con rùa năm sắc, vua nhận và đều ban thưởng rất hậu cho kẻ dân tiến. Từ đấy, vật dân liên tiếp được đưa vào Thăng Long. Năm canh dần 1110, một người đàn bà dân chim phượng non ngũ sắc, có chín mắt, vua rất thích. Từ văn thông cũng dân hổ trắng, ngựa trắng có cửa, cây cau một gốc, mười một ngọn. Vua ban chức cho thông năm sau tân mão phủ thanh hóa dâng cây cao một gốc chín ngọn vua cho để ngay bên cạnh cây cao của thông vua triều thái hậu linh nhân cho xây rất nhiều chùa tháp đúc chuông dẫu vua làm được nhiều việc khiến đất nước khởi sắc song những việc làm hao tổn sức dân và công khố không thể không có lời ta thán thái sư lê văn thịnh thức nhiều đêm lo nghĩ cách ngăn chặn bọn người xấu ở nội cung hay bày những trò này và lo khuyên giải vua bọn hoàng quan ở nội điện thường bị thái sư quở trách rất hiềm khích và ngầm oán lê văn thịnh chúng ngầm lập mưu hãm hại ông một ngày cuối thu sương mù chiều dân ở hồ dâm đàm hồ tây hà nội ngày nay thường hay đánh được nhiều cá vua lý nhân tông có ý muốn xuống thuyền đi dạo quanh hồ vừa để ngoạn cảnh vừa để xem ngư dân nô nức quan lưới lúc chiều hôm xem cảnh thuyền vừa gõ mạng dồn cá chạy về chỗ có lưới cảnh hoàng hôn cuối thu khiến hồ đẹp như một chốn tiên dạo ấy dâm đàm còn rậm rạp lắm nhiều đêm còn có cả tiếng voi hú hổ gầm mấy viên ở chi cục nội thị đã được lệnh sửa soạn thuyền và lính theo hầu vua viên hoàng quan họ nguyễn vốn là người oán Lê Văn Thịnh nhất, đã bàn kế với nhau. Khi biết quan thái sư được theo hầu ngồi ở bên vua. Lý Nhân Tông trị vì dẫu sùng Phật cho xây chùa đúc chuông nhưng cũng rộng tay cho các đạo sĩ lập các đạo quán trong dân gian thường hoang truyền và cả tin cho rằng các pháp sư có pháp thuật cao cường như thời Thánh Tông. Kinh thành Thăng Long thường kháo nhau rằng chi hậu nội nhân Nguyễn Bông là người được truyền phép thuật bông được vua sai đi lo lễ cầu tự ở chùa thánh chúa ở đây có một nhà sư biết pháp thuật hứa sẽ dạy cho bông đầu thai thác hóa thành con trai vua sau này bông cậy được yêu liền nghe thường hay đi lại ở chùa này vua thánh tông nghị tội rồi chém bông ở cánh đồng ngay trước cửa chùa sau này dân trong vùng có người còn gọi là cánh đồng bông gọi mãi mà thành tên gần đây kinh thành lại đồn lý giác ở diễn châu có phép lạ có thể biến cây cỏ thành người dân chúng cũng nghe và xôn xao lắm nhất là lại được tin lý giác có ý làm phản viên hoạn quan họ nguyễn khá thâm hiểm hắn cho người phao tin rằng nhà lê văn thịnh cũng từng nuôi được một gia nô đến từ đất đại lý có nhiều pháp thuật kỳ dị nhiều người bán tính bán nghi hôm ấy vua ngự trên một chiếc thuyền nhỏ bơi giữa hồ dâm đàm xem đánh cá thấy sư lê văn thịnh đi chiếc thuyền thứ hai theo hầu ngay ở phía sau chợt mây mù nổi lên rồi sương dài thêm có tiếng thuyền chèo sát đến thuyền vua sóng gió hơi to vua hơi hốt hoảng vua nhìn thấy có hình gì lù lù như thủy quái định nhảy sang thuyền mình vua cầm giáo ném nhưng không trúng trong khi đó lê văn thịnh thấy hồ nổi dông sợ có điều gì bất trắc xảy ra ở thuyền ngự, liền đánh thuyền tiến lên mong hộ giá. Bất ngờ, thấy có kẻ từ dưới nước nhô lên, nhảy vào thuyền rồi choàng lên mình một thứ gì màu đen, mà nặng, khiến ông không đứng vững, ngã ngồi vào lòng thuyền. Vừa đang giơ tay gỡ vật lạ ra Thì thấy cả tấm lưới choàng lên mình Rồi nghe tiếng bọn hoạn quan Ở các thuyền sau vây đến thét lớn có kẻ phù phép giết vua hãy mau hổ giá. Khi mù quán, các thuyền chài xô đến thì chỉ thấy Thái sư Lê Văn Thịnh khoác lốc hổ nằm trong lưới. Vua nhìn thấy. Bừng mặt giận, quay mặt đi không chần chừ bọn quan trói gô ông lại đưa về cho triều đình xử tội. Lê Văn Thịnh muốn minh oan cũng không nổi vì ông bị ghép vào tội đại nghịch giết vua. Triều đình nghị tội muốn chém, song vua Lý Nhân Tông khi xem bản tấu nghĩ thịnh từng đã hầu dạy vua lúc còn nhỏ lại có công lớn làm chánh sứ đòi lại được đất đai lúc làm quan ở bộ binh hoặc làm thái sư cũng lập được nhiều công trạng vua liền cầm bút son gạch chữ tử hình mà viết thay vào mấy chữ đày đi thật xa ngay ngày hôm sau lê văn thịnh đã bị tước mũ áo tịch thu thật ấp bị đeo gông có một đội lính túc vệ kèm giải đày lên thao gian quan trạng rất buồn lại nghĩ đến câu từng dạy vua thổ nào họa là chỗ phúc nương tựa phúc là chỗ họa ẩn mình trạng mỉm cười lặng lẽ theo những tên lính bước đi trên đường mưa lạnh tô hiến thành tô hiến thành mất năm 1179 quê ở làng hạ mổ huyện đan phượng hà nội ngày nay Tô Hiến Thành là người có công giúp vua Anh Tông 1138-1175 đánh dẹp loạn các nơi. Ngoài ra ông còn đứng ra tổ chức khai hoang lập làng vùng ven biển Quảng Ninh và Thanh Hóa. Chức vụ cao nhất mà các vua nhà Lý phong cho Tô Hiến Thành là Thái Úy, Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự. Tước Vương, đây là trường hợp duy nhất mà Vương Triều Lý phong Tước Vương cho một đại thần không phải là tôn thất. Do tính tình cương trực khẳng khái nên trước khi mất, vua Lý Anh Tông đã ủy thác cho Tô Hiến Thành phò tá con út của mình là Lý Cao Tông lên ngôi. Lúc đó, Chiêu Linh Thái Hậu đem vàng bạc đến nhờ cậy Tô Hiến Thành thay đổi di chiếu của vua Lý Anh Tông mà lập thái tử Long Sưởng lên ngôi. Nhưng Tô Hiến Thành nhất định không nghe lời. Khi bị ốm nặng, Tô Hiến Thành vẫn tỏ ra sáng suốt, ngay thẳng trong xét việc dùng người, ông đã đề cử Trần Trung Tá có thực tài thay mình mà không giới thiệu Vũ Tán Đường là người đã tận tâm săn sóc ông khi ốm. Năm 1179, Tô Hiến Thành mất, không rõ thọ bao nhiêu tuổi. Trái tim trong trắng Con trai Lý Thần Tông là Lý Anh Tông lên ngôi vua lúc 3 tuổi. Vua lúc nhỏ bị Phụ Chính Đại Thần Đỗ Anh Vũ chuyên quyền Vũ tư thông với Lê Thái Hậu Vua biết cũng phải lặng im Mọi việc trong triều nhất nhất đều do Anh Vũ định đoạt Triều đình có mấy người khẳng khái là bọn Điện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ Vũ Đái Quảng Vũ Đô Hỏa Đầu Lương Thượng Cả Ngọc Giai Đô Hỏa Đầu Đồng Lợi Nội Thị Đỗ Ất Cùng bọn Trí Minh Vương Bảo Ninh Hầu phò mã dương tự minh bàn kế bắt anh vũ kêu to tội ở trước cung điện rồi giam anh vũ lại đưa tin vào cho vua mong xử tội lúc ấy vua còn nhỏ lê thái hậu chấp chính liền giả cho người đưa cơm cho anh vũ rồi giấu cả khay vàng ở dưới hối lộ đám vũ đái đái thấy nhiều vàng ham lợi định tha cho anh vũ nguyễn dương giữ quân cấm vệ ở cửa trái tức học lên nói to bọn các ngươi ham vàng định thả giặc anh vũ ra làm thối thêm triều đình nó mà thoát cả ta và bọn ngươi cũng không lọt khỏi tay hắn sát hại đâu nói rồi rút giáo đâm anh vũ đàm dĩ mông can cho rằng chưa có lệnh điện tiền chỉ huy sứ vũ đái không nên giết mông khỏe hơn gạt giáo của dương không cho giết dương quát lên rằng vũ đái còn tên là vũ cát các đái nói chạch ra là cứt đái. Vàng làm cho hắn thành cục phân thối. Việc lớn hỏng rồi. Nói rồi Dương nhảy xuống, giếng chết. Anh Vũ được thả ra, lại nhân nhân làm quan lớn trong triều. Ít lâu sau, anh Vũ thấy vua bực tức vì Vũ Đái không để ngài đi chơi tự do ra ngoài, hoàn thành, mà cứ đòi cho cấm binh đi theo. Vua hờn cáu, mắng Vũ Đái, Đá chỉ cười, anh vũ liền lập riêng một đội phụng vệ toàn bọn vệ sĩ khỏe giỏi để tự mình sai khiến nhân thấy vua phàn nàn về việc vũ đái anh vũ liền tâu luôn trước kia bọn vũ đái dương tự minh tự tiện đem cấm binh xông vào cung đình tội ấy không gì to bằng nay lại nhờn cả vua phải trị đi để lâu dễ sinh biến vua anh tông chẳng biết gì cả cũng nghe theo anh Vũ hạ chức mấy tước vương, tước hầu lại đem chém cả tám người mưu hại mình cũ, hiện giữ cấm quân, rồi đưa người của mình vào giữ các chức chỉ huy quân sĩ ở cấm thành. Vũ đặt ra luật nghiêm ngặt đối với cấm binh và các quan thị để tránh họ liên kết chống lại Vũ. Vũ nắm giữ lấy 100 vệ sĩ cạnh vua để o ép vua làm theo ý mình. Khi lớn lên, nhớ hết việc xưa, Lý Anh Tông rất ghét Đỗ Anh Vũ, nhưng chưa biết tìm cách gì để trừ khử được. Từ ngày được Tô Hiến Thành phò tá, biết Thành là người trung trực, Lý Anh Tông tỏ ra muốn cất nhắc. Nhưng lúc Lạng Châu có bọn quan lang người nùng làm phản, Tô Hiến Thành xin đi trấn thủ trên đó. Anh Vũ cho đi, vua rất tiếc, ngập ngừng. Anh Vũ nói, tướng giỏi phải ra biên ải cho quen việc, về sau mới trọng dụng được. Vua Anh Tông nghĩ một hồi lâu liền xuống chiếu cho Tô Hiến Thành đi. Thành dẹp yên bọn nổi loạn lại được cử đi đánh hai đất ngưu hống và lão qua làm phản. Tô Hiến Thành bắt được tướng đem người trâu ngựa voi, châu báu về rất nhiều. Nhà vua liền phong ngay cho Thành làm thái úy, cùng ngồi chầu vua ngang với Đỗ Anh Vũ để bàn việc nước. Đỗ Anh Vũ thấy vua tinh thành hơn mình, Bề ngoài có vẻ quý thành nhưng trong bụng đang tìm kế sát hại. Nhưng thành trung thực, khẳng khái, rành mạch như ánh sáng ban ngày, anh Vũ không làm gì nổi. Năm ấy thái tử Long Sưởng đã lớn, vào cung tư thông với cung phi. Vua Lý Anh Tông giận lắm, gọi Đỗ Anh Vũ và Tô Hiến Thành vào bàn việc xử sự ra sao. Đỗ Anh Vũ nói, chuyện xấu trong cung tốt hơn hết là điểm đi, coi như không có chuyện gì cả, thái tử vẫn là thái tử, miệng kẻ ngồi lê đôi mắt xì sầm chán, không thấy động tĩnh gì cũng thôi. Vua hỏi tôi hiến thành, ý khanh thế nào? Long sưởng ham chơi, tính khí ngỗ ngược, dám tư thông cả nơi cung cấm. Từ cách ấy ở ngôi thái tử thì ai còn phục nữa? Nếu cứ để làm thái tử đến khi được truyền ngôi, quyền thế trong tay, ưa dùng người kẻ buông tù như mình triều đình ai còn nghe nữa, nước loạn mất. Vua Anh Tông nghe theo lời Tô Hiến Thành, phế Long Sưởng làm người thường và bắt giam vào ngục, phong cho con nhỏ là Long Trác, tức Lý Cao Tông làm thái tử. Đỗ Anh Vũ không được vua tin dùng, sinh bệnh mà chết. Nhà vua phong cho Tô Hiến Thành làm tể tướng, giúp đỡ Đông Cung. Tháng Tư vua ốm, gọi Thành đến bên giường mà nói. Ta đến lúc biết làm vua thì gặp được ông. Vua tôi chưa làm được bao nhiêu việc để chấn hưng đất nước thì trời lại bắt ta đi. Con nhỏ của ta còn bé, ông hãy vì nó mà giữ giúp ngôi vua cho ta, sau này con ta lớn, trao cho nó." Nói rồi sai người đưa con nhỏ của mình trao vào tay Tô Hiến Thành, Thành sụp lại, chảy nước mắt mà nói: "Thần xin đem hết gan óc, lòng thành phò giúp ấu vương." để đền ơn lòng tin yêu của bệ hạ. Vua quay mặt đi, hoàng hậu vẫn thương Long Sưởng hơn, hoàng hậu tô với vua. Còn lớn là Long Sưởng cũng thông minh, sao lại không lập, xin bệ hạ rủ lòng thương. Vua Anh Tông cố chống chọi với cái chết, nói rõ lời để mọi người nghe. Thằng Long Sưởng đã bất hiếu với trẫm thì trị dân làm sao được. Nói xong thì mất. Thái hậu cũng muốn lập Long Sưởng, sợ Tô Hiến Thành không nghe, liền sai người thân đến nhà đem nhiều vàng bạc châu báu đúc cho vợ thành là lữ thị thị lửa lúc thành vui liền đem lời thái hậu nói với thành thành quắc mắt nói cả đời ta chẳng bao giờ làm việc khuất tất vua bỏ con trưởng lập con thứ vì con trưởng có đại tội như thế là thuận lòng người vì vài đấu vàng vài đấu châu báu để làm trái đạo lý khi chết xuống suối vàng ta làm sao dám nhìn mặt tiên đế lữ thị nói ông trung thành ai cũng biết song cứng quá cũng hỏng việc thế lực họ đổ còn mạnh lắm mà họ thiên về phò thái hậu lập long xưởng ông không cảm thời mẫn thế khéo lại bị họ hãm hại đấy tôi hiến thành bảo với vợ bà làm vợ ta bao nhiêu năm sao vẫn chưa biết tính ta ta là cây ngay giữa rừng có bao giờ sợ chết đứng rồi sai người đem vàng bạc châu báu trả lại cho thái hậu thái hậu cùng nhiếp chính với tô hiến thành liền cho em trai mình là đỗ an thuận làm thái sư còn thành chỉ được làm thái úy coi việc binh thành vui vẻ nhậm chức và lo làm tròn nhiệm vụ tô hiến thành biết thái hậu thiên về dùng ngoại tộc song từ khi đỗ anh vũ chết dòng họ đỗ không có ai đáng mặt đỗ an thuận em trai thái hậu là một người nhu nhược không quyết đoán, Thái Hậu vốn khôn ngoan khéo léo. Bề ngoài tỏ ra trọng di chúc của tiên đế nhưng ngấm ngầm làm theo ý mình. Bà thường lấy vàng lụa để mua chùa các đại thần, một số đã ngã theo vua Lý Cao Tông và Thái Hậu. Vua Cao Tông còn bé, chưa hiểu chính sự, Thái Hậu và vua chỉ là một. Nhưng vua Cao Tông lại được giao cho tôi hiến thành phù trợ. Làm vua cũng khổ thế đấy, ông Thành ạ. À, một bậc nguyên lão tính hai bông đùa. Một bữa nửa đùa nửa thật, thân mật nói với Tô Hiến Thành. Thành nghĩ mãi vì câu nói ấy. Con lớn thì hư, con nhỏ thì ẩm ngửa, làm vua cũng khổ thật. Thành càng thương vua trước, ruột gan nổ ra, triều đình thì lười và ham hố mua danh hám lợi. Bọn nào hốt được của thì cứ hốt ngầm, triều chính bàn bạc lắm khi việc nhỏ lớn ác việc lớn tôi hiến thành quá mệt mỏi cảm thấy mình khó cán đáng được việc lớn mà vua lý anh tông trong lúc hốc hối trước khi cuộc đời sắp tắt đã trao lại cho mình tin cậy và hợp với cách làm việc của ông lúc đó có trần trung tá tá bàn bạc với ông nhiều việc đắc dụng tá giữ chức giáng thị đại phu Ông thường đem những việc chưa được ra hạch hỏi trước Thái Sư và Thái Phó. Có lúc Tô Hiến Thành cũng bực bội vì việc tá hay truy đến cùng, hỏi đến cùng mà không thông cảm hết với người đương sự chấp chính. Làm sao dung hòa được những người thân của Thái Hậu kéo những người tốt về phía mình. Xong khi về nhà, thấy Trần Trung Tá là người khẳng khái, thẳng thắn nên lại quên những lúc bực tức trong triều. Càng tin cẩn tá, Tá đàn hặc nhiều đại thần về tội lớn chiếm đất đai trốn thuế khai man tài sản, đến cả thái sư Đỗ An Thuận cũng bị tá kê khai ra hàng loạt vụ việc như dung túng cho người nhà làm càn, nhận của đút lót của đám thương nhân nước ngoài đến buôn bán. Trần Trung Tá nhờ những người trung trực ghét thói tham lam đã tố cáo phát hiện được nhiều việc nghiêm trọng, thái sư không giải quyết nổi, phải để Tô Hiến Thành phân xử thân gần với Tô Hiến Thành còn có tham tri chính sự Vũ Tán Đường. Đường cũng là người thạo việc mẫn cán, tốt bụng, song kiến thức về kinh bang tế thế so với Trần Trung Tá thua xa. Giao việc rành mà cho Vũ Tán Đường thì Tô Hiến Thành rất yên tâm. Tán Đường nghe từ đầu đến cuối không bàn không cãi, cứ y lệnh của quan thái úy mà thi hành. Còn Trần Trung Tá thì khác hẳn, muốn bàn bạc những việc cất nhắc người đào kênh lớn trị thủy thường trần trung tá hay đưa ra những điều bất lợi mà vặn vẹo cặn kẽ sau đó cân nhắc lợi hại đến cùng rồi mới chịu tôi hiến thành rất thích kiểu làm việc như thế những người thân tín hỏi ông chỉ khẽ trả lời trần trung tá có thể phò vua nhỏ làm ổn định triều chính được người kia lại hỏi thế còn vũ tán đường tán đường cộng sự cho Trần Trung Tá thì tốt biết mấy, nhưng phương lược thì ít có những mưu kế lớn. Một bận Trần Trung Tá đến, tôi Hiến Thành hỏi, ông thấy nên sắp xếp các quan vào chức phận thế nào cho thỏa đáng? Tá nói, tôi nhìn khắp mặt các văn võ trăm quan ở triều đình hiện nay có thể chia thành ba loại. Người ít chữ nhưng thạo việc siêng năng, mẫn cán là loại thứ nhất. Người có học vấn uyên bác có thể noi gương các mưu sĩ đại thần của các triều thịnh trị là một loại. Người cao tuổi trải nghiệm việc đời, đức hạnh thuần hậu, khiêm nhường, biết lo toan nhưng dè dặt, ngại việc là một loại. Vậy nên dùng như thế nào? Chọn loại uyên bác, tài cán là chính, xong hai loại kia thì giao cho những việc thích hợp với họ hoặc để cả ba cùng cộng tác với nhau. Ở những nơi đài, viện thì cái mạnh của loại này sẽ bù đắp cho cái yếu của loại kia. Tôi hiến thành cho lời bàn ấy là xác đáng. Ông lại hỏi thêm, thế còn các loại khác? Trần Trung Tá nói, quan lớn cũng thừa biết chúng là ai rồi. Đó là bọn ít tài lại ham hố ngôi cao phỉnh nịnh để có chức tước hoặc xung xoe tân bốc quan thái sư. Loại ấy không đáng sợ, còn loại nào nữa? còn loại xảo quyệt như cú đói rình mồi chờ lúc nhiễu nhương ra níu chân kẻ quyền thế len lỏi vào những ngôi thứ trong nội mật viện thấy lợi cho mình thì bất kể gì cũng làm khéo chiều vua hôn ám nịnh quan tể bất tài để dần già leo lên địa vị chót vót vẫn nước từ lũ hàng mọn ấy mà suy dần đó mới thật là bọn gian thần đời nào cũng có nó rình rập mọi nơi để xà vào kiếm chát, tôi hiến thành nghe theo lời bàn của trần trung tá lựa người đặt chỗ, lại khéo chọn những người điềm tĩnh ôn nhu đứng đầu các đài viện và các trọng trách khác thu hút được người tốt làm theo công việc có nhiều thuận lợi do làm việc không quản ngày đêm nên tôi hiến thành nhúm bệnh ông giao công việc của mình cho trần trung tá làm tiếp vũ tấn đường vốn là một người cần mẫn hầu hạ anh tông thường đem những mật chiếu của anh tông đến cho tôi hiến thành thành thấy là người cẩn thận thạo việc tin được nên khi được vua gọi vào nhận di chiếu và ban chức đứng đầu trăm quan liền cất nhắc đường lên làm tham tri chính sự trước cả khi dùng trần trung tá khi biết tá là người có tài tô hiến thành gần gũi bàn bạc những việc lớn với tá nhiều hơn đường không lấy thế làm phật ý có người dèm pha, đường chỉ cười nói lại với tôi hiến thành. Thái úy cười hỏi, ông có ganh tị với trần trung tá không? Đường trả lời hồn hậu pha chút hôi hài. Người giỏi việc nào thì trao việc ấy. Việc của tá, tôi không làm được. Việc của tôi, nếu thái úy giao cho tá, có khi tá làm hỏng. Hoặc có làm chưa chắc đã bằng tôi. Tôi hiến thành cười vang, vỗ vỗ vào vai vũ tán đường người như ông thì phúc lộc lâu dài lắm, cần gì phải lăn vào những thứ phù vân. Khi thái úy ốm, đường thương lắm, thân đến hầu hạ bên cạnh, mỗi khi xong buổi chầu, tự tay xem xét việc sắc thuốc, nâng giấc, xem từng đơn thuốc, gợi hỏi thích ăn gì uống gì. Chính đường tự tay gọt quả để thành ăn, chế xâm cho thành uống, thành rất cảm kích, cầm tay mà nói. Ông là người bạn tốt vô cùng, ta được ông gần gũi lúc cuối đời cũng lộc trời ban cho đó." vũ tăng đường cảm động lắm, chỉ nói: "Thái úy đối với tôi vừa là thầy, vừa là ân nhân, tôi không vì thế mà xu nịnh. Tôi quý yêu thái úy chỉ vì ông đã hết lòng với mọi người, biết người, biết của, lòng sáng như gương. Tôi gần gũi thái úy để mình thêm trong sáng hơn, trí tuệ mở mang hơn." thái úy phải cố sống thì triều lý này mới có cái trụ vững để mọi thứ nương tựa vào tôi ngày đêm ngay ngáy những mong thái úy gượng dậy để ra triều đình coi việc được tôi hiến thành hỏi việc triều chính vũ tán đường nhất nhất nói lại trong lúc thành ốm thái hậu và thái sư tìm cách thay dần người của thành ở các chức phận hệ trọng nhưng trần trung tá vẫn năng nổ gắn với những người tài ở viện đô sát ở nội mật viện nên công việc vẫn chưa có gì đáng ngại chỉ tiếc rằng từ khi thái úy ốm quyền hành thâu tóm hết vào thái sư các quan lại xúm vào tranh ăn hám lợi săn đuổi đất đai châu báu nạn hối lộ tham nhũng lại có dịp bùng ra không ai ngăn nổi cửa hậu nhà thái sư luôn luôn có người kính đáo ra vào manh mối những việc gì không rõ hàng hóa ở băm sáu phố phường và các hương cảng đầy ấp mà thuế khóa thu chẳng được là bao. Tô Hiến Thành nghe chỉ thở dài, bệnh tình của ông ngày càng nặng. Ông muốn gặp Trần Trung Tá nhưng lúc ấy tá lại bận việc. Lên biên thùy bàn việc định giới với nước láng giềng không về kịp. Thái úy Tô Hiến Thành hấp hối, Thái hậu đến thăm an ủi, Thành giữ lễ gắn để người đỡ mình dậy. Thái hậu làm ra vẻ rất quý trọng ông và bà nhắc lại lời di chúc của tiên đế. Tôi Hiến Thành nói, Mệnh của thần đã hết, nhưng triều đình còn nhiều người hiền, người tài, mong Thái hậu và Thái sư nghĩ đến công dựng nghiệp của các vua trước mà nối chí làm sáng danh nhà lý trước thiên hạ. Thái hậu hỏi, Nhớ khi trời bắt ông thì ta có thể cắt đặt ai thay cho ông được? Tô Hiến Thành trả lời, Người thay tôi được là Trần Trung Tá. Thái Hậu nói, Trung Tá mãi mê công danh mà tán đường thì ngày đêm bên cạnh ông, sao ông không cất nhắc tán đường? Tô Hiến Thành lấy hơi, tránh cân mệt, rồi trả lời rất rành rẽ. Vì Thái Hậu hỏi người thay tôi, thì tôi nói là Trung Tá. Chứ nếu nói đến người quên mình vì bạn vì nghĩa tình mà chăm sóc nhau thì tôi phải nói đến tán đường trước chứ thái hậu quay lại nói với mọi người tấm lòng của thái úy vằn vặt như vần nhật nguyệt giữa trời mong sao các khanh cũng được như thế tôi hiến thành mất thái hậu không nghe lời thái úy lại cử người thân của mình thay chức cũ của tô hiến thành làm phụ chính đó là đỗ an di trần trung tá và vũ tán đường sau này đều được phong tước cao hơn nhưng thái hậu lại giao cho những việc coi lễ tiết của triều đình chứ không phải là những việc cơ mật như hồi tôi hiến thành làm phụ chính điều này dẫn đến mối họa về sau vua cao tông không được dạy bảo điều hành chính sự mà chỉ ăn chơi nhà lý đi vào suy vong họ đổ thao túng cả triều đình có người đi qua mộ của quan thái úy thấy cỏ mọc ú vàng lau lách điều hiu thỉnh thoảng từ đáy huyệt lại vọng lên những tiếng thở dài Phần chú thích Lý Thần Tông Tên thật là Lý Dương Hoáng Lên ngôi năm 1128 Mất năm 1138 Vua Lý Nhân Tông không có con trai Truyền ngôi cho Dương Hoáng Là con trai của Hoàng đệ Sùng Hiền Hầu Tương truyền Vua là do nhà sư Từ đạo hạnh đầu thai Khác với các vị vua triều trước Lo điều hành đất nước Thần Tông chỉ biết vui chơi Nhà vua thường tìm kiếm những con vật lạ trong thiên hạ làm sở thích. Kết thúc thời vua Lý Thần Tông, nhà Lý đi vào thời kỳ suy vong, loạn lạc, chính trị đổ nát. Đỗ Anh Vũ là quan thái úy phụ chính thời Lý Anh Tông. Vua Anh Tông lên ngôi năm 1138, lúc chỉ mới được 3 tuổi. Chính sự trong nước vì thế mà gần như đều do Đỗ Anh Vũ quyết đoán cả. Phụ hoàng của Lý Anh Tông là Lý Thần Tông, lúc mất mới 22 tuổi bởi thế các hoàng hậu và phi tần phải chịu cảnh quá bụa lúc còn quá trẻ đỗ anh vũ nhân cơ hội đó tư thông với các bà hoàng gây chuyện dâm loạn trong cung đình không chỉ có vậy với quyền thế trong tay đỗ anh vũ còn sát hại trung lương nhận hối lộ góp phần đẩy nhà lý đến bước suy vong đỗ anh vũ được xem là tên gian thần bậc nhất trong thời kỳ trị vì của vương triều lý 何